chương 51, móc đầu trở lại. Thần kinh nhạy bén giúp Dương Thần vừa khởi động xe, dẫm lên chân ga, chiếc M3 giít lên phóng ra khỏi hầm để xe. Vài người bảo vệ của công ty quốc tế Ngọc Lôi đứng nở ra nhìn chiếc xe trong chớp mắt đã chạy mất dạng, không ai biết nhân vật lớn nào trong công ty lại có kỹ thuật lái xe như vậy. Vừa lái xe, Dương Thần vừa hỏi. Làm sao vậy, Vũ Vương? Tiểu thư vừa mới tan sở về nhà, lão già đã đến rồi, đang ẩm ý ở bên ngoài giọng mẹ vương như khóc. Cậu mau về đi, lão ra còn dẫn theo vài người đến, nhìn không giống người tốt, tôi sợ bọn họ làm tổn thương tiểu. Vũ vương chưa dứt lời, đầu kia điện thoại đã truyền đến những âm thanh ồn ào, ngay sau đó là tiếng đàn ông quen thuộc. Là tiểu tử thối họ dương phải không, ta là lâm khôn, ta ở đây chờ ngươi, có giỏi thì lập tức về đây. Audio điện tử võ tấn bền Dương thần đang cầm tay lái, trên tay lập tức nổi gân xanh, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào khóc của Vũ Vương, chắc chắn là bị dùng sức mạnh cướp mất điện thoại di động. Ông có biết ông đang làm gì không? Ta rất rõ ràng, họ dương kia, giờ ngươi có giỏi thì về đây, xem tên tiểu tử khốn khiếp bán thịt dê xiên nướng có bản lĩnh gì mà khiến con tiểu tiện nhân lâm nhà ta làm chuyện bất hiếu. Dương thần không nói gì thêm, mặt không biến sắc, dập điện thoại, thực ra, nếu điện thoại này không phải lâm nhược khê đưa thì hắn đã sớm bóp nát chân ga trong nháy mắt bị dẫm hết cỡ, tuy rằng nơi này đang lúc xe cộ đông đúc chật hẹp, nhưng tiếng động cơ rít gào khiến không ít xe ngoan ngoãn tránh ra nhường đường. Chiếc BMW trắng như một trận gió xoáy thổi qua, bị vô số người chửi rủa, nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến Dương Thần, lúc này trong mắt hắn, đường xá chỉ là một đường thẳng, không có bất cứ luật lệ giao thông gì, không có bất cứ cái đèn xanh đèn đỏ nào, hắn cần phải nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, Mọi ngày đi xe với tốc độ bình thường phải mất hơn 20 phút, hôm nay Dương Thần chỉ mất chưa đến 10 phút, như một quả đạn lao đến đích. Chiếc xe dừng ở một bãi đất trống trước căn biệt thự, kít một tiếng, một đám bụi mù mịt bốc lên. Lúc này trời đã chập tối, ánh nắng vàng nhẹ nhẹ chiếu lên khu vườn trong khu biệt thự cao cấp, cây cối ánh hồng, bãi cỏ như dòng suối vàng, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng lúc này Dương Thần không có lòng dạ nào mà thưởng thức cái cảnh hiếm có ấy sau khi xuống xe hắn sắc mặt thâm trầm đi về hướng cửa chính của biệt thự không đợi dương thần đi đến cửa cánh cửa chính đã bị đẩy mạnh ra lâm khôn trong bộ âu phục phẳng phiu bước ra khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú và trưởng thành giờ phút này thoạt nhìn âm trầm mà hưng phấn dường như đã đoán được có thể trả thù sự nhục nhã mà dương thần cho lão như thế nào ở phía sau lão có năm tên mặc đồ giống nhau theo sát chúng là những thanh niên mặc đồ đen ngắn tay bó sát người nhìn đám cơ bắp trên cơ thể họ không khó để nhận ra thân thủ họ thật không phải là bình thường. Ha ha, xúc sinh, người thật có gan dám trở về đây, ta nghĩ người sợ tới mức không dám quay lại. Lâm khôn nghiêng nghiêng đầu, trừng mắt, con người lộ ra vẻ căm hờn sâu sắc. Dương thần thở dài, xem ra mình đã kiềm chế được tâm tính rồi, bằng không chỉ cần câu nói thô tục này cũng đủ lý do để cắt lưỡi lão. Dương thần thản nhiên nhìn lão, hỏi. Nhược khê và vú vương đâu? vừa dứt lời, hai bóng người đi ra từ cửa biệt thự. Cậu, cậu, cẩn thận. Chỗ cửa, vũ vương mặc tạp dề đang giúp Lâm Nhược Khê sắc mặt tái nhợt đi ra. Lâm Nhược Khê còn chưa thay bộ đồ đi làm, khuôn mặt vốn lạnh lùng diễm lệ giống như là bay mất hồn phách, ánh mắt ảm đạm, đầu tóc cũng có vẻ rối bời. Cô nhìn xuống mặt đất chăm chú, dường như mọi việc trước mắt đều không có quan hệ gì với cô. Nếu như hình ảnh này khiến Dương Thần có chút đau lòng, thì nhìn thấy trên mặt vú vương có một dấu tay hằn đỏ, trong mắt dương thần lập tức lóe lên một tia sát khí. Đáng tiếc lâm khôn rõ ràng là không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt dương thần. Tên tiểu tử bán thịt dê, ta nói cho người biết, hôm nay người về đây, là do người tự tìm đến, mấy anh em của ta quyền cước cũng không tệ, nếu người muốn ít bị ăn đòn, tốt nhất là quỳ xuống lại ta vài lại, rồi liếm cho sạch đôi giày da của ta, ngoan ngoãn tự chui vào thùng rác đi có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một lần cho ngươi cút đi lâm khôn cười quái dị tiếng nói có phần cuồng loạn dương thần ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thanh niên trước mặt nói lâm khôn giống như lần trước tôi đã nói với ông một lần tôi ghét nhất là bị uy hiếp ông uy hiếp tôi được nhưng phải chuẩn bị chịu hậu quả ta uy hiếp ngươi đấy xúc sinh ngươi làm gì được nào ngươi có bản lĩnh đánh bại được năm người anh em này sao lâm khôn cười giận dữ lớn tiếng gào lên dương thần không nói thêm nữa từng bước một tiến tới gần lâm khôn năm tên tay chân hiển nhiên cũng không coi dương thần ra gì dù sao nhìn bề ngoài người thanh niên này căn bản không thể trả đòn được cho nên thấy dương thần tới gần chỉ có một gã tiến lên vừa liếc mắt miệt thị nhìn dương thần vừa tiến tới dương thần vốn chẳng buồn nhìn gã áo đen nhìn thấy gã giơ tay đánh tới một đường quyền nhanh như chấp dường như đã tính toán chính xác một quả đấm cũng nhanh như vậy tung ra tiếp đón bốp hai nắm tay chạm vào nhau vang lên một tiếng kết quả cũng khiến cho những người đứng đó vô cùng kinh sợ á à, gã thanh niên dẫn đầu tung quyền vẻ mặt méo mó dùng sức ôm lấy cánh tay ra quyền kia đau đớn quỳ dạp xuống đất tay tay đậu đại vã mồ hôi cảm thấy xương cốt trong cánh tay như vỡ vụn sau một hồi đau đớn kịch liệt liền bất tỉnh ngay tại chỗ còn lại bốn gã tay chân rõ ràng không hiểu tình huống vì sao lại thế này, chỉ thấy Dương Thần chạy tới trước mặt. Nhanh, nhanh lên. Lâm Khôn cảm giác tình hình có chút không đúng, cuống quyết chỉ huy. Bốn gã tay chân lúc này mới bước đến gần Dương Thần như những hung thần tàn ác, định bắt Dương Thần chế ngự bắt quỷ xuống đất. Khi bốn người đánh về phía Dương Thần, chúng đột nhiên phát hiện, dù đánh vào ngực, bụng, đùi hay chỗ nào khác, thân hình Dương Thần vẫn không chút lay động dường như chân tay chúng chạm vào một tấm sắt dày, một bức tường đá lớn, sức vốn không đủ để đánh với người này. chương 52, đến lượt ngươi. Dương thần đứng mặt đối mặt với Lâm Khôn, ánh mắt nhìn Lâm Khôn giống như đồ tể nhìn miếng thịt trên cái thất gỗ, bình tĩnh hỏi. Ông muốn gãy chân, hay là gãy tay, nếu muốn chết tôi cũng có thể giúp ông một tay. Hắn không phải là đang nói đùa. Lâm Khôn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt muốn giết người, sát khí không hề che giấu hắn thật sự sẽ giết mình ngươi 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 đừng có qua đây lâm khôn sợ hãi từ từ lui bước muốn đứng xa dương thần một chút nhưng phía sau đã là bậc thang cửa chính của biệt thự đột nhiên lâm khôn quay lại nhìn thấy lâm nhược khê đứng ngẩn người hờ hững lớn tiếng kêu lên tiểu tiện nhân tên dã man này muốn đánh gãy chân bố ngươi ngươi định mặc kệ sao vừa nói xong lâm khôn liền cảm thấy bàn tay như gọng kìm kim cương tóm lấy cằm mình một giọng nói lạnh như kim loại để đông trong băng tuyết vang lên bên tai. Miệng của ông quả thực rất thối, hay là tôi nên cắt lưới ông trước, thả trong miệng ông, rồi đem khâu miệng ông lại, ông đói bụng cũng chỉ có thể ăn lưới của mình, ông nói xem, cách này thế nào. Ôi, ôi ôi, Lâm khôn sợ tới mức mặt xanh mét, mắt trợn lên, nhưng chỉ cần lão quằn quại một chút, bàn tay dương thần nắm dưới cằm lão sẽ bóp lại, đau đến mức lão không dám động đậy. Lúc này, Lâm Nhược Khê đứng ở cửa mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp thất thần rốt cuộc cũng có tia sáng, nhìn Dương Thần ánh mắt vô cùng phức tạp, lại nhìn Lâm Khôn sợ đến mức sắp tè ra quần, cô uể oải nói: "Dương Thần, thả ông ấy ra đi, không cần dọa ông ấy." Giọng điệu Lâm Nhược Khê không lạnh lùng như mọi khi, cô nói rất nhẹ, nhưng một câu nói đó khiến lửa giận của Dương Thần dần dần hạ xuống. Cô rất giống người ấy, Dương Thần có chút bất đắc dĩ, trong lòng thoáng hiện ra hình bóng trong lòng vẫn cố quên đi, nhất thời sững lại. Dương thần buông lòng tay ra, lâm khôn bị đau vừa sợ vừa không cam lòng lập tức trốn sang một bên, cẩn thận nhìn dương thần, mồm thở phì phò. Bố, là hứa chí hoành bảo bố đến đúng không, những người này cũng là do hắn đưa cho bố phải không? Lâm nhược khê nhìn thẳng lâm khôn, nhẹ giọng hỏi. Trên mặt lâm khôn lộ vẻ dữ tợn, hung hăng chừng mắt nhìn dương thần. Đúng thế thì sao, Hứa đại thiếu gia là muốn giúp ta tiêu diệt cái tên súc sinh này. Tên khốn khiếp muốn đoạt lấy tài sản lâm gia, ta tuyệt đối không chấp nhận. Bố! Lâm nhược khê bi ai kêu lên, trong mắt tràn đầy thống khổ. Bố! Chẳng lẽ bố không biết bố bị người của hứa ra sai khiến sao? Bố đang giúp hứa trí hoành thêm phiền phức cho con. Bố có biết tình hình công ty giờ đang ác liệt thế nào không? Bố, bố tỉnh táo chút đi. Bố và hứa trí hoành hoàn toàn không nghĩ giống nhau. Lâm khôn hét lớn. Nói bậy, đồ tiện nhân này, đừng làm bộ tốt bụng, đừng tưởng ngươi gọi ta là bố, ta sẽ cho rằng đồ bất hiếu nhà ngươi có lương tâm. Nếu thật tâm tốt với ta, ngay từ đầu ngươi đã không cướp đi tất cả của ta. Ta mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Ngọc Lôi. Nếu không phải do ngươi dở trò, cái bà lão chết rồi ấy sao lại lại đột một bỏ di trúc, đem công ty quốc tế Ngọc Lôi giao vào tay một con búp bê mới 20 tuổi đầu. Lâm nhược khê hai chân lảo đảo, nếu không dựa vào vú vương cô đã ngã xuống rồi, sắc mặt cô càng tái nhợt, bất lực, không kìm nổi hai mắt đẫm lệ đứng lên. Bố, sao bố có thể nghĩ như vậy? Bà là bà nội, là mẹ của bố. Vậy phải nghĩ như thế nào? Muốn người kết hôn cùng hứa đại thiếu ra người trước sau đều không chịu. Chẳng nhẽ không phải lo sợ lập gia đình rồi trước chủ tịch công ty Ngọc Lôi sẽ đổi chủ. Bằng không, dựa vào điều kiện của đại thiếu gia, sao đồ tiện nhân ngươi lại giả thanh cao không chịu. Lâm khôn giận giữ cười. Ha 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 ha, bị ta nói chúng rồi, có phải xấu hổ không chịu nổi muốn chết không? Lâm nhược khê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bắt đầu khó thở, lục phủ ngũ tạng giống như bị ngâm vào thủy ngân, nước mắt trong suốt chảy xuống như vỡ đê, rơi tí tách trên mặt đất. Cô gái luôn lạnh lùng như băng, cao quý như nữ vương, lúc này không kìm nổi nước mắt, hơn nữa lại khóc rất thương tâm, lâm nhược khê giơ tay che mặt, vì khóc nước nở nên lời nói không ngừng nghẹn ngào. Lúc trước mẹ mất, bố có tình nhân bên ngoài, đến về nhà liếc mắt một cái cũng không về, lúc bà nội qua đời, bố đợi đến lúc bà yên nghỉ mới xuất hiện, còn hỏi chuyện di trúc từ lúc con hiểu chuyện, bố trừ chuyện ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đòi bà nội cho tiền ra, chuyện ở công ty bố chẳng bao giờ hỏi đến, làm sao bà nội yên tâm giao công ty cho bố được chứ. Lâm Nhược Khê đau lòng nhìn Lâm Khôn, cắn cắn đôi môi anh đào nói. Bố, chẳng lẽ bố không biết mình đang làm gì ư? lâm khôn sắc mặt lo lắng cười lạnh nói ta làm vậy là do họ ép ta nếu không phải do hai bà già đáng chết đó quản ta ta cần gì phải khúm núm xin họ cho tiền rõ ràng công ty nhiều cổ phần như vậy dựa vào đâu mà chỉ cho ta một ít tiền ta là người đàn ông duy nhất trong nhà chẳng nhẽ không nên để ta lo việc nhà sao ngươi là đồ tiện nhân chỉ biết lấy cớ lấy cớ lấy cớ lời ngươi nói thật là nghe như đánh rắm dương thần thật sự khó mà nghe tiếp không hiểu người phụ nữ như Lâm Nhược Khê sao lại có người cha ngu xuẩn, phát rồ như vậy. Có lẽ là do ông trời trêu ngươi, cũng có lẽ phải hận lòng người có chỗ đáng thương. Dương thần nháy mắt dùng một bàn tay bóp cổ Lâm Khôn, hơi dùng chút lực. Lâm Khôn lập tức khó thở mặt đỏ bừng lên, thân thể không ngừng vặn vẹo nhưng không thể dẫy ra được. Nếu làm theo cách của tôi, hôm nay ông đã chết 7, 8 lần rồi. Dương thần thản nhiên nói quay đầu nhìn lâm nhược khê đứng ở cửa đang căng thẳng lại nói nhưng mà bà xã tôi lại mềm lòng nếu tôi giết cái người làm cha này cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi nói tới đây dương thần buông lỏng tay ở cổ lâm khôn nhưng một tay nhanh như chớp chém vào sau cổ lão lâm khôn hai mắt nhắm lại choáng váng ngã ra đất dương thần anh anh làm gì ông ấy vậy lâm nhược khê vẫn là lo lắng đi đến ngồi xổm xuống thăm dò chỗ mũi lâm khôn Phát hiện lão không chết mới nhẹ nhàng thở phào ra. Bất kể như thế nào, máu ngủ tình thâm. "Giao cho anh." Dương Thần cúi người ôm lấy cơ thể Lâm Khôn vác lên vai, sau đó đi đến chỗ thùng rác cách đó không xa. Lâm Nhược khê nóng vội ngăn cản. "Không cần, không cần ném ông ấy vào đó, vậy là đủ rồi." "Anh không giết ông ấy, không làm ông ấy tàn phế đã là nể em rồi. Ông ta đối với em như vậy em còn nhận ông ta là bố à?" anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ hy vọng em nghĩ đến tâm tình của anh một chút, không cần biết trong lòng em nghĩ như thế nào, ít nhất lúc này anh cũng là chồng em. Dương thần nói bình thản, nhưng từng chữ đanh thép giống như không để ai cãi lời, nói xong lập tức đi về phía thùng rác. Lúc này anh vẫn là chồng em, lúc này anh vẫn là chồng em. Lâm nhược khê buông tấm rèm cửa hồn bay phách lạc đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng dương thần không biết nói gì. Dương thần đem lâm khôn ném vào thùng rác lần nữa, vừa mới quay đầu lại, chợt nghe tiếng vú vương hét lên. Tiểu thư, chương 53, nửa tháng. Giữa mùa hạ, màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Trung Hải bao phủ trong bóng tối bình thản. Chỉ có ánh đèn nê mới giúp người đi đường nhìn rõ khuôn mặt nhau. Dọc theo đường vành đai tốc độ cao, tám làn xe chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy dòng xe cộ giống như vô số ánh sao băng lóe lên, hoặc là xe đi về khu trung tâm, hoặc là xe đi ra khu thành lũy thép nặng nề. Ở một giải phân cách trồng đầy cây xanh phía bắc Trung Hải dọc theo sông Trường Giang, ven đường là những cột đèn đường thưa thớt, và dưới ánh đèn đường là những con côn trùng nhảy múa. Đây là một mảnh đất yên tĩnh khó tìm, mặc dù lúc này còn đang tỏa ra cái nóng tích tụ suốt ban ngày. Cách đó không xa chính là dòng sông quanh co, khúc khuỷu vô tận, giống như một vành đai ngọc trên trời, kết hợp với giải ngân hà trên bầu trời, một dãy kiến trúc màu trắng hắt bóng xuống bờ sông. Nơi này là bệnh viện sang trọng nhất của thành phố Trung Hải, phong cảnh thanh tịnh khiến người bệnh ở đây có thể khôi phục sức khỏe tốt nhất. Nhưng đồng thời, số tiền phải chi tiêu ở đây cũng khiến những người bình dân phải hoảng sợ lùi bước. Lúc này, ở khu phòng bệnh của bệnh viện, trong một hành lang rộng, sâu thẳm, Dương Thần và Vũ Vương ngồi trên chiếc ghế dài được thiết kế để mọi người ngồi chờ đợi, im lặng ngồi đợi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Dương Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn được đút tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá nhưng đột nhiên nhớ ra đây là bệnh viện đành bực mình cất lại thở dài đứng dậy thong thả bước đi cậu vú vương hai mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong lo lắng nói cậu sao bác sĩ và y tá vẫn chưa ra tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ yên tâm đi tuy tôi không phải bác sĩ nhưng cũng biết chút về y học nhược khê sẽ không việc gì dương thần an ủi trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc trạng vạng đưa nhược khê vào viện, trong lòng cũng khó có thể yên tâm. Ngay lúc Dương Thần ném Lâm Khôn vào thùng rác, vừa mới quay người lại, chỉ thấy Lâm Nhược Khê đang đứng trên bãi cỏ đột nhiên hai chân mềm nhún, loạn choạng ngã xuống nền cỏ. Dương Thần chạy vụt đến bên Lâm Nhược Khê như một mũi tên, nâng người cô dậy mới phát hiện, không ngờ cô bị hôn mê. Trải qua không ít kinh nghiệm khiến Dương Thần không bị kích động như Vú Vương, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, Đồng thời ôm Lâm Nhược Khê quay vào phòng. Kiểm tra đơn giản một chút, thấy Lâm Nhược Khê bị sốt cao, Phú Vương lập tức đem khăn lạnh và đồ cấp cứu đến chăm sóc cho đến khi xe cứu thương đến đưa Nhược Khê đi bệnh viện. Một loạt biến cố khiến Dương Thần trong lòng rất loạn, cái cô gái không hiểu phong tình, lạnh như tảng băng này tuy chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt tốt đẹp, nhưng lúc cô xảy ra chuyện, Dương Thần bất đắc dĩ phát hiện ra bản thân thật sự vì cô mà lo lắng, sợ hãi. Là bởi vì cô rất giống người kia hay là vì cô là người vợ trên danh nghĩa của mình. Cũng có thể là chỉ vì cô. Trong lúc Dương Thần đang suy nghĩ hỗn loạn, cửa phòng bệnh bật mở, Vú Vương chạy lên đón lấy cánh tay bác sĩ, hỏi: "Bác sĩ, tiểu thư nhà tôi thế nào?" Bác sĩ cười trấn an: "Yên tâm đi, đã qua cơn nguy hiểm, cơn sốt đã hạ, giờ chỉ cần được chăm sóc chu đáo." Vú Vương vui mừng chảy nước mắt. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ nhìn tài liệu ghi chép trên tay, có chút ẩn ý hỏi. Xin hỏi, lâm tiểu thư gần đây có phải áp lực công việc rất lớn? Vú Vương sửng sốt, trả lời chi tiết. Đúng vậy, tiểu thư nhà tôi kỳ thực lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, mấy ngày nay lại thường xuyên thức đêm, có việc gì không ạ? À? Cơ thể lâm tiểu thư bị suy nhược nghiêm trọng, căn cứ vào chuẩn đoán bệnh, chắn hẳn là cô ấy phải chịu áp lực rất nặng từ công việc và gánh nặng tâm lý trong thời gian dài lần này sốt cao cũng là do cơ thể suy nhược bị phong hàn hẳn là không được ngủ đủ giấc nếu cứ như vậy cho dù lần này chữa khỏi lần sau vẫn có thể tái phát bệnh nhiều lần có thể khiến cơ thể hoàn toàn suy nhược bác sĩ cao mày nói vú vương lập tức lo lắng hỏi bác sĩ vậy phải làm sao bây giờ nhất định phải chữa khỏi cho tiểu thư nhà tôi đó yên tâm đây không phải bệnh quá nặng người bệnh chỉ cần được chăm sóc chu đáo một thời gian nếu có thể ở lại bệnh viện khoảng nửa tháng tiến hành điều trị bằng thuốc đông y thì có thể khôi phục thể trạng khỏe mạnh bác sĩ cười nói vú vương lộ vẻ mặt khó xử nửa tháng chỉ sợ tiểu thư sẽ không đồng ý cô ấy phải đồng ý dương thần thản nhiên nói một câu giọng điệu không để ai thương lượng sau đó nói với bác sĩ bác sĩ ngoài điều trị đông y ra còn phải làm gì nữa vị này là tôi là chồng của lâm nhược khê tên dương thần bác sĩ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười nói. Ồ, thật ngại quá, tôi không biết Lâm Tiểu Thư đã kết hôn. Dương Thiên Sinh nếu có thời gian rảnh có thể đến đưa bà xã đi hít thở không khí trong lành trong hoa viên của bệnh viện. Gánh nặng tâm lý của bệnh nhân rất lớn, nhất định phải giải quyết yêu sầu, không thể chỉ điều trị về mặt thể xác. Dương Thần gật gật đầu, vô cùng đồng ý. Trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ con thuyền lớn trong ngành sản nghiệp thời trang như công ty quốc tế Ngọc Lôi, trong nhà không còn thân nhân, người cha duy nhất ngoại trừ việc thêm phiền phức cho cô, chẳng có đóng góp, giúp đỡ gì. Trên thương trường phải đối phó với nhiều kẻ thù giảo hoạt, cuộc sống tình cảm lại cô đơn, bất lực, lại còn thường xuyên bị đám công tử con nhà giàu như hứa trí hoành dò xét, người phụ nữ này có thể cố gắng đến giờ là việc khiến cho người khác phải kính sợ. Sau khi tiến mấy người y tá, Phú Vương thở dài, nói. Cậu, nếu tiểu thư phải nằm viện, tôi phải về nhà mang một ít đồ dùng cần thiết đến đây, không thể để lúc tiểu thư tỉnh lại cần cái gì lại không có vú vương vất vả rồi dương thần chân thành tha thiết mỉm cười kỳ thực bên cạnh lâm nhược khê không phải là không có ai ít nhất vẫn có vú vương nhìn cô lớn lên luôn chăm sóc không rời bỏ cô vú vương lắc đầu có phần cảm động tôi chỉ làm một ít việc lặt vặt nếu không nhờ có cậu tiểu thư đã bị lão ra ép đến đường cùng rồi cậu mới thật sự là người làm nên chuyện tiểu thư lựa chọn cậu thật là lựa chọn không thể đúng hơn Dương Thần không thể tự phủ nhận là thế, nếu không phải chính mình có chút tài năng, Lâm Nhược Khê cũng đã bị Lâm Khôn ép đến cùng rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại kết hôn giả với mình, không ngờ tấm sổ số mà cô vớ được lại là tấm vé độc đắc. Đợi Vú Vương đi rồi, Dương Thần khẽ đẩy cánh cửa gỗ phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Trong phòng ánh đèn mờ ảo, chỉ có chiếc đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ khắp cả giường bệnh. Lâm Nhược Khê tóc rối tung, khuôn mặt diễm lệ, lạnh lung trước đây bây giờ lại yếu ớt như cành liễu trước gió, yên lặng nhắm mắt, thở đều, nhưng cặp mày cong cong như lá liễu của cô hơi nhăn lại, dường như trong mơ gặp chuyện gì không hài lòng. Đến nằm mơ cũng phiền não sao? Dương thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, không nói gì, say sưa nhìn cô gái đang mê man trên giường bệnh, từng đường nét của cô, khí chất của cô, tất cả giống y hệt người kia, dần dần, dương thân quên mất cả thời gian. Cốc cốc, phòng bệnh đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Dương Thần đầu lại đã có người nhẹ nhàng, khéo léo đẩy cửa phòng đi vào. chương 54, chị em tốt. Người bước vào phòng hít thở rất nhẹ nhàng, dường như sợ quấy nhiễu đến lâm nhược khê ở trên giường. Dương Thần nghe bước chân không phải của Vú Vương, nghi hoặc quay đầu ra, nhìn người đi vào, lập tức há hốc mồm. Sao lại là anh? Mạc Thiện Ni kinh ngạc hỏi trước, con người đầy nước đáng yêu mở to, khiến gương mặt đang u ám nhưng vốn quyến rũ của cô thoạt nhìn mê hoặc lòng người tôi cũng muốn hỏi câu này sao cô lại tới đây dương thần nhíu mày dù sao quan hệ giữa mình và lâm nhược khê vẫn là bí mật nếu để mạc thiện ni biết có lẽ sẽ mang đến không ít rắc rối cho hai người đang lúc hai người còn đang kinh ngạc cửa phóng lại lần nữa mở ra phú vương kéo một hòm hành lý đi tới mặt mỉm cười nói mạc tiểu thư đây là cậu chủ chồng của tiểu thư nhà tôi đều nhờ vào cậu tiểu thư mới có thể khỏe lại vú vương mạc thiện ni không thể tin nổi chỉ vào dương thần thiếu chút nữa thì kêu lên sợ hãi vú vú nói dương thần là chồng của nhược khê sao ngạc nhiên lắm à nếu vú vương đã nói ra dương thần cũng chẳng che giấu nữa cười xấu xa hỏi hay phải nói là đã làm tổn thương mạc tiểu thư tiểu thư phát hiện ra không còn cơ hội gì với người đàn ông ưu tú như tôi mạc thiện ni cắn răng Thở phì phì nói: thối, tôi chỉ buồn bực, Nhược Khê sao lại lẳng lặng kết hôn, còn lấy tên vô lại như anh làm chồng? Chắc chắn là do người âm mưu quỷ kế gì rồi." Vú Vương nhìn thấy hai người vừa gặp đã đối đầu gay gắt, vội vàng khuyên can. "Được rồi, được rồi, Mạc tiểu thư, cả cậu nữa, đây vẫn là phòng bệnh, mọi người đều là người thân nhất của tiểu thư, hay là bớt chút tranh cãi, hòa hảo một chút đi." Dương Thần bĩu môi, hỏi. Vú Vương sao lại cùng cô ta tới đây vú vương cười giải thích lúc nãy trên đường tôi về nhà lấy ít đồ mạc tiểu thư gọi điện hỏi tiểu thư có nhà không chắc cậu không biết mạc tiểu thư và tiểu thư trước kia quen biết nhau rất sớm lúc còn lão phu nhân lại thường xuyên ở bên nhau hiện giờ lại cũng làm việc ở ngọc lôi cho nên quan hệ vô cùng tốt trước mạc tiểu thư còn thường tới nhà ta ăn cơm từ sau khi lão phu nhân qua đời mới ít đến vì thế mạc tiểu thư hỏi tôi cũng không giấu giếm nghe nói tiểu thư nằm viện, Mạc tiểu thư nhất định đòi cũng tôi vào thăm. Không ngờ Mạc Thiện Ni và Lâm Nhược Khê lại là bản thân, cũng là lúc ở công ty, nhìn thấy quan hệ giữa bà xã mình và sếp mình rất tốt, hóa ra còn có mối giao tình này. Vậy cảm ơn Mạc tiểu thư quan tâm, Nhược Khê bệnh tình hiện đã không sao rồi, nếu cô mệt có thể yên tâm về đi ngủ rồi. Mạc Thiện Ni trợn mắt với Dương Thần một cái, trong lòng tức giận, buồn bực vì người như vậy mà trở thành ông xã của chủ tịch, thế nhưng giờ không phải lúc nói những chuyện này. Cô đi đến bên giường, cẩn thận quan sát gương mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, lo lắng nói. Người buồn ngủ thì đi ngủ đi, ta muốn ở đây cùng Nhược Khê. Cũng không phải là bà xã của cô, cô ở đây làm gì? Dương thần vui đùa nói. Mạc Thiện Ni tức không thể đánh hắn một cái. Thôi đi, đừng tưởng rằng làm chồng của Nhược Khê là giỏi, chúng tôi quen nhau đã 7, 8 năm, anh vốn chẳng hiểu gì cả, Tôi chỉ biết là, nếu cô còn lớn tiếng như vậy, bà xã bảo bối của tôi sẽ bị cô đánh thức. Dương thần bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu khẽ tiếng. Mạc Thiện Ni lập tức che miệng, trừng mắt hạ giọng nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Nhược Khê lại kiên quyết không chịu sa thải anh, ra là không thể sa thải. Đó là do tôi thật sự có năng lực làm việc. Dương thần nháy mắt với Mạc Thiện Ni. Tiểu thư đừng quên cuối tháng chia hoa hồng cho tôi, tôi đã đòi lại 400 ngàn nhắc đến việc này mạc thiện ni trong lòng nén giận hừ lạnh một tiếng không hề để ý tới dương thần kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh giường không nói gì nữa đứng bên cạnh chuẩn bị đồ đạc phú vương nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết than thở đêm khuya không có tiếng động ánh trăng như một dòng suối trong vắt chiếu xuyên qua cửa sổ chảy vào phòng bệnh mọi vật đều tĩnh lặng yên bình đã nửa đêm phú vương chuẩn bị xong hết áo quần và đồ dùng hàng ngày do dự một lúc rồi quyết định quay về biệt thự Long Cảnh Uyển chờ đợi, dù sao cũng phải có người trông non khu nhà lớn như vậy, chuẩn bị những việc thường ngày. Trong viện cũng có chuyên viên chăm sóc đặc biệt, ban ngày có thể đến thăm Lâm Nhược Khê, buổi tối cũng không cần thiết ngủ lại. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Lâm Nhược Khê đang ngủ say, chỉ có Dương Thần và Mạc Thiện Ni hai người ngồi bên giường, trầm mặc không nói gì. Sau đó một lúc lâu, Mạc Thiện Ni thật sự không chịu nổi bầu không khí trầm lặng như vậy, nói làm sao anh lại kết hôn được với nhược khê cô ấy vẫn chưa nói với tôi vốn không định hoàn toàn công khai giờ cô đã biết hy vọng cô không nói cho mọi người trong công ty tôi không phải người ba hoa tôi là chị em tốt của nhược khê nhưng thật ra anh đột nhiên xuất hiện lại trở thành chồng của nhược khê có phải anh có ý đồ gì không dương thần mỉm cười nói nghe vú vương nói hai người từ nhỏ đã quen nhau cô hẳn là phải rất quen thuộc với cô ấy Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ, chính nhờ bà nội của Nhược Khê, cũng là chủ tịch đã tài trợ giúp tôi, mới có tôi hôm nay. Nhược Khê là chị em tốt của tôi, cũng là cốt nhục của ân nhân tôi, tôi tuyệt đối không cho phép anh làm tổn thương cô ấy. Dương thần không để ý đến ánh mắt đề phòng của Mạc Thiện Nhi, tiếp tục nói. Nếu hai người quen nhau lâu vậy, cô cảm thấy là nhược khê hay cô thông minh hơn? Cô ấy thông minh, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng từ nhỏ đến lớn cô ấy xác định làm gì thì cũng tốt hơn tôi, tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, giúp cô ấy chia sẻ công việc. Mạc Thiện Ni trợn mắt liếc Dương Thần một cái, nói. Vậy cô cảm thấy việc mà cô nghĩ ra được cô ấy sẽ không nghĩ được. Tôi và cô ấy kết hôn, tôi có lý do của tôi, cô ấy có lý lẽ của cô ấy, không liên quan gì đến cô. Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni nghiến răng. Không nói thì thôi, toàn là ngụy biện, mắng người thô tục đừng tưởng làm chồng của nhược khê mà tôi không trị được anh, dù thế nào tôi vẫn là sếp của anh đấy. Dương thần lắc đầu đứng lên. Tôi chỉ là ngẫu nhiên chơi trò chơi IQ cao, lúc nhàn rỗi cùng các em gái tâm sự, làm chuyên gia tâm lý, cô đừng gây phiền toái cho tôi, tôi cũng không đụng đến cô. Giờ cũng muộn rồi, ngày mai tôi còn có việc, mặc tiểu thư nếu muốn về nhà tôi có thể tiến một đoạn đường, nếu muốn ở lại, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Nói xong, hắn cười quái dị liếc nhìn lâm nhược khê rồi đi ra khỏi phòng không quay đầu lại mạc thiện ni vẫy bàn tay trắng như phấn về phía dương thần vài cái quả muốn dậm chân mắng to vài câu nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn đợi dương thần đi không bao lâu mạc thiện ni thở dài một hơi cảm thấy vì loại người này mà tức giận thì không đáng giơ tay cầm lấy một bàn tay ngọc ngà trên giường bệnh của lâm nhược khê nhẹ giọng thì thầm nhược khê sao cậu lại chọn cái tên vô lại như vậy làm chồng cho dù là để ngụy trang, gạt người, cũng không nên chọn hắn, không nên tra tấn mình như vậy. Thật ra cũng không đến nỗi. Mạc Thiện Ni sừng sốt, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lâm Nhược Khê không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, tuy sắc mặt mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạc Thiện Ni. Nhược Khê, cậu tỉnh rồi. Mạc Thiện Ni có chút vui bất ngờ. Lâm Nhược Khê thản nhiên cười, có vẻ rõ ràng rất thân thiết với Mạc Thiện Ni. Anh ta vừa đi tới liền tỉnh lại. Chẳng lẽ cậu tỉnh lại rồi nhưng cố ý chờ hắn đi à? Mạc Hiện Ni dở khóc dở cười. Anh ta còn ở đây tớ không dám tỉnh lại. Lâm Nhược Khê trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, không nói nhiều thêm nữa, lại nhắm mắt yên tĩnh. Chương 55, đại thiếu gia anh minh. Ban đêm, trong nhà Trung Hải hứa đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài trên đường mòn bao quanh hoa viên lớn không chỗ nào không có nhân viên bảo an tuần tra. Trong một phòng ngủ phong cách baroque, ánh sáng vô cùng ảm đạm, hứa trí hoành mặc bộ áo ngủ đen đứng cạnh bàn, tự rót cho mình ly rượu vang đỏ Lafite, mới nâng chén lắc lắc vài cái, chưa kịp uống ngụm nào thì chợt nghe cửa phòng ngủ bị đập rầm rầm. Vào đi, hứa chí hoành nhíu mày. Trên người mặc áo phông màu đã phai hết và chiếc quần bò thủng lỗ chỗ, mau cầu cười hì hì đi vào, dâu trên mặt hắn chắc phải đến 10 ngày không cạo, mùi mồ hôi từ xa đã có thể ngửi thấy. Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, cánh cửa này là tác phẩm nghệ thuật, muốn vào cửa thì gọi. Hứa Chí hoành bó tay với tên thủ hạ của chính mình. Mao cầu cười hì hì nói. Là tại vui quá nên quên mất. Người trước giờ chưa bao giờ nhớ. Hứa Chí hoành chừng mắt liếc Mao cầu một cái. Mao cầu kinh ngạc, lờ đệnh uốn mấy sợi tóc đầy dầu. Đại thiếu gia, thiếu gia có biết hôm nay tôi nhìn thấy gì không? Hứa Chí hoành đi đến chỗ cửa sổ, thản nhiên nói. Nói mau, không có tình cảm, thảo nào không theo đuổi được cô bé họ Lâm. Mau cầu nói thầm một câu rồi mới trả lời. Lâm khôn đến tìm, nhờ giúp hắn xử lý cái tên Dương Thần, tôi nghĩ hay là thuận nước đẩy thuyền, mượn cho hắn năm tên cựu binh đã xuất ngũ. Không ngờ hôm nay cả năm tên đó đều bị một mình Dương Thần ném vào thùng rác cùng Lâm Khôn. Đại thiếu gia, cậu nói xem có buồn cười không, nhạc phụ của hắn cũng bị hắn ném vào thùng rác hứa chí hoàng lắc nhẹ vang đỏ trong ly rượu, trầm tư một lát rồi nói. Xem ra tên dương thần này không đơn giản, tiếc là có quá ít tư liệu về hắn, thật khó nghĩ cách giải quyết hắn. Đại thiếu gia không phải sợ rồi chứ. Mau cầu chế nhạo, hứa chí hoành cười lạnh. Sợ, chỉ biết mấy đường quyền cước, mồm mép vô lại, ta sợ hắn làm gì, hắn chẳng qua rồng trên trời không đánh nổi rắn dưới đất. Chỉ là một nhân vật nhỏ mới từ nước ngoài về nước hơn nửa năm, lẽ nào có thể lật trời. Vậy thiếu gia muốn bây giờ tôi đi giải quyết hắn không? Tôi nghe bọn rác rưởi nói hắn thân thủ nhanh nhẹn, tôi bắt đầu hơi ngứa tay rồi. Mau Cầu hưng phấn nói: "Hứa Chí Hoành lắc đầu. Không cần, chuyện này tạm thời chúng ta không cần nhúng tay vào." Lâm Nhược khê bình thường không nói gì bao giờ, nhưng kỳ thật trong thành phố này chuyện gì cô ta cũng biết, cô ta chưa chắc đã là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người phụ nữ nguy hiểm nhất không cần làm cô ta nóng nảy, đừng ép cô ta làm những chuyện mà cô ta không muốn. Đại thiếu gia, cậu vẫn coi trọng Lâm Tiểu Thư như vậy, cô ta rốt cuộc có bản lĩnh gì chứ? Mao cầu buồn bực hỏi. Hứa Chí hoành nhấp môi một ít rượu vang đỏ. Kỳ thực ta cũng không dám khẳng định, nhưng về chuyện dương thần cẩn thận một chút vẫn hơn, người yên tâm, không cần chúng ta ra tay, cái tên Lâm Khôn không có đầu óc đó cũng sẽ không chịu để yên đâu. Đại thiếu gia anh Minh đừng có nịnh ngọt biến khỏi phòng ta về đi tắm đi nói thật tuần trước tôi mới tắm mà sáng sớm hôm sau dương thần lái xe đi vào chợ khu tây mua đồ ăn sáng lão lý quả nhiên đã bày quán ở chỗ cũ như mọi khi vẻ mặt lão vui mừng nhìn qua đã biết là tâm trạng không tồi nhìn là biết ngay vì chuyện của bố con họ trần gánh nặng trong lòng được cất xuống nhìn thấy dương thần đi tới lão lý cười chào hỏi đến rồi à tiểu dương nghe mọi người nói cậu đi làm ở công ty nào đó cũng tốt thế mới đúng là việc người trẻ nên làm đều là đi làm cả thôi không có khác biệt gì lớn tiếc là sau này ít thời gian khoác lác với mọi người ngồi văn phòng thật sự không được tự do như nơi này dương thần cười nói lão lý cười bớn cợt hôm qua tinh tinh rất vui cậu có nói gì với nó không thế dương thần ngẫm nghĩ một chút nói tôi hẹn với cô ấy hôm nay đến trường học thăm cô ấy Lão Lý vẻ mặt giật mình, vỗ vai Dương Thần. Người trẻ tuổi đối xử với nhau cho tốt, tinh tinh nhà tôi tính tình đơn giản, đừng để nó phải oan ức, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nhìn vẻ mặt, tôi biết hết, của lão Lý, Dương Thần muốn giải thích vài câu, nhưng lại nói không nên lời, chỉ ngại ngùng gật gật đầu. Lại mang túi lớn túi bé đồ ăn sáng tiến vào văn phòng, tất cả đám phụ nữ trong phòng quan hệ xã hội đã nghiền cổ chờ mong, nhìn thấy đủ loại điểm tâm lại díu ra díu giết khen ngợi Dương Thần. Dương Thần vừa ngồi xuống, chuẩn bị mở máy tính bắt đầu một ngày làm việc của một nhân viên văn phòng thì nhìn thấy sắc mặt có phần mệt mỏi của Mạc Hiện Ni đi vào văn phòng. Mạc Hiện Ni liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, lại nhìn đống quẩy, bánh bao còn thừa chất đống trên bàn làm việc của Dương Thần, tức giận đi ngay đến chỗ hắn. Đã là chồng người ta, vợ bị ốm nằm viện, hắn đi thăm, lại còn nhớ mua cả đống đồ ăn cho đám phụ nữ trong phòng ăn, cô bất giác lộ ra vẻ chế giễu nói: "Thật là quan tâm đồng nghiệp quá." Mua đồ ăn tầm tâm tận lực như vậy, không biết là có nghĩ đến mang cho người nào đó một chút không? Mạc Tiểu Thư cũng muốn ăn ư, không sao, dù sao vẫn còn rất nhiều. Dương Thần cầm một chiếc bánh bao trên bàn, hào phóng đưa cho Mạc Thiện Ni. Anh biết tôi đang nói đến ai mà. Mạc Thiện Ni thấp giọng nói. Dương Thần cười bất đắc dĩ. Nhược khê ăn những món thanh đạm, tốt cho sức khỏe, vú vương khác sẽ làm thức ăn mang tới, tôi không thể mang quẩy. Bánh bao đến cho người bệnh được. Không có tim phổi, vô tâm, không phải lấy cớ. Tuy giải thích này nghe có lý nhưng Mạc Thiện Nhi cũng không chấp nhận. Phát hiện ra người phụ nữ này có thành kiến rất lớn về mình, Dương Thần cũng không tính toán nữa, nhún nhún vai, lấy lại bánh bao tự mình ăn. Mạc Thiện Nhi ở viện cả đêm với Lâm Nhược Khê cũng thấy đói bụng, trong văn phòng lại tràn ngập mùi thức ăn bụng lại càng kêu, thấy Dương Thần lấy lại bánh bao thật buồn bực, thầm mắng Dương Thần keo kiệt không phong độ. Cô giơ tay nhấc gói bánh chẻo trên bàn rồi đi nhanh về phòng làm việc. Đói bụng còn cứng miệng. Dương Thần cười thầm, rất nhanh, đã đến giữa trưa, Dương Thần khéo léo từ chối ba người Triệu Hồng Yến mời ăn cơm, lái xe đi tới bệnh viện. Bệnh viện Hàng Đầu Trung Hải vào buổi sáng khá vắng vẻ, dù sao thì khu này rộng lớn lại ít người bệnh, điều này rất thích hợp cho người bệnh tĩnh dưỡng. Dương Thần tìm đường đi đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, thấy cửa phòng mở, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, cẩn thận đến gần nhìn vào, đúng là người quen mới gặp hai ngày trước. Nhược khê, viện trưởng viện này rất thân với nhà anh, chỉ bằng để anh bảo bọn họ cho em đến phòng săn sóc đặc biệt tốt nhất ở đây, coi như là chút tâm ý của anh. Hứa trí hoành vẻ mặt thương tiếc nhìn Lâm Nhược Khê nói. Lâm Nhược Khê tựa đầu vào chiếc gối trắng phau, khuôn mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trong suốt. Không cần đâu, cảm ơn anh đã tới thăm tôi nhược khê em nói vậy là coi anh là người ngoài rồi nếu không phải gần đây anh khá bận anh hy vọng có thể ở viện chăm sóc em nhiều hơn kỳ thực những người như chúng ta rất thiếu những khoảng thời gian yên lặng ở bên nhau hứa trí hoành xúc động nói lần này hứng thú tiếp lời của lâm nhược khê đã hết dường như chẳng nghe thấy gì nữa mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn phú vương cảm thấy không khí trầm mặc trong phòng không thoải mái muốn giúp Lâm Nhược Khê nói mấy lời khách khí thì thấy Dương Thần đứng ở cửa phòng bệnh, liền lộ ra nụ cười Trần an. Cậu đến rồi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 56, như thế thì khó lắm. Dương Thần gật đầu với Vú Vương, nói với hứa Chí hoành. Hứa đại thiếu ra thật tốt bụng quá, còn đến sớm hơn ông xã như tôi. Hứa Chí hoành mặt không biến sắc, khiêm tốn cười nói. Dương Tiên sinh nói đùa rồi, Tôi với Nhược Khê là chỗ thân tình, nghe cô ấy bị ốm tôi liền vội vã chạy vào thăm. Dương Thần tỏ vẻ giật mình, cười quái dị bước đến. "Đại thiếu gia nếu đến thăm bệnh thì đã mang những quà tặng gì đến rồi?" Hứa Chí Hoành lòng thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ, chỉ giỏ hoa quả bên giường nói. "Tôi mang đến một ít hoa quả, tôi biết Nhược Khê không thích phô trương nên chỉ đơn giản bày tỏ thành ý vậy thôi." Dương Thần đi đến cạnh giỏ hoa quả, Cầm một quả táo đỏ ao ngắm nghía, rồi thất vọng nói: "Là táo thật à?" Hứa Chí Hoành nghi hoặc nói: "Đương nhiên là táo thật, Dương tiên sinh nói vậy là có ý gì?" "Ha ha, Dương thần tiếc nuối cười nói: "Tôi nghĩ Hứa đại thiếu gia là người lắm tiền, tặng táo cũng là táo vàng chứ, ai biết chỉ là táo bình thường, không có ý gì khác." Hứa Chí Hoành chỉ cảm thấy phổi chính mình phình lên, tên này đầu óc sao vậy? "Táo vàng ư?" Tên điêu dân dần đen vô lại. Dương tiên sinh nói thật hay nói chơi vậy, ha ha. Hứa Chí hoành cười cười nói. Lâm nhược khê nãy giờ ngồi ở trên giường vẫn không quay đầu lại nhìn hai người kia, giờ hơi quay lại nhìn lướt qua, thấy bộ dạng của hứa Chí hoành, khóe miệng cũng hơi động đầy. Nếu không phải vì bận tâm đến sự lớn mạnh của hứa gia và việc hợp tác trong làm ăn kinh doanh, Lâm Nhược Khê thậm chí còn hy vọng hứa Chí hoành biến mất khỏi thế giới này mới tốt. Dù sao cũng tại gã, nếu gã không suối bảy thì lâm khôn đã không gây ra nhiều chuyện như vậy khiến cho cô phải hao tâm tổn sức khiến cho cô tiểu tụy đến mức giờ phải nằm bệnh viện chỉ tiếc bản thân không có khả năng làm một số việc gây khó dễ cho hứa chí hoành cho nên những gì dương thần đã làm về ý nghĩa nào đó cũng là việc lâm nhược khê hy vọng nhìn thấy dương thần không đơn giản từ bỏ ý đồ như vậy lắc lắc đầu nói năng lực của hứa đại thiếu gia tôi biết những thứ như táo vàng không thành vấn đề chỉ xem có tình nguyện tặng không thôi. Đương nhiên rồi, vật đáng giá như thế, tuy trong mắt hứa đại thiếu gia không là gì, nhưng cũng không thể đem tặng người mới quen, cho nên đôi vợ chồng nhỏ chúng tôi cũng không ép, được hứa đại thiếu gia tặng táo thật, chúng tôi xin cảm đại ơn đại đức rồi. Nói xong, Dương thần rút tờ khăn giấy lau lau quả táo trên tay rồi há miệng cắn một miếng to, bộ dạng rất hưởng thụ nói. Không tôi, rất ngọt, hứa đại thiếu gia chọn táo rất giỏi, Xem ra ngày nào đó đổi việc sang làm vườn cũng không tồi. Hứa Chí Hoành suýt ngất xỉu, từng gặp qua tên không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp tên không biết xấu hổ nào mà lại bị tên vô lại ấy nói ba sao một hồi, khiến bản thân mình biến thành quỷ hẹp hòi, thần giữ của, điệu bộ, còn, còn thành tên làm vườn. Bản thân hắn đến để thăm bệnh chứ không phải để nghe mắng. Còn nữa, táo ngọt như quỷ kia đâu phải do ta chọn. Tất nhiên, Hứa Chí Hoành còn không ngốc đến mức nói câu, táo là người khác giúp ta mua, nói vậy không phải là nói thành ý của mình không đủ sao? Ý thức được việc nếu cứ ngồi đây thì sẽ phát điên mất, Hứa Chí Hoành mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Chiều nay tôi còn phải họp, vậy không làm phiền em dưỡng bệnh nữa, Nhược Khê, rảnh rỗi anh lại đến." Nói xong lập tức đi khỏi phòng bệnh. Vú Vương nãy giờ nhịn cười giờ không nhịn nổi, bật cười hi hi. Cậu cũng thật biết cách nói hứa đại thiếu gia kia chắc phải tức giận đến vài ngày. Dương thần cắn miếng táo to, nói. Không có đâu, nếu hắn tức lâu vì chuyện này thì nên buông tha cho nhược khê từ sớm rồi. Vũ vương liếc mắt nhìn lâm nhược khê ngồi im không lên tiếng, giống như không ở trong phòng, nói. Tôi đi ra ngoài một chút, cậu trò chuyện với tiểu thư nhé. Đợi mẹ vương sắp xếp chu đáo đi rồi, dương thần chén sạch sẽ quả táo trên tay, đặt mông ngồi xuống đầu giường lâm nhược khê, cười nói bà xã Nhược Khê ngoan nào, táo này không tồi, có muốn ăn một quả không? Lâm Nhược Khê mặt không thay đổi, vẫn nhìn ra cửa sổ, giống như không nghe thấy gì. Dương thần vừa lòng gật gật đầu. Lần này không cấm anh gọi em như vậy, có tiến bộ, hơn nữa còn muốn ăn táo, biết làm núng, tiến bộ lắm. Thường cho em, anh sẽ tự mình gọt táo. Tuy mấy ngày nay cô đã chứng kiến rất nhiều lần người chồng hợp đồng này mặt dày, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn cảm thấy bản thân đánh giá thấp người này rồi coi sự im lặng của cô là làm núng. Anh có thể nói chuyện đứng đắn chút không? Lâm Nhược Khê thở dài, quay đầu lại, muốn nói chuyện tử tế với Dương Thần. Đứng đắn, anh vẫn đứng đắn mà, ông xã gọt táo cho bà xã ăn, có gì là không đứng đắn. Dương Thần cười, với con dao gọt hoa quả, ánh bạc loang loáng của con dao trên tay hắn xoay tròn 360 độ, liên tục mấy vòng đẹp đẽ, quả táo như thể dính vào tay hắn. Lâm Nhược Khê đang muốn nói thêm gì đó, nhìn thấy chiêu thức của dương thần không khỏi tò mò cẩn thận xem chừng dương thần lấy một quả táo rất ngon tay kia nắm dao gọt hoa quả sau khi hơi dừng lại một lát lưỡi dao rất nhanh xoay vòng quanh lớp vỏ táo động tác của dương thần rất nhanh nhanh đến nỗi lâm nhược khê ngồi gần như vậy cũng không nhìn rõ chỉ thấy con dao gọt hoa quả nho nhỏ hóa thành vô số ánh sáng gọt liên tục xung quanh quả táo gọt vỏ táo dường như trở thành việc chế tác tác phẩm nghệ thuật cũng giống như làm gốm điều khắc gỗ không theo dõi đến cùng người sẽ không biết được thành quả như thế nào. Không đến nửa phút, Dương Thần dừng tay đưa quả táo đã gọt xong cho Lâm Nhược Khê. Vâng, phần thưởng của ông xã cho bà xã. Lâm Nhược Khê nhìn quả táo trước mặt hơi sửng sốt, sau đó là một cảm giác gì đó không rõ bất giác ngây ra. Quả táo vỏ đỏ lúc nãy giờ đã bị gọt phần lớn vỏ, nhưng trên quả táo đã gọt rõ ràng còn lưu lại một ít vỏ mảnh khảnh hình thành dòng chữ màu đỏ xinh đẹp, chúc vợ khỏe mạnh. Lâm Nhược Khê ý thức được khóe mắt hơi ẩm ướt, nhưng lập tức kìm chế cảm xúc, nói. Anh chỉ giỏi những thứ ba môn tà đạo, những chuyện vô vị, gọt táo còn như vậy nữa, buồn nôn. Dương thần cười hì hì, mặt hơi đỏ lên. Kỳ thật, anh cũng thấy buồn nôn, thế nên bà xã ngoan mau ăn đi, hay là để anh đút cho. Nói xong hắn liền đưa miếng táo lên tận đôi môi xinh đẹp của Lâm Nhược Khê. Để em tự ăn." Lâm Nhược Khê vội vàng giành quả táo trong tay Dương Thần, nhưng khi nhìn dòng chữ đỏ trên quả táo trước mắt lại dừng lại, "Không nỡ ăn." Dương Thần làm ra vẻ nói, "Không phải em không nỡ ăn quả táo đẹp như vậy chứ?" "Không sao, cùng lắm thì lại gọt cho Nhược Khê nhà ta một quả khác, nhưng lần này nên khắc câu gì khác đây?" "Đừng nghĩ linh tinh, em chỉ muốn biết anh đã rửa tay chưa thôi." Lâm Nhược Khê lập tức ngắt lời, nhìn thấy lâm nhược khê cắn từng miếng nhỏ ăn quả táo mình gọt dương thần cũng không trêu cô nữa chỉ cảm thấy băng sơn nữ này hai tay cầm táo nhẹ nhàng nhai nuốt bộ dạng có vài phần đáng yêu cảm ơn anh lâm nhược khê đột nhiên nhẹ giọng nói dương thần hoài nghi mình nghe nhầm cái gì em nói cảm ơn anh cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em em phát hiện em không chán ghét anh nhiều như trước lâm nhược khê ngẩng đầu nói đôi mắt long lanh như nước mùa thu Dương thần cười khổ. Không cần cảm ơn, đợi ngày nào đó em thích anh, từ ông xã tạm thời thành chính thức là anh cảm ơn trời đất rồi. Lâm nhược Khê nghe hắn nói vậy cũng không tức giận, có điều suy nghĩ một lát rồi đáp. Như thế thì khó lắm, chương 57, thật trùng hợp. Băng sơn nữ dù sao vẫn là băng sơn nữ, tuy rằng phá lệ nói mấy câu, nhưng nói xong lại quay về trạng thái tắt máy. Dương thần đến lúc phải rời khỏi bệnh viện, vì buổi trưa chưa ăn cơm nên thấy hơi đói, sau khi lái xe đến một hàng cơm nhỏ giải quyết cơn đói, cũng không về công ty mà hỏi đường đi tới trường nhất trung ở Trung Hải tìm Lý Tinh Tinh. Đối với cô bé đơn giản này, Dương Thần vẫn không biết nên xử lý tình cảm giữa hai người thế nào, không đành lòng làm cô bé tổn thương, không muốn thấy cô khổ sở, nhưng xét cho cùng, Dương Thần biết trình mình cũng không hoàn toàn nghĩ đến việc bỏ qua Lý Tinh Tinh. Đàn ông chỉ muốn tìm cho mình một lý do chính đáng mà thôi trường nhất trung là trọng điểm của trọng điểm ở trung hải nên hỏi đường một cái là có thể dễ dàng tìm ra được đỗ xe ở bãi để xe ngoài trời dương thần vừa xuống xe mới nhớ ra quên chưa hỏi lý tinh tinh chỗ gặp mặt nhưng cũng không vội gọi điện cho cô hỏi dù sao cũng nên giữ lại chút niềm vui bất ngờ có lẽ thấy dương thần đi xe bmw tới trường nên mấy người bảo vệ ở cổng cũng không ngăn lại chỉ liếc mắt cười cười cho đi qua vườn trường nhất trung đối với dương thần hơi kỳ lạ thực ra Dương Thần hầu như chưa đến trường bao giờ, trong trường học bố cục chỉnh tề, đám cây cỏ có vài tấm bảng gỗ ghi những lời dân dạy, trên đường lại ngẫu nhiên gặp vài thầy cô, học sinh ôm sách vở đi qua, đối với Dương Thần đây là cảm giác vô cùng mới lạ. Sau khi hỏi thăm một giáo viên trên đường, Dương Thần mới tìm được lầu dành cho giáo viên, hắn nhớ Lý Tinh Tinh là giáo viên tiếng Anh, rất nhanh tìm thấy cánh cửa văn phòng có tên, Lý Tinh Tinh, bên trên còn có bức ảnh chụp cô gái mỉm cười, có vẻ rào rạt già thanh xuân sau khi gõ cửa ba tiếng, bên trong có tiếng nói. Mời vào. Đúng là tiếng nói quen thuộc của Lý Tinh Tinh. Dương thần mở cửa vào thì thấy có hai người đang ngồi bên trong, một người tất nhiên là Lý Tinh Tinh, tóc đuôi ngựa buộc dài, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ôm lấy đùi là chiếc quần bò, nhìn rất thanh tịnh. Sự xuất hiện của người còn lại khiến cho Dương thần kinh ngạc, đúng là cô gái đi Land Rover, tình cờ gặp tối hôm trước, cô có mái tóc dài gợi cảm, mặc bộ váy đen, đôi chân thon dài đi một đôi giày cao gót màu bạc như pha lê cô ngồi trên ghế những đường cong trên người như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình thật tỉ mỉ hai người phụ nữ phong cách khác biệt nhưng đều rất quyến rũ đang ngồi mặt đối mặt cùng nhìn về phía dương thần đứng ở cửa nhưng lộ ra vẻ mặt khác hẳn nhau lý tinh tinh vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói đứng lên chào dương đại ca nói rồi vui mừng kéo dương thần vào phòng ngồi xuống ghế Sao anh đột nhiên đến đây cũng không gọi điện thoại cho em?" Dương Thần có chút xấu hổ, cười nói, "Cho em bất ngờ tốt hơn." Sau đó lại thấy vẻ giật mình của cô gái bên cạnh, hắn chào. "Trùng hợp quá, ta lại gặp nhau rồi." "Đúng vậy." Đường Uyển quan sát Dương Thần, lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lý Tinh Tinh, trên mặt lộ ra vẻ mờ ám cười nói. "Hóa ra anh cũng quen cô Lý." Lý Tinh Tinh tò mò hỏi Han Đường tiểu thư quen Dương đại ca? Gặp mặt một lần. Đường Uyển nói xong lại bổ sung thêm câu. Không quen. Lý Tinh Tinh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Tôi không nghĩ Dương đại ca sẽ tới đường đột vậy, nhưng nếu mọi người đều quen nhau thì tốt rồi. Đường tiểu thư còn điều gì cần tìm hiểu tôi sẽ giúp đỡ. Đường Uyển lắc đầu cười nói. Hôm nay đã quấy rầy cô Lý lâu như vậy, tôi cũng nên về công ty. Hơn nữa Dương tiên sinh đã đến đây rồi. Nếu tôi không ra về e là không hay lắm." Nói xong, cô thầm ý nhìn Dương Thần. Dương Thần nào dám đối diện với người phụ nữ này, lúc trước nói rõ là tìm người ta một đêm, bi kịch là vẫn không thể thành công. Giờ trước mặt cô lại tìm Lý Tinh Tinh, khó tránh khỏi muốn đi chỗ khác, hắn chỉ biết nhìn quanh, chính là không dám nói câu nào với Đường Uyển. Lý Tinh Tinh nghe nói vậy đỏ mặt, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, nói: "Đường tiểu thư nghĩ quá rồi." quan hệ giữa chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu. Đường Uyển cũng không nói gì, tao nhã đứng lên cầm chiếc túi ra sa nen nhỏ. Coi như là tôi nghĩ nhiều rồi, về sau chuyện con gái tôi còn phải phiền cô Lý nhiều, cảm ơn cô Lý. Đừng khách sáo, đường tiểu thư đi thong thả. Tiến được đường Uyển, dương thần mới nhẹ nhàng thở phào, nhớ tới đoạn nói chuyện vừa rồi bèn tò mò hỏi. Tinh tinh, đường tiểu thư nhờ em chăm sóc con gái cô ấy à? lý tinh tinh gật đầu cười nói đúng vậy con gái cô ấy học lớp em em là giáo viên chủ nhiệm cho nên bọn em nói chuyện về con gái cô ấy kỳ thực con bé rất thông minh thành tích cũng tốt có điều rất bướng bỉnh thầy giáo lớp trước rất bực sau khi đổi lớp vài lần đường tiểu thư sợ em có thành kiến với nó nên đã đến nói chuyện với em được một lúc lâu rồi ô dương thần trong lòng có chút bất ngờ không ngờ đường uyển lại có con gái cô nhìn trẻ như thế đúng là người làm mẹ chẳng trách đêm hôm đó không thể làm gì lý tinh tinh không biết người đại ca tốt bên cạnh mình có tâm sự riêng tiếp tục nói tấm lòng cha mẹ thật đáng thương em thấy giáo dục đứa nhỏ phải có chút kiên nhẫn em định bớt chút thời gian nói chuyện với con bé em nghĩ một cô bé thông minh có thể hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ dương thần gật đầu đồng ý đó là còn có mẹ thương yêu còn không biết quý trọng ta từ nhỏ không cha không mẹ thì biết làm sao chứ dương đại ca đừng nói mấy chuyện buồn này nữa lý tinh tinh khuyên giải an ủi dương đại ca của em sớm quen rồi dương thần cười cười đứng lên nhìn khắp văn phòng trang nhã nói không hổ danh là trường trung học trọng điểm phòng làm việc cũng đẹp như thế này lý tinh tinh lòng vui sướng nghe được khen liền cười nói gian phòng này chỉ có em và một cô giáo nữa dùng có lúc em còn cảm thấy rất lãng phí em gái Lý Tinh Tinh nhà chúng ta gian khổ học tập 10 năm, dùng căn phòng to như vậy có là gì? Dương thần trêu ghẹo Lý Tinh Tinh bĩu môi nói. Dương đại ca, em, không còn nhỏ nữa, không phải em gái nhỏ nữa, nói về tuổi, em còn bằng tuổi anh đấy. Dương thần sửng sốt, chỉ thấy Lý Tinh Tinh mở to cặp mắt vô tội, ngấn nước nhìn hắn, trong lòng hắn hiểu cô bé này nghĩ gì, có chút ngại ngùng, nhưng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Điện thoại trong văn phòng reo lên. Lý Tinh Tinh u oán liếc nhìn Dương Thần một cái rồi mới nhấc điện thoại, nghe xong chỉ nói một câu, "Cảm ơn, tôi biết rồi", liền dập máy. "Sao vậy, có việc gì gấp sao?" Dương Thần chuyển chủ đề đang nói lúc nãy hỏi. Lý Tinh Tinh có chút ngại ngùng mím mím môi, nhìn Dương Thần có phần mong đợi. Dương đại ca tối nay có thể đi cùng em đến một nơi không?" Chương 58 cởi quần áo đi. "Tối nay đi đâu vậy?" dương thần nghi hoặc hỏi vài giáo viên trẻ trong tổ anh nữ của trường muốn làm buổi liên hoan chào mừng em nói là ở thiên phủ tri quốc trên đường quán rượu em em chưa từng đi những chỗ như thế từ chối mọi người cũng không ổn em muốn nhờ anh đi cùng em lý tinh tinh nói xong lại càng lo dương thần từ chối trên thực tế lúc biết tin dương thần kết hôn lý tinh tinh thần bay phát lạc cho đến tận hôm Dương Thần không chút do so dự giúp cô giải quyết bố con họ Trần cô mới tỉnh lại, Dương đại ca của cô không vứt bỏ cô. Tuy buồn vì chuyện Dương Thần kết hôn nhưng Lý Tinh Tinh không cách nào bắt bản thân không muốn gặp Dương Thần. Khi Dương Thần nói hôm nay sẽ đến thăm cô, cô cả đêm không ngủ được, Lý Tinh Tinh không biết sẽ đối mặt với Dương Thần như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Thần, cô phát hiện mọi việc vẫn không thay đổi, trước mặt Dương Thần cô vẫn cười vui vẻ, hoặc đỏ mặt thẹn thúng vì việc nhỏ nào đó nhưng khi đề xuất dương thần đi cùng cô đến quán ăn đêm lý tinh tinh lại sợ cô sợ dương thần sẽ vì thân phận giờ đã thay đổi mà từ chối sợ dương thần vốn không định đáp ứng yêu cầu nhỏ của mình trong nháy mắt trong đầu lý tinh tinh còn đang có nhiều tâm sự lại nghe dương thần đáp lời không thành vấn đề lý tinh tinh mừng rỡ túm lấy tay dương thần thật chứ dương đại ca anh sẽ đi cùng em thật à dương thần cưng chiều búng mũi cô một cái Chính loại người tâm tư đơn giản này mới làm cho người khác thương tiếc. Xem em mừng chưa kìa, yên nào, phải giữ hình tượng. Nhưng tại em đang vui mà. Lý Tinh Tinh thẻ lưỡi, tay vẫn không buông tay Dương Thần. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường, hơn 2 giờ chiều, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. "Tinh Tinh buổi chiều em còn có việc gì không?" "Không có việc gì, em chỉ có tiết buổi sáng nay, vừa mới khai giảng nên cũng chưa phải bận biểu." Lý Tinh Tinh đáp chi tiết Dương Thần cười đầy thâm ý. Vậy em theo anh đi chỗ này đã, nếu bọn họ đã chọn đến Thiên phủ chi quốc, đến một cách tùy tiện cũng không tốt lắm. Xử lý nốt mấy việc xong, Dương Thần cùng Lý Tinh Tinh đi ra cổng trường, lên xe của chính hắn. Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn trong xe BMW nói: "Dương đại ca, anh mua xe có rèm che khi nào vậy?" Tuy cô không hiểu lắm các thương hiệu xe, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra chiếc xe ô tô này không phải loại thường. Ồ, giờ đổi việc mới, phải lái xe nên anh mua. Dương Thần không giải thích nhiều, không thể nói là mình lấy đại xe trong gara nhà bà xã được. Lý Tinh Tinh không hiểu, cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi. Dương đại ca, anh dẫn em đi đâu vậy? Còn sớm mà, bọn họ nói 6 giờ tối mới bắt đầu party. Mua quần áo, dù sao cũng là em gái của Dương Thần, dù sao cũng là đi đến Thiên phủ chi quốc, không thể để người ta xem thường em mặc vậy rất mất mặt sao lý tinh tinh tự ti cúi đầu dương thần bất đắc dĩ thở dài tinh tinh anh không có ý đó có điều em chưa từng đến thiên phủ tri quốc không hiểu nơi đó bằng anh ở đó không giống như cây tv hay các quán bar khác nói đơn giản các đồng nghiệp của em chính là chọn một quán bar tổng hợp cao cấp đó chắc là toàn người cũng có tiền em bình thường ăn mặc hơi đơn giản nhưng nếu đã đi dự tiệc hoan nghênh mình mà ăn mặc vì tiện chính là em không tốt với bản thân cũng làm bọn họ không vui, nếu chẳng may có người nào điệu bộ, thay đổi quần áo đẹp cũng có thể bắt họ câm miệng, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Em nghĩ các giáo viên ở trường rất tốt, chắc sẽ không cười nhạo. Lý Tinh Tinh cắn môi do dự nói. Dương Thần vừa lái xe vừa nói. Tinh Tinh, em cũng tốt nghiệp đại học rồi, phải đối mặt với hiện thực xã hội, có một số việc không phải em tùy tiện, mọi người cũng đều có thể tùy tiện, vào xã hội này rồi, chỉ có thể tận dụng khả năng thích ứng không có gì thương tâm khổ sở không có gì chán ghét bài xích lý tinh tinh gật đầu em em hiểu rồi cảm ơn dương đại ca không phải em không nghĩ được chẳng qua là có chút không quen anh sẽ giúp em làm quen dương thần cười thoải mái chưa tới nửa giờ xe dừng tại tòa nhà trung hải trong tòa nhà có thể mua được tất cả các sản phẩm trang phục của các thương hiệu trên khắp thế giới dương thần cũng đỡ phải giúp lý tinh tinh tìm đây là lần đầu tiên Dương Thần đi mua sắm sau khi về nước. Buổi sáng hắn đổi chi phiếu thành tiền mặt rồi làm thẻ, cho nên giờ trong túi cũng có tiền, đi cùng Lý Tinh Tinh lên thang máy lên lầu hắn cũng hơi lo lắng. Trước đây dù muốn mua quần áo cũng phải đi mượn tiền trước đã. Lý Tinh Tinh chưa bao giờ đến nơi tráng lệ như vậy. Mua quần áo trong không khí tràn ngập mùi nước hoa, vội vàng kéo tay Dương Thần. Khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa bách hợp, giờ kết hợp với bộ dạng chim nhỏ nép vào người, khiến cho không ít khách hàng không kìm nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Dọc lối đi đi qua các thương hiệu Louis Vuitton, Hermes, Chanel và một số của hàng khác, Dương Thần nhíu mày, cười khổ nói với Lý Tinh Tinh. Xem ra mấy cửa hàng này đắt hơn anh tưởng, hay là qua Balenciaga xem thử. Tuy rằng có chút tiền nhưng hắn chưa đến nỗi mua những thứ quần áo mấy nghìn tệ một bộ. Lý Tinh Tinh căn bản không hiểu ý nghĩa mấy thương hiệu, chỉ cảm thấy kiểu dáng quần áo này rất xinh đẹp, lại có chút xấu hổ lúc này hiền lành gật đầu nói đều nghe dương đại ca hay là không cần mua đồ đắt tiền quá em sợ không đủ tiền nói xong cô sờ sờ chiếc túi nhỏ của mình dương thần hiểu ý cười không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt cô gái quần áo hôm nay anh mua tặng em nhưng dương thần lập tức nói không có nhưng coi như em nợ tiền anh về sau kiếm nhiều tiền trả là được rồi Lý Tinh Tinh đành đồng ý, trong lòng lại thấy vui vui. Không ngoài dự tính của Dương Thần, hãng quần áo độc quyền Balenciaga rẻ hơn một chút, là thương hiệu nước Pháp đã trải qua vài thập niên, luôn luôn đề cao sự gọn gàng và phong cách thanh lịch, cũng rất phù hợp với Tinh Tinh. Cô gái bán hàng thấy hai người vào cửa bèn nhiệt tình ra đón. "Tiên sinh, tiểu thư, hai vị muốn xem cái gì đặc biệt không? Các mẫu mới nhất hôm qua vừa mới nhập, để tôi giới thiệu một chút cho hai vị." Ồ, không cần phiền cô, chúng tôi tự chọn được." Dương Thần khách khí đáp, túm Lý Tinh Tinh đi đến khu trang phục nữ, vừa nhìn dáng người cô vừa bắt đầu tự tay chọn đồ cho cô. Bởi thời gian làm việc vẫn là ban ngày, trong cửa hàng khách không nhiều lắm, vài cô gái bán hàng thấy anh chàng trẻ tuổi chọn đồ giúp bạn gái đều tò mò nhìn lại. Lý Tinh Tinh không ngừng bị Dương Thần nhận xét, trong lòng có chút khác thường, nhưng cũng hơi cảm động. Nhìn Dương Thần chăm chú giúp mình chọn quần áo, tất cả phiền muộn trước kia của cô đều tan thành mây khói. Lúc này, Dương Thần đột nhiên có suy nghĩ gì đó thoáng qua, quay người bảo Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh, cởi quần áo ra, chương 59, công chúa của tôi. Lý Tinh Tinh sửng suốt đờ người ra, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên. a à, Dương, Dương đại ca, anh nói gì vậy? Dương Thần ý thức được mình nói lỡ lời, không khỏi mỉm cười nói. Ý anh là em vào phòng thử đồ, anh sẽ nhờ bọn họ đưa đồ anh đã chọn vào cho em, em phải mặc thử từng bộ, sau đó chọn ra bộ nào em thấy ưng nhất. Lý Tinh Tinh thở phào, nhìn thấy vài cô gái bán hàng xung quanh đang nhìn mình cười, thật muốn tìm kẽ hở nào để chui xuống quá. Đợi sau khi Lý Tinh Tinh được đưa vào phòng thử đồ, Dương Thần rất nhanh lượn vài vòng quanh khu bán đồ nữ, lấy hết những bộ lúc nãy đã nhớ xuống, rồi đem phối riêng từng bộ quần áo cho hợp, sau đó đưa cô bán hàng mang vào phòng thử quần áo vài cô bán hàng nhìn dương thần chọn bốn năm bộ quần áo không nén nổi kinh ngạc các cô có thể bán hàng ở trong thương hiệu nổi tiếng như vậy tất nhiên phải có con mắt thẩm mỹ nhất định những bộ dương thần chọn rõ ràng không phải tùy ý chọn đại tuy rằng chưa thấy bộ dạng của lý tinh tinh khi mặc vào nhưng các cô hiểu rất rõ những bộ đồ đó lý tinh tinh mặc rất hợp vị tiểu thư này thật hạnh phúc có người bạn trai quan tâm đến vậy một cô bán hàng thật lòng khen dương thần cũng không giải thích gì Lắc lắc đầu cười. Một cô gái khác tò mò hỏi: "Tiên sinh, ngài là nhà thiết kế sao, hay là người trong giới thời trang chuyên nghiệp, xem ra ngài rất quen thuộc thương hiệu Balenciaga chúng tôi. Tôi có mấy người bạn khá hiểu biết về mặt này, tôi chỉ là biết sơ sơ mà thôi." Dương Thần trả lời: "Thực sự là như vậy, Balenciaga nói cho cùng cũng chỉ có thể tính là thương hiệu hàng chung, các mẫu quần áo cũng không hẳn là thiết kế thời thượng nhất." Dựa vào kinh nghiệm bao năm nay giao lưu với mấy tay lão làng, việc hiểu biết loại thương hiệu nước ngoài bình thường này cũng không khó. Phụ nữ lúc theo đuổi cái đẹp luôn đặc biệt tỉ mỉ, kiên nhẫn, vì thế đàn ông luôn phải đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy họ sau khi đã trải chuốt cẩn thận. Dương Thần nói chuyện phiếm với vài cô bán hàng khoảng nửa tiếng, đến mức sắp nói tới cả chuyện hồi nhỏ tè dầm, lúc đó cửa phòng thử đồ mới mở ra, Lý Tinh Tinh ngại ngùng bước ra. Mọi người quay ra nhìn, bất giác nín thở nói không ra lời. Lý Tinh Tinh buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc mềm mại buông dài xuống trước ngực, che bất gương mặt hơi ửng hồng vì xấu hổ, những đường nét trên khuôn mặt cô đột nhiên có vẻ tinh xảo, lay động lòng người. Chiếc váy liền màu trắng lộ vai cô mặc làm nổi lên những đường cong tự nhiên ở cổ tay và vùng ngực, đường ren kéo dài từ vòng eo duyên dáng đến chân váy phồng, dưới ánh đèn, chiếc váy van có ánh vàng nhàn nhạt, nhạt, để lộ ra cặp chân nhỏ mềm mại, nhẵn nhụi một đôi giày trắng rất thời trang ôm lấy đôi bàn chân trắng như ngọc để lộ những ngón chân trắng mịn đáng yêu lý tinh tinh có dáng người điển hình của con gái vùng sông nước giang nam không khoa trương cũng không gầy guộc lại thêm bờ vai gợi cảm má hồng ngực cao mông nở giống như bông hoa giữa dòng nước trong vắt như tự nhiên chạm trổ nên cô gái có một khí chất thuần khiết và tao nhã rốt cục khó có thể ngăn được khí chất ấy toát ra trời ơi quần áo trong cửa hàng của chúng ta mặc lên lại có thể đẹp như vậy sao? Một cô bán hàng khó tin nổi, thốt lên vài câu tán thưởng. Lý Tinh Tinh thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, vừa vui vừa xấu hổ, nhưng vì bản tính thích trưng diện của các cô gái khiến cô không kìm nổi xoay vài vòng, nhìn Dương Thần mong chờ hỏi. Dương Đại Ca, có đẹp không? You are gorgeous, me princess, công chúa của ta, nàng cực kỳ xinh đẹp. Dương Thần cười, xoay người làm lễ giống như một kỵ sĩ. Lý Tinh Tinh là cô giáo dạy tiếng Anh, tất nhiên hiểu ý nghĩa của mấy lời này, trong lòng vui sướng đến mức quên mất vì sao Dương Thần lại biết nói tiếng Anh, cô chỉ cảm thấy tim mình sắp tan chảy, cơ thể hóa thành chú chim nhỏ bay lượn. Accept your pray, Minai, nhận lời khen của anh, kỵ sĩ của ta. Lý Tinh Tinh khẽ nhấc váy, vui vẻ đáp lễ lại. Một người bán hàng tiến lên trước, cười vẻ hâm mộ. Tiểu thư, có thể cho chúng tôi chụp cho cô một kiểu ảnh không, sẽ là bức ảnh lưu niệm đẹp nhất trong cửa hàng lý tinh tinh do dự nói cho cùng cô chỉ muốn nghe dương thần ca ngợi một chút còn về việc chụp ảnh cho người khác xem cô vẫn rất thẹn thùng vì thế ánh mắt cô dò hỏi nhìn dương thần tất nhiên là được cô giáo lý cũng là mỹ nữ có gì phải sợ dương thần cổ vũ nói vậy vậy thì được lý tinh tinh mỉm cười đồng ý sau khi mấy người bán hàng vui vẻ phấn chấn chụp xong bộ ảnh rồi dương thần bảo họ mang hết những bộ quần áo đã chọn ra nói tất cả chỗ này tôi mua hết tính tiền cho tôi lý tinh tinh lúc này đã thay bộ váy liền áo bằng một bộ áo quần dễ hoạt động hơn chiếc áo sơ mi nữ trắng tinh và chiếc quần sóc dệt vải thô màu nâu để lộ cặp chân thon dài trắng muốt vừa hoạt bát vừa quyến rũ cô nghe dương thần nói mua hết toàn bộ không khỏi kinh ngạc dương đại ca mua hết ư dương thần cười nói em cũng không phải chỉ mặc vậy một lần, không thể mỗi lần đi cùng những người đó chỉ mặc một bộ. Lý Tinh Tinh vẫn cảm thấy rất lãng phí, nhưng không biết nói gì cho phải. Tiểu thư yên tâm, cô giúp chúng tôi có tấm ảnh hiệu đẹp như vậy, chúng tôi sẽ giảm giá một nửa, tổng cộng là hơn 6.400 tệ, lần này coi như tặng hai vị ba bộ, chỉ lấy 3.000. Người bán hàng cười thiện ý. Đối với Dương Thần mà nói, 3.000 rất rẻ, chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ là đã trả xong. Lý Tinh Tinh có chút sót tiền, 3.000 gần như là nửa tháng lương của cô, cô hoài nghi nghĩ, quần áo từ nhỏ đến lớn của cô cộng lại, chưa chắc đã đến 3.000, lần này một ngày đã tiêu 3.000 mua quần áo. Được rồi, công chúa của anh, cũng muộn rồi, đang giờ tan tầm kẹt xe, lái xe đến, thiên phủ Chi quốc, cũng là khoảng 6 giờ, chúng ta đi thôi. Lý Tinh Tinh quyết tâm sau này nhất định phải trả lại cho Dương Thần rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, vui sướng bị Dương Thần nắm tay kéo ra khỏi cửa hàng. Lúc hai người định vào thang máy, điện thoại của Lý Tinh Tinh vang lên, cô nghe điện thoại, sắc mặt có phần khó xử nói: "Ngại quá, tổ trưởng, lúc chiều tôi ra ngoài có chút việc với anh trai tôi, giờ anh tôi đưa tôi về, cảm ơn ý tốt của anh." Vừa dập máy, Lý Tinh Tinh mỉm cười xin lỗi. "Là tổ trưởng tổ anh ngữ chúng em gọi, buổi liên hoan hôm nay cũng là anh ấy chủ trì, anh ấy nói đến trường đón em mà không thấy em, em bảo anh ấy chúng ta đi cùng, anh ấy cũng đồng ý." Tổ trưởng của em là nam. Tai Dương Thần tốt, nghe được rõ ràng tiếng người đàn ông trong điện thoại có chút khó chịu. Vâng, Lý Tinh Tinh cúi đầu. Anh ta theo đuổi em đúng không? Dương Thần nghiền ngẫm cười hỏi. Lý Tinh Tinh vội vàng lắc đầu nói. Dương đại ca, em và anh ấy không có gì cả. Hoa anh ấy tặng em đều chia cho các cô giáo khác, mỗi người một bông. Dương Thần dở khóc dở cười tâm tư đáng yêu của cô gái khiến cho hắn không kìm nổi miết vào má cô một cái. Anh thấy em mới không nên suy nghĩ linh tinh, đi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu. chương 60, người cùng chí hướng. Không ngoài dự tính của Dương Thần, mặc dù xe không dừng trên đường nhưng lúc đến được, thiên phủ tri quốc, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, đã gần 6 giờ. Lý Tinh Tinh lại có gì đó bất thường, trên đường ngồi ở ghế lái phụ, khuôn mặt dường như có nét cười, thỉnh thoảng mắt nhìn trộm dương thần không biết đang nghĩ gì cửa chính của thiên phủ chi quốc có một khí thế lạ thường ánh đèn neon xanh vàng rực rỡ bao quanh hơn hẳn các quán rượu hộp đêm khác vài chiếc đèn rồng bay phượng ngú uốn thành những chữ rất to từ xa nhìn lại cũng thấy vô cùng lóa mắt lý tinh tinh vừa xuống xe liền kéo cánh tay dương thần hồi hộp đi theo sát vào cửa chính trước giờ cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn nên dù đã thấy những cảnh này trên tivi nhưng cô vẫn hơi sợ hãi Nghĩ tới việc phải tụ tập với các giáo viên cùng trường mà mình lại là nhân vật chính, trong lòng cô không khỏi có chút trột dạ. Đừng sợ, thật ra cũng không có gì, coi như là liên hoan ở khách sạn nhỏ nào đó là được rồi. Dương thần an ủi nói. Lý Tinh Tinh gật đầu, cảm nhận thấy hơi thở của người đàn ông đi bên cạnh mình, trong lòng tự nhiên ổn định hơn rất nhiều. Sau khi vào cửa lớn, cô gái tiếp khách mặc bộ sườn xám đỏ rực nhiệt tình đi lên, dò hỏi kính thưa tiên sinh và tiểu thư xin hỏi hai vị có hẹn trước không lý tinh tinh bỗng định thần lại nhớ tới chỗ hẹn nói có là phòng riêng của người tên quân tử lan cô gái tiếp khách cười chia tay làm động tác mời xin mời đi theo tôi đi dọc theo hành lang ánh sáng tối mờ là bức tường giống như thủy tinh phản chiếu lại ánh sáng huyễn hoặc những người nhân viên phục vụ ở đây đều là mỹ nam mỹ nữ có thể thấy nơi này đãi ngộ nhất định không tồi lúc đi đến cánh cửa bên trên có viết ba chữ, quân tử lan, màu trắng bằng bút lông, cô gái tiếp khách lại cười làm hiệu mời vào. Dương thần rút trong túi ra một tờ tiền 100 màu đỏ, cô gái tiếp khách không ngoài dự đoán, nói một tiếng cảm ơn, rồi nhận tiền rời đi. Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Dương thần. Dương đại ca, chỉ dẫn đường cũng mất 100 tệ sao. Những chỗ thế này đều quản lý dựa theo một số phương thức tiêu tiền của các nước Âu Mỹ, những nhân viên phục vụ này không có lương, chỉ lấy tiền bâu ơ, thật ra đổi thành đô la Mỹ chỉ là mười mấy đô, cũng không nhiều. Dương thần giải thích, em suýt thì quên, Dương đại ca vốn là người ở nước ngoài về. Lý Tinh Tinh bất chấp đang sót tiền, cười ha hả nói. Dương thần không muốn nói thêm nhiều việc này, nhẹ nhàng, khéo léo mở cánh cửa chính của căn phòng, cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào đinh tai nhức óc từ trong truyền ra. Muốn ở lại mà không thể mới là cô đơn chỉ thấy một dáng người đàn ông đeo kính có vẻ buồn bã đang đứng trước tivi hò hét bạt mạc, tay cầm microphone, mắt nhắm lại ngửa mặt lên trời, ca hát rất tận tình. Trên chiếc sofa trong phòng lớn đã có không ít người ngồi, cả nam cả nữ tổng cộng có đến 7, 8 người. Lúc này mọi người nhìn thấy Dương Thần và Lý Tinh Tinh ở cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mọi người phần lớn đều lộ ra nét cười là lạ. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng đến một cô giáo mái tóc xoăn dài dáng người nhỏ nhắn đứng dậy đầu tiên kêu lên sau đó mọi người cũng đứng dậy vỗ tay vị thầy giáo béo lúc nãy còn đang hát giọng như giết heo lúc này cũng kêu to lên cô giáo lý lần đầu tiên tụ tập cũng không quên mang theo bạn trai xem ra tình cảm rất thắm thiết lý tinh tinh e lệ vội vàng buông tay dương thần ra trong phòng ánh sáng mờ mờ khuôn mặt đỏ lên không phải như mọi người nghĩ đâu dương đại ca không phải là bạn trai của tôi vậy thì là gì chắc không phải là anh ruột chứ một thầy giáo cười ha hả hỏi thấy lý tinh tinh đã cuống đến mức nói không ra lời vẻ mặt lo lắng dương thần đành lên tiếng giải thích tôi với bố của lý tinh tinh là bạn thâm giao coi như là anh trai chăm sóc cô ấy một chút hôm nay đúng dịp nghe nói mọi người làm tiệc chào đón cô ấy ngại không dám đến đây một mình tôi đi cùng cô ấy thôi một cô giáo ăn mặc có chút quyến rũ cười khanh khách nói hóa ra là như vậy vậy thì hôm nay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi, cô Lý chắc sẽ không để ý. Nói xong liền nháy mắt mấy cái với Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh nghe vậy, vội lắc đầu theo bản năng. Không được, Dương Đại ca phải ngồi cạnh tôi. Vừa dứt lời, mọi người đều cười vui đầy thiện ý, Dương Thần cũng bất đắc dĩ nhìn vẽ mặt hoảng hốt, ửng đỏ của Lý Tinh Tinh, cô bé này càng giải thích lại càng lộ ra. Ngay lúc không khí trong phòng đang vui vẻ, cửa chính lại bị một người đẩy ra, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi parade đi đến, nhìn khoảng độ hai mươi mấy tuổi, tóc tai chỉnh tề, đường nét khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ nho nhã. Nhìn thấy người mới đến, mọi người đều chào hỏi. Tổ trưởng tưởng, người đàn ông cười ấm áp, chào hỏi vài giáo viên rồi mới nhìn sang Dương Thần và Lý Tinh Tinh. Khi nhìn thấy Lý Tinh Tinh mặc bộ trang phục thời thượng, còn mặc chiếc quần để lộ cặp chân thon dài trắng như ngọc, trong mắt hắn hiện lên vài tia lửa nóng bỏng, cất lời khen. Tinh tinh, hôm nay e thật đẹp, nếu bình thường ở trường em mặc như vậy, chắc tất cả giáo viên, học sinh đều phải nhìn em rồi. Những giáo viên khác cũng phối hợp khen ngợi bộ quần áo khiến Lý Tinh Tinh xinh đẹp lay động lòng người. Những lời khen như vậy có chút khoa trương, phàm là phụ nữ đều thích nghe người khác khen mình xinh đẹp. Lý Tinh Tinh cũng không là ngoại lệ, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngượng ngùng cúi đầu nói. Cảm ơn. Lúc nhìn thấy Dương Thần, người đàn ông kia nheo mắt, sau đó nhã nhận giơ tay ra. Vị này chắc hẳn là Dương Tiên Sinh mà Tinh Tinh nói tới, kẻ hèn này là tưởng thạc, là tổ trưởng tổ anh ngữ, không biết xưng hô với Dương Tiên Sinh thế nào, Tiên Sinh công tác ở đâu. Dương thần trong lòng thầm nhủ, lại khẩu Phật tâm xà, lừa đỉnh bắt tay, đáp. Dương thần, cứ gọi tùy ý là được, tôi chỉ là một nhân viên quen, mua điểm tâm, làm việc vặt. Vừa nghe thế, mắt tưởng thạc sáng lên, thẳng lưng lại, có phần kiêu căng nói. Dương Tiên Sinh không cần khiêm tốn, mọi người đều còn trẻ, sau này cố gắng làm việc, rồi sẽ có ngày có thể sẽ giống như tưởng thạc tôi đây, có xuất phát điểm cao hơn một chút. Ồ, chắc Dương Tiên Sinh không biết, bố tôi, Tưởng Mông lão tiên sinh, là hiệu trưởng trường nhất trung, phó bộ trưởng bộ giáo dục thành phố Trung Hải, vì thế tôi cũng có được chút hào quang của bố mới có thể còn trẻ đã lên được chức tổ trưởng tổ anh ngữ của trường nhất trung và phó chủ nhiệm phòng giáo vụ. Nói ra thật xấu hổ, ngoài mấy bài luận văn trên báo chí trong nước mấy lần đưa đoàn ra nước ngoài phỏng vấn, tôi cũng chưa làm nên chuyện gì cả, nói không chừng sau này, thành tựu của Dương Tiên Sinh còn hơn tôi nhiều. Tổ trưởng tưởng khiêm tốn quá, mấy người chúng tôi ai chẳng biết tổ trưởng tưởng tương lai là hy vọng của nhất chung, là ngôi sao sáng đáng chú ý nhất của ngành giáo dục. Một giáo viên trung niên lập tức nói. Cô giáo người nhỏ nhắn lúc nãy cũng cười phụ hỏa. Đúng vậy, nói không chừng vài năm nữa tổ trưởng tưởng đã trở thành hiệu trưởng trường nhất chung rồi nói về năng lực thì không ai không phục tổ trưởng tưởng các giáo viên còn nói rất nhiều những lời ca công tụng đức tổ trưởng tưởng lại cười xua tay nói không dám không dám nhận dương thần coi như được mở mắt sờ sờ mũi che nét cười của chính mình từng gặp người không biết xấu hổ chưa từng gặp ai còn không biết xấu hổ hơn cả mình xem ra có người cùng chí hướng rồi ít nhất thì ông anh trước mắt này da mặt còn dày hơn cả tường thành audio điện tử võ tấn bền Chương 61, không có ý định hát tiếng Anh. Lý Tinh Tinh bản tính vốn đơn thuần, nghe thấy mọi người ra sức ca ngợi Tương Thạc như vậy cũng theo đó khen lấy vài câu, khiến Tương Thạc lâng lâng như được đưa lên tận mây xanh, cảm giác hình như Lý Tinh Tinh trong lòng cũng có ý với mình nên mới nói tốt như vậy, cho nên không khỏi đắc ý mà tự tin hẳn lên. Một tên tạp dịch trong một công ty nhỏ bé làm sao có thể so sánh với công tử con nhà quyền quý như gã chứ? Tương Thạc cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi thật ra ban đầu cũng không cần thiết phải xử ép dương thần như vậy. Càng trong những lúc như thế này tương thạc càng cảm thấy bản thân nên thể hiện một chút. Muốn biểu đạt ý dùng lễ nghĩa đã hiền xem cảm giác thế nào. Nên lập tức bảo với mọi người. Các vị mau ngồi đi, tất cả chi phí hôm nay toàn bộ để tương thạc này thanh toán, mọi người không cần khách sáo. Nhìn sang Lý Tinh Tinh, tương thạc nhẹ nhàng cười với cô. Tinh Tinh à, chắc là em cũng chưa quen với chỗ này đâu ha, hay là em đến ngồi bên cạnh anh đi, anh từ từ hướng dẫn cho em mấy thứ ở đây, đảm bảo hôm nay em chơi vui hết sảy. Ấy, Lý Tinh Tinh phẩy tay lia lịa, cười nói. Không cần đâu chủ nhiệm tương, mọi người chơi hết mình là vui rồi, mấy vụ ca hát nhảy múa này em đều không rành lắm, em ngồi bên cạnh anh Dương xem mọi người chơi cũng được rồi mà. Hy vọng của tương thạc bị người ta dập tắt như vậy, nhất thời cảm thấy hơi nóng giận, nhưng lại cho rằng tinh tinh như chú chim non bé nhỏ vì mắc cỡ nên mới từ chối mình gã bèn cố gắng tỏ ra rộng lượng cười nói vậy cũng được em cứ ngồi cạnh anh dương đi cần gì thì cứ nói với anh là được đừng ngại nha không ngại đương nhiên không ngại rồi khách sáo với tổ trưởng tương vậy là coi như không tôn trọng tổ trưởng tương rồi không phải sao dương thần cười hì hì nói hay là gọi trước vài chai rượu vang cho anh em làm tí lấy không khí mọi người hát hò cũng có hứng hơn. Tương Thạc trong lòng hết sức khinh miệt, thầm nguyên rủa thứ quê mùa chỉ biết tranh thủ cơ hội, nhưng chỉ vài chai rượu vang thì cũng chả thấm thía vào đâu, bèn vung tay cười nói. Đương nhiên rồi, anh Dương muốn dùng loại vang nào cứ ra ngoài tự mình chọn vài chai là được mà. Mấy giáo viên trong buổi hôm đó cũng đều cao hứng vui vẻ, mặc dù họ ai cũng tiền bạc rủng rỉnh nhưng mà nói tới uống rượu miễn phí, đương nhiên là uống càng nhiều càng tốt rồi. Dương thần giả đò để lộ ra ánh mắt kiểu như sùng bái, sau đó liền ra ngoài gọi phục vụ, nói xong mấy câu lập tức quay lại chỗ ngồi, kề sát Lý Tinh Tinh, cười nói. Tổ trưởng tương quả thật là nhân vật lớn dùng tiền lớn, tôi đã gọi năm chai rượu vang rồi, không biết như vậy có đủ hay không? Năm chai, tương thạc cười nhạo trong bụng, cho dù là 10 chai cũng không ăn thua gì nữa là. Anh Dương khách sáo quá, nhiều người như vậy năm chai chắc chắn không đủ uống rồi, lát nữa gọi thêm mấy chai nữa đi. Vẫn là nhân viên phục vụ ở Thiên Phủ Chi Quốc biết cách phục vụ, mấy người trong phòng vừa mới nói được mấy câu đã thấy nhân viên mang thùng ướp lạnh cùng rượu vang đến, mọi người vừa nhìn thấy năm chai rượu trong thùng thì lập tức đều choáng váng. năm chai rượu rõ ràng là rượu vang đỏ cắt 598 của Pháp, chỉ cần là người có chút nhận định về rượu đều hiểu được đây là thương hiệu bóc đô nổi tiếng của nước Pháp, hơn nữa lại là loại thượng thượng hạng, cộng thêm hơn 10 năm trần ủ, cái giá của nó không thể nào dưới con số ngàn tệ được. Tương Thạc đương nhiên hiểu rõ giá trị của mấy chai rượu đó, gã làm sao cũng không ngờ được Dương Thần lại gọi loại rượu thượng hạng này, cứ tưởng là hắn cùng lắm chỉ biết chọn vài chai vang đỏ loại tầm thường 100 tệ một chai thôi chứ. Chờ mắt nhìn cảnh 5,6 ngàn tệ bay giả khỏi ví, Tương Thạc thiệt tức muốn ói máu. Thiệt là nhờ phúc của tổ trưởng tương hôm nay chúng tôi mới được thưởng thức thứ rượu ngon này, chưa ngày thường có mơ cũng không dám mơ tới đó nha vài giáo viên tình ý nhìn ra ý đồ của dương thần cười thầm trong bụng đồng thời cũng phối hợp với hắn nói vài câu dễ nghe tương thạc cười méo sịch vẫy tay nói có gì đâu mọi người vui vẻ là được rồi vốn dĩ đang cao hứng bừng bừng giờ phút này nhìn thấy bộ dạng hí hửng cười nói của dương thần cùng các giáo viên khác cứ như là những đám mây rông táo bạo vây quanh một hòn đảo nhỏ thì tương thạc bất giác muốn tìm một lý do nào đó để trừng phạt thích đáng cái tên không biết trời không biết đất này. Các giáo viên trong phòng karaoke đúng là không tinh ý, bọn họ đã vui đến cao trào rồi, từng người từng người thay phiên nhau nhiệt tình ca hát, khiêu vũ, tuyệt nhiên không có chút dáng vẻ nào giống với người làm thầy thiên hạ, nếu để cho học sinh của họ nhìn thấy cảnh tượng lúc này thì không biết chúng có được mở rộng tầm mắt không nữa. Lý Tinh Tinh im lặng ngồi trên sofa lắng nghe mọi người ca hát, thỉnh thoảng với tay lấy một lát hoa quả, Vẻ mặt điềm đạm dường như cười phớt, tuyệt nhiên không tham gia vào cuộc hát hò. Tương Thạc đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thấy Lý Tinh Tinh ngồi đó chuyên tâm nghe mọi người hát, lập tức nghĩ ra ý tưởng, cầm micro nói: "Hôm nay là tiệc đón mừng cô giáo Lý Tinh Tinh của chúng ta, bây giờ tôi lấy danh nghĩa tổ trưởng hôm nay đặc biệt hát tặng Tinh Tinh một bài gọi là bày tỏ chúc thành ý của tôi." Vài vị giáo viên ở đó đều biết Tương Thạc có ý với Lý Tinh Tinh, cho nên cũng hùa theo vỗ tay trầm trồ khen hay lý tinh tinh có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao bối rối nhìn sang dương thần đang ngồi cạnh cô thấy dương thần không có phản ứng gì mới thấy yên tâm một chút tương thạc lúc này trong lòng đã bắt đầu tràn ngập cảm xúc chọn bài hát rồi nói tôi xin hát tặng cô lý tinh tinh bài si tâm tuyệt đối nói thật ra giọng hát của tổ trưởng tương nghe cũng được tuy là có vài chỗ âm cao lên chưa tới nhưng bài si tâm tuyệt đối của lý thần kiệt cũng đã được gã biểu đạt hết sức tình cảm Ước tính chắc trước đây cũng được hát đi hát lại 7-800 lần cũng không chừng, nếu đổi lại là một thiếu nữ bình thường nghe rồi át hẳn ít nhiều cũng có chút động lòng mới phải. Mấy giáo viên ban nãy liền nhiệt liệt vỗ tay khen hay, Lý Tinh Tinh cũng nể mặt vỗ tay nói tiếng cảm ơn. Tương Thạc cũng có vài phần đắc ý, đột nhiên phát hiện Dương Thần không hề vỗ tay, trái lại liên tục tự rót sữa uống một mình, khiến gã không khỏi bực tức trong lòng, cười trách. Từ đầu buổi tới giờ anh Dương vẫn chưa hát bài nào thì phải có thể hát một bài cho chúng tôi ở đây rửa tay được không? Ôi! Dương thần nhíu mày, buông chén rượu. Tôi thấy không cần thiết đâu, tôi không biết hát. Vậy đâu có được, ai cũng hát rồi, hát hay hay không hay cứ vài lần là được hết thôi, quan trọng là ai cũng phải có phần. Tương Thạc đắc ý cảm thấy cuối cùng cũng có cơ hội làm tên Dương thần này mất mặt, lập tức tranh thủ thời cơ nói thêm mấy câu. Anh Dương hát trước một bài, sẽ tới phiên cô Tinh Tinh hát, mọi người nghĩ sao? Mấy vị giáo viên này ăn nhậu nãy giờ toàn bằng tiền của Tương Thạc, dĩ nhiên phải hưởng ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của gã rồi, bởi vậy đều đồng tình đề nghị Dương Thần và Tinh Tinh phải hát. Lý Tinh Tinh mặc dù cũng không dám hát nhưng ngược lại rất mong nghe thử giọng hát của Dương Thần, điều đó cũng dễ hiểu, vì khi một cô gái đã yêu thì đương nhiên muốn hiểu hết mọi điều về người mình yêu vậy đó. Anh Dương à, hay anh hát một bài đi, hát không hay cũng không sao đâu mà, mọi người thấy vui là được. Lý Tinh Tinh không nén được sự hiếu kỳ, nói thêm vào. Dương thần bất đắc dĩ, gãi đầu, chỉ còn cách cầm lấy micro, chậm rãi đứng lên, nói. Thật ra thì hơn nửa năm trước đây, tôi mới từ nước ngoài trở về, cho nên ca khúc phổ biến trong nước tôi vốn không biết mấy bài, nếu thật sự phải hát, mọi người cho phép tôi hát một bài của ngoại quốc được chứ. Anh Dương từ nước ngoài mới về luôn à. Đúng là chân nhân bất lộ tướng nhé. Khoác lác là không được đâu đấy mấy vị giáo viên lập tức nhao nhao cả lên họ rõ ràng không mấy tin tưởng gã đàn ông này thật sự là hoa kiều hồi hương nếu không sao lại chịu làm nhân viên của một công ty nhỏ bé như vậy chứ tương thạc cảm thấy dương thần đang cố ý thoái thác thì cười đắc ý không có gì to tát cả anh dương cứ chọn đại một bài hát nước ngoài cũng dược chúng tôi ở đây toàn là giáo viên tiếng anh nghe hiểu hết ấy mà đúng vậy đúng vậy mấy vị giáo viên đều rất cao hứng dương thần thanh lại giọng Chọn bài hát trên máy xong, bấm bài rồi quay ra cười với mọi người. Ngại quá, tôi vốn đâu có ý định hát tiếng Anh, sau đây bài hát tôi chọn là một ca khúc Tây Ban Nha có tên là Quizas, do ca sĩ người Latin Enrique Iglesias trình diễn, tạm dịch ra tiếng mình nghĩa là có lẽ. Thứ âm nhạc nhẹ nhàng kết hợp với âm điệu nồng nàng rất Tây Ban Nha được cất lên trong căn phòng kín, giọng của Dương Thần hơi khàn khàn một chút, nhưng lại vừa vặn thích hợp biểu diễn ca khúc này. Perdiendo en tiempo, pensando, pensando por lo que tu hasta cuando, hasta cuando los dios, yo Mọi người có mặt gần như đều há hốc mồm trợn tròn mắt, như không còn tin vào những gì mình đang nghe, tương thạc thì thấy khó chịu như bị ai nhét nguyên cái trứng gà vào miệng vậy đó. Âm nhạc du dương kết hợp hoàn hảo với giọng hát mạnh mẽ đầy đam mê, một bài tình ca Tây Ban Nha dường như khiến thấy cả mọi người đắm chìm trong một cảnh tượng lung linh hết sức cảm động. Lúc tiếng nhạc vừa dứt, trừ tương thạc ra mọi người có mặt trong phòng đều đứng dậy ra sức vỗ tay tán thưởng, Lý Tinh Tinh thì có vẻ như cảm động đến dương dương, hạnh phúc lộ rõ trong nụ cười say đắm của cô. Dương thần tỏ ra có chút ngại ngùng, phất lời yêu cầu của mọi người hát thêm bài nữa, chỉ nói. Hát mệt rồi, để tiện từ chối không phải hát thêm nữa. Lần này không còn ai dám nghi ngờ Dương Thần sợ mất mặt mà bịa chuyện nữa, dù sao mọi người cũng đều là giáo viên ngoại ngữ, hơn ai hết đều hiểu rõ biết một thứ tiếng và hát được một thứ tiếng là hai cấp độ khác nhau hoàn toàn, nhiều lúc muốn kiểm tra trình độ ngoại ngữ của ai gió chỉ cần xem khả năng nghe nhạc ngoại ngữ của họ là có thể đại khái đánh giá được phần nào trình độ của người đó rồi. Tiếp theo sau đó buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ riêng tương thạc tuy ngoài mặt cười nói miễn cưỡng nhưng trong lòng không ngừng nguyền rủa cả nhà dương thần đáng tiếc gã không biết ai trong số họ ngay cả dương thần còn chưa từng quen biết họ nữa là bởi vì buổi tiệc bắt đầu sớm hơn nữa hôm sau còn phải lên lớp dạy học cho nên chưa đến 10 giờ đêm các giáo viên đã quyết định dẹp đường hồi phủ lúc bước ra khỏi phòng hát ai nấy mặt vẫn còn đỏ vì rượu lúc nói chuyện cũng lớn tiếng hơn ngày thường một chút dương thần cùng mấy vị giáo viên nam đang trò chuyện khá sôi nổi đúng lúc đến một đoạn ngoặc, hắn thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc vừa bước vào cánh cửa gian phòng trước mặt. Sao anh ta lại ở chỗ này? Lý Tinh Tinh nãy giờ vẫn đang chú ý quan sát Dương Thần, thấy hắn trao mày, cô liền quan tâm hỏi. Anh Dương, anh sao vậy? Hả? Dương Thần vội cười với cô. Có gì đâu, lúc nãy tưởng là nhìn thấy người quen, nhưng chắc là anh nhìn nhầm thôi. Đoàn người rời khỏi thiên phủ tri quốc, trước khi đi, tương thạc còn phải cắn răng đứt ruột thanh toán khoản chi phí trên chục ngàn tệ sau đó hướng về phía nhà xe để ra về tuy là đêm nay trong lòng hơi buồn bực nhưng tương thạc không quên mục tiêu quan trọng của mình vội vàng chạy đến bên lý tinh tinh nói một cách rõng rạc đầy phong độ tinh tinh hay là anh đưa em về xe anh vừa mới mua rất sẵn lòng đưa em đi vài vòng hóng mát nói rồi tương thạc chỉ tay về phía chiếc toyota camry màu xám bạc đỗ cách họ không xa dưới ánh sáng của đèn đường lúc này quả thực là một chiếc xe rất đẹp. Mấy vị giáo viên đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Xe này chắc cũng phải hơn 200 ngàn tệ, hiện nay giá xăng cũng cao, Tổ trưởng Tương lại còn đổi xe, chạy đua theo thời trang thế này, chết mất thôi. Tuy lương của các giáo viên không thấp, nhưng phần lớn cũng chỉ dám chạy Ford hay Polaris, mấy loại xe nhỏ một trăm mấy chục ngàn tệ một chiếc mà thôi. Lý Tinh Tinh cảm thấy hơi khó xử, cười nói nhỏ. Tổ trưởng Tương à, Em thấy cũng không cần làm phiền anh như vậy đâu, hôm nay anh chiêu đãi lớn như vậy, em đã thấy ngại lắm rồi, em nghĩ em nên về cùng anh Dương thì tốt hơn, dù sao anh Dương cũng biết rõ đường về nhà em mà. Tương Thạc cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ô, anh Dương cũng lái xe đến à, tôi cứ tưởng anh đi taxi đến chứ, chẳng hay xe của anh Dương đậu ở chỗ nào. Dương thần ợ một cái, một bụng to ân là rượu nho và hoa quả, xem ra tử lượng của hắn đã khôi phục, cũng hơi khó chịu một chút trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn nghĩ tới cái bóng quen thuộc lúc nãy. Nghe thấy tương thạc hỏi khích, vô thức đưa tay lấy chiếc chìa khóa BMW trong túi quần ra ấn nút mở khóa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy một ánh đèn pha phát ra từ chiếc xe hơi màu trắng đỗ tại một địa điểm hơi khuất tầm nhìn, nhưng hình tượng chiếc logo hình cánh quạt màu xanh và trắng khiến mọi người bất giác ồ lên một tiếng trầm trồ. Ôi mà ơi, đó không phải là chiếc M3 sao? một vị giáo sư có chút nghiên cứu đối với xe ô tô trợn tròn mắt kêu lên. Xe này ở trong nước bán hơn 1 triệu 2, 300 ngàn tệ lận đó. Trước kia toàn thấy các công tử con của mấy đại phú thương lái, không ngờ anh Dương lại chạy cả con này, thiệt là người có tiền mà. Mấy giáo viên khác tuy là không hiểu nhiều về ô tô cho lắm, nhưng nhìn thấy rõ ràng đó là con BMW thì cũng hiểu rõ giá trị của nó đến mức độ nào rồi. Tương Thạc cũng bị hết hồn một phen, sắc mắc đổi liên tục từ xanh sang tím, gã có ngốc đến đâu cũng không thể ngốc đến mức tin là một người đi xe BMW M3 lại là nhân viên quèn của một công ty nhỏ bé nào đó được. Tuy là bứt sức vì không không hiểu được thân phận thực sự của Dương Thần rốt cuộc là gì, nhưng lúc này gã cũng chỉ có thể treo lên mặt nụ cười thân thiện với vài phần nịnh nọt. Anh Dương thiệt đúng là chân nhân bất lộ tướng, khiến tương thạc tôi được một fan mở mang tầm mắt rồi. Đồ nhà giàu chết tiệt, bày đặt chơi trò giả chết bắt quả, cái gì mà viên chức quen chứ, rõ ràng là cố tình chơi nhau. Tổ trưởng tương mới đúng là đại gia biết xài tiền lớn. Dương thần cười nói, hôm nay tôi quả thật đã uống quá nhiều rồi, cảm ơn sự khoản đãi của anh, tạm biệt. Nói xong, kéo tay Lý Tinh Tinh lên xe. Các vị giáo viên ngưỡng mộ đứng nhìn chiếm BMW từ từ khởi động rồi lăn bánh, ai cũng có chút cảm giác như đang mơ, bối cảnh của Dương Thần bỗng nhiên trở thành một bí mật ghê gớm dối với họ. Phần tương thạc sau khi trở về xe của mình, khởi động máy xong, nhìn thấy thiết kế đèn trang trí trong xe thì bỗng nhiên tình yêu xe của gã cũng mất đi phân nữa, bất giác dùng sức vỗ mạnh vào vô lăng, khuôn mặt nho nhã đạo mạo của gã trong màn đêm tăm tối lúc này bỗng hẳn lên đôi chút độc ác. chương 62, đều là quái nhân. Ngồi trong xe của Dương Thần, Lý Tinh Tinh cảm thấy ngày hôm nay là ngày vui nhất trong đời cô, còn hưng phấn hơn cả ngày cô tốt nghiệp đại học nữa nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô gái khiến dương thần đang cầm tay lái ngồi bên cạnh cũng không biết nên nói gì cho phải em vui như vậy à dương thần buột miệng hỏi lý tinh tinh hồn nhiên gật đầu lia lịa nhưng mà em thấy chắc là tổ trưởng tương không vui vẻ chút nào đâu dương thần suy nghĩ rồi liếc nhìn tinh tinh không nhịn được cười phá lên thì ra con nhóc này cái gì cũng biết hết còn giả bộ làm ra vẻ ngây thơ vô can hi hi lý tinh tinh mím môi cười nói thật ra em không phải là cái gì cũng biết đâu tuy nhiên nếu như nghĩ kỹ một chút em có thể hiểu được mấy chuyện anh làm nghe cho rõ nè sau này cái tên tương thạc đó mà có ăn hiếp em làm khó dễ em thì em phải nói cho anh biết anh sẽ giúp em biết chưa cũng giống như vụ cha con nhà họ trần lần trước vậy dương thần trịnh trọng nói dạ em biết rồi từ đầu đến cuối lý tinh tinh không hề hỏi han gì thêm chuyện của cha con nhà họ trần sự khéo léo của cô khiến Dương Thần có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy dễ chịu. Cô bé này có lẽ còn biết nhiều chuyện hơn hắn tưởng tượng, chỉ là bình thường cô vẫn thích tỏ ra là cô bé hàng xóm ngốc nghếch khờ khảo, cứ thế âm thầm lặng lẽ quan tâm hắn. Đưa Lý Tinh Tinh về đến cửa nhà đúng lúc bắt gặp ông bà Lý đi tản bộ trở về, nhìn thấy Dương Thần và Tinh Tinh từ trên xe bước xuống thì hai ông bà đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc này, phát tài rồi hả? ông lý nhìn thấy chiếc xe dương thần đang lái thì không khỏi bất ngờ nói bác đã biết trước là thằng nhóc tiểu dương cậu không đơn giản mà nhanh thật mới đó đổi công việc mới bây giờ đổi luôn từ xe một bánh nhỏ xíu sang xe hơi bốn bánh rồi bà lý thì nãy giờ đang bận để tâm đến mấy cái túi to túi nhỏ mà lý tinh tinh mang từ trên xe xuống lo lắng hỏi tinh tinh à sao con mua nhiều quần áo vậy chứ mấy cái túi này nhìn sang trọng như vậy chắc toàn là áo quần đắt tiền không hả Mẹ này, Lý Tinh Tinh có chút thẹn thùng đáp lại. Mấy cái này là của anh Dương mua cho con mà. Hai vợ chồng già tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn không giấu được chút vui mừng, cả ánh mắt cũng trở nên có vài phần thân thiết hơn. Lý Tinh Tinh biết rõ cha mẹ mình đang nghĩ gì, tuy nhiên nếu bây giờ đem chuyện Dương Thần đã kết hôn ra nói thì sau này e rằng cô không còn được phép qua lại với hắn nữa, cho nên chỉ còn cách im lặng đỏ mặt, mang đống túi to túi nhỏ quần áo mới mua chạy vào nhà, quên cả chào tạm biệt Dương Thần ông Lý bỗng nhiên quay sang Dương Thần nói một cách nghiêm túc. Dương à, đứa con gái này của bác từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều, cậu nhất định đừng có phụ nó mới được. Dương Thần giờ khóc giờ cười cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ còn cách tỏ ra thành khẩn gật đầu cười cho qua, trong trường hợp này mà giải thích thì cũng bằng thừa, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Sau khi tạm biệt hai vợ chồng già vừa đối đãi với mình như con rể xong, Dương Thần vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ, phải chi không bất đắc dĩ gặp cô gái lạnh lùng lâm nhược khê kia, thì bây giờ cưới Lý Tinh Tinh vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn có phải tốt không? Nhưng nghĩ đến cảnh vợ mình bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh, Dương Thần liền dẹp ý nghĩ kia qua một bên, dù sao đi nữa, trước hết phải đi tiếp đoạn đường trước mắt cùng lâm nhược khê cái đã, chuyện sau này ra sao chưa ai có thể đoán trước được. Lúc lái xe về tới Long cảnh huyền trời đã chuyển lạnh, từng cơn gió lạnh bốt thổi qua ngọn cây khiến khu biệt thự trống trải trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường dương thần định mở cửa bước vào nhà thì thấy vú vương vừa đúng lúc từ bên trong mở cửa ra vú vương trễ như vậy rồi còn tính đi đâu vậy dương thần thắc mắc hỏi vú vương tỏ ra mừng rỡ cười nói cậu chủ về rồi hả tốt quá tôi đang tính mang mấy cuốn sách mà cô chủ thích vào bệnh viện cho cổ mặc dù cô chủ đồng ý tịnh dưỡng nửa tháng nhưng vẫn yêu cầu được đọc sách hay cậu đi cùng tôi đi cô chủ mà thấy cậu vào chắc sẽ vui lắm cô ta có vui cũng nhìn không ra dương thần nghĩ thầm trong bụng rồi nói trễ lắm rồi vú vương cứ nghỉ trước đi một mình tôi mang sách cho cổ là được rồi vú vương cho rằng hai người muốn có chút không gian riêng nên cũng không nói thêm nữa lập tức giao cái túi nhựa to đựng mấy cuốn sách trong đó cho dương thần rồi quay vào nhà dương thần vừa về đến nhà lại đi tiếp lần thứ hai trong cùng một ngày đi đến bệnh viện trung hải chạy xe nửa giờ đồng hồ lúc đến phòng bệnh của lâm nhược khê đèn trong phòng vẫn sáng tuy nhiên trong phòng không chỉ có một mình lâm nhược khê bên cạnh giường cô còn có một người nữa một người phụ nữ mà dương thần chẳng vui vẻ gì khi đụng phải hơn nữa cô ta lại còn là một mỹ nhân cha người bận rộn cũng có thời gian đến bệnh viện thăm người bệnh nữa hả mạc thiện ni dường như đang cùng lâm nhược khê thương lượng gì đó nhìn thấy dương thần bước vào bèn trề môi nói kháy dương thần cũng không thèm để ý cô đồng nghiệp thích kiếm chuyện này vừa cười vừa đặt cái túi đựng mấy cuốn sách lên chiếc tủ đầu giường vú vương lớn tuổi rồi buổi tối ra ngoài vất vả lắm anh thay bà làm mấy chuyện này được rồi mai mốt cứ nói với anh là được vú vương già rồi làm mấy chuyện này cực lắm lâm nhược khê lạnh lùng liếc qua mấy cuốn sách rồi nói lần sau giao cho anh thấy lâm nhược khê chịu nghe mình như vậy dương thần cũng mãn nguyện rồi xem ra người phụ nữ này cũng khá lý trí không phải đơn thuần chỉ là một kẻ lạnh lùng Mạc Thiện Ni nhăn nhăn mũi, bực bội nói. Dương thần, người anh toàn mùi thuốc lá và bia rượu, anh mau tránh xa ra một chút, coi chừng là ngập nhược khê bây giờ. Ồ, Dương thần hơi khó xử, tránh xa vài bước. Lúc nãy vừa cùng mấy người bạn mới quen uống vài ly, tôi cũng quên mất là mình vẫn chưa tắm. Hứ, nhược khê mệt đến ngã bệnh phải nằm đây, anh làm chồng người ta chỉ biết ở ngoài ăn chơi đàng điếm, vậy mà còn không biết mắc cỡ. Mạc Thiện Ni cười nhạt nói một cách mỉa mai. Bồ Tát làm bằng đất còn biết tức giận, Dương Thần quả thực có chút mất kiên nhẫn. Vợ tôi ở đây còn chưa nói tôi nữa câu, cô la lối cái gì chứ? Rõ ràng là Hoàng đế không vội thái giám gấp mà. Anh nói cái gì? Mạc Thiện Ni trợn tròn mắt đứng lên, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng vì tức giận, khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ. Anh dám nói tôi là thái giám, anh mới chính là thái giám đó tôi có phải thái giám hay không cô thử thì biết ngay chứ gì. Dương thần cười nói, đồ không biết xấu hổ. Được rồi, Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng lên tiếng, nhíu đôi chân mày rậm, hết nhìn Dương thần lại nhìn thiện ni, cô cảm thấy có chút đau đầu, liên tục xoa xoa chán. Hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa, ở đây là bệnh viện đó, khuya như vậy rồi làm ơn yên lặng chút đi. Mạc Thiện Ni hờn dỗi nắm lấy tay Lâm Nhược Khê nói. Nhược Khê, bạn coi tên chồng này của bạn kia, hắn tự xem hắn là ai chứ? bạn bị bệnh cũng không chịu đến đây chăm sóc cho đàng hoàng, ngược lại còn có nhã hứng đi ra ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, rượu chè mua vui nữa chứ. lâm nhược khẽ im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi dương thần, anh đã đi uống rượu ở đâu? sẵn đang có chút bực mình, dương thần cười khẩy đáp, uống rượu ở thiên phủ tri quốc, đi cùng vài cô em nữa, sao chứ? bà xã đại nhân muốn quản chuyện của anh hả? ừm em biết rồi. Lâm Nhược Khê gật đầu, sau đó coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra, tiếp đó với tay lấy cuốn sách trong túi nhựa, bắt đầu đọc. Dương thần thấy không có chuyện gì nữa, cũng thở dài một tiếng, lắc đầu bước ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại mỗi Mạc Thiện Ni ngồi đó hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang Nhược Khê đang thản nhiên đọc sách trên giường, ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, há hốc mồm, một lúc lâu cũng chẳng nói được câu nào, cuối cùng cũng nhả ra được một câu. Hai vợ chồng mấy người toàn là quái nhân, chương 63, thật biết chọn chỗ. Sau cả buổi tối căng thẳng, giấc ngủ của Dương Thần vẫn không bị ảnh hưởng gì, sáng hôm sau vẫn như thường lệ đúng giờ lượn một vòng quanh các gian hàng bán đồ ăn sáng, mang bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ đi vào văn phòng. Các cô gái từ sáng sớm đã đến ngồi đợi, nhìn thấy Dương Thần bước vào, liền đến nói ngọt mấy câu rồi mang phần ăn sáng của mình đi, có mấy cô còn táo bạo để lại trên mặt Dương Thần vài dấu son còn ướt triệu hồng yến cười trêu ghẹo nói chắc là cậu biết trước mua đồ ăn sáng sẽ có được sự đãi ngộ này nên mới tranh làm có phải không dương thần cũng không có vẻ gì là ngại ngùng vừa gặm bánh quẩy vừa cười nói nếu như cô cũng hôn tôi một cái thì tôi sẽ nói cho cô nghe chỉ biết chọc ghẹo con gái nhà lành triệu hồng yến lườm hắn một cái rồi không thèm để ý đến hắn nữa đột nhiên nhớ đến một việc Dương Thần mang theo cái bánh bao thịt đi đến chỗ bàn làm việc của một đồng nghiệp gay là Trần Bác ở cách đó không xa, quả nhiên phát hiện Trần Bác mới sáng sớm đã ngủ gật trên bàn làm việc rồi. Nè, Trần Bác, dậy ăn sáng thôi. Dương Thần đẩy đẩy. Trần Bác giọng nói mềm nhún, ánh mắt ướt át, ngồi thẳng dậy, phong thái đầy nữ tính nhìn Dương Thần đưa bánh bao đến lộ ra nụ cười, quyến rũ, người khác rằng. Cảm ơn anh, mỗi ngày đều mang điểm tâm cho tôi dương thần nói một cách đầy thâm ý không cần làm việc quá mệt mỏi có gì cần hỗ trợ cứ nói ra mọi người có thể giúp anh sắc mặt trần bác bỗng nhiên có chút khó coi tái nhợt và mang vài phần sợ sệt chớp mắt nói không không có gì chắc do tối hôm qua ngủ không được ngon không cần miễn cưỡng đâu dương thần cũng không hỏi nhiều vỗ vỗ vai trần bác rồi quay về bàn mình bắt đầu chơi game không lâu sau đó một cô gái dung mạo diễm lệ bước vào trong phòng bước đến chỗ của lưu minh ngọc nói chuyện gì đó lưu minh ngọc mặc một bộ váy màu ánh trăng rất đẹp mặt lộ chút vẻ khó xử nhưng cuối cùng dường như cũng miễn cưỡng đưa ra tập văn kiện rồi cùng cô gái kia đi ra ngoài hai người vừa đi thì trương thái cô gái có khuôn mặt tròn vừa ăn bánh xốp vừa hấp tấp chạy đến mặt không giấu vẻ lo lắng nói với triệu hồng yến chị hồng yến chị minh ngọc sẽ không sao chứ em thấy mã bộ trưởng kia bám theo chị ấy lâu như vậy mà cũng chưa chịu từ bỏ ý định. cô gái kia là do bộ trưởng mã phái đến sao? dương thần hỏi. triệu hồng yến nhíu mày gật gật đầu. đó là một vị chủ nhiệm thuộc hạ của bộ trưởng mã. cả công ty ai cũng biết à là người tình của bộ trưởng. chỉ là không nói ra thì sẽ không biết bộ trưởng mã tìm chị minh ngọc qua đó có chuyện gì. trước đây toàn là bộ trưởng mã tự mình qua tìm minh ngọc. lần này không hiểu sao lại phái đến một người phụ nữ dương thần ngẫm nghĩ một lúc lấy điện thoại nhắn tin cho lưu minh ngọc không lâu sau đó minh ngọc liền trả lời tin nhắn của dương thần dương thần chỉ nhìn thoáng qua liền cất điện thoại vào túi cầm hai cái bánh bao thịt trên bàn đi ra khỏi văn phòng dương thần anh đi đâu triệu hồng yến vội vã nói chút nữa trưởng phòng mà không nhìn thấy anh thì anh tiêu đó bụng tôi không được ổn tôi mang vào nhà vệ sinh ăn dương thần quay đầu lại nói một đám nhân viên nữ xinh đẹp lập tức sầm mặt lại, có vẻ hờn dỗi. Dương Thần đương nhiên không thể thật sự đi vào nhà vệ sinh ăn bánh bao, cho dù khẩu vị của hắn vẫn rất tốt đi nữa. Đi ra khỏi đại sảnh của ban quan hệ xã hội, Dương Thần đi thẳng vào thang máy, một mạch đi xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm. Trước đó Dương Thần gửi tin nhắn cho Minh Ngọc hỏi cô đang đi đâu. Lưu Minh Ngọc đương nhiên biết rõ hàm ý của Dương Thần, liền nhắn lại một câu: "Khách sạn Lưu Vân." Tuy không biết lần này có phải là cái bẫy của bộ trưởng Mã hay không, nhưng Lưu Minh Ngọc là người có ý thức tự bảo vệ mình rất cao, cô cũng rất sáng suốt khi lựa chọn cho Dương Thần bia cô đi đâu, như vậy ít ra người khác biết được hành tung của mình. Còn Dương Thần sau khi biết được sẽ làm gì thì Lưu Minh Ngọc không thể nào biết được. Dương Thần cũng không tùy ý đi đến khách sạn Lưu Vân, mà tìm cách đi bằng tốc độ nhanh nhất là lái xe đến, đi vào đại sảnh của khách sạn, cầm một tờ báo lặng lẽ ngồi ở sofa tại một góc của đại sảnh. Khách sạn Lưu Vân được bài trí như khách sạn 4 sao, ở trung tâm của thành phố Trung Hải này, cũng thuộc loại có tiếng trong việc đón tiếp các khách thương vụ lưu trú, người ra ra vào vào nhộn nhịp, bỗng nhiên có một gã ngồi đọc báo ở một góc đại sảnh chắc cũng không ai chú ý tới. Chờ khoảng 5 phút sau, Dương Thần chú ý thấy phía cửa của khách sạn xuất hiện hai bóng người. Chính là cô gái có dung mạo diễm lệ đưa một người mặc bộ váy màu ánh trăng tiến vào khách sạn, đó là Lưu Minh Ngọc. Cả hai người đều có dung mạo hơn người vóc dáng yêu kiều, nóng bỏng. Lưu Minh Ngọc dường như đã trang điểm lại lúc trên xe, mái tóc rũi dài, vài sợi được nhuộm đỏ như màu rượu vang, phối với khuôn mặt tươi sáng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đàn ông trong sảnh. Sau khi vào cửa, Lưu Minh Ngọc không biết vô tình hay cố ý, nhìn trước nhìn sau mấy lần, thoáng nhíu mày, có vài phần thất vọng, nhưng cũng không lâu. Cô gái kia và cô nói chuyện vài câu, sau đó Minh Ngọc có chút do dự, nhưng cô vẫn bước vào thang máy, đi lên lầu. Dương Thần bước nhanh đến cửa thang máy, nhìn con số hiện lên trên đó, bắt đầu từ tầng 1, đến tầng 5 thì ngừng một lúc, tiếp đó lại đến tầng 13, lại ngừng một lúc, sau cùng tiếp tục đi thẳng lên tầng thượng thì bắt đầu đi xuống lại. Nhìn sang bảng giới thiệu bên cạnh thang máy, lầu 5 là trung tâm tắm hơi thư giãn, từ tầng 10 đến tầng 15 là phòng khách, sân thượng là khu vực hội nghị. Hiển nhiên, trong tình huống này khả năng lớn nhất là đến phòng khách, Dương Thần sau khi bước vào thang máy gọi điện cho Lưu Minh Ngọc xác định vị trí. Thuê bao quý khách vừa gọi. Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến Dương Thần có chút dự cảm không tốt, đối với nhân viên quan hệ khách hàng như Minh Ngọc, vì công việc lẽ ra điện thoại phải mở 24 phần 24 mới phải, thông thường thì không thể tùy ý tắt máy, huống chi vừa rồi còn mới nhắn tin cho hắn. Thang máy lên đến tầng 13, Dương Thần bước ra, hành lang rất dài, nhìn sơ có khoảng 3, 4 chục gian phòng vì đang trong giờ đi làm buổi sáng nên hành lang vắng vẻ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng chưa có mặt. Không có ai để hỏi thăm, Dương Thần cũng không thể kiểm tra từng phòng, hơn nữa khiến người ta đau đầu nhất là tất cả các phòng đều dùng khóa điện tử, có nghĩa là nếu không có thẻ từ thì không có cách nào mở khóa. Trừ phi, Dương Thần nghĩ đến đề mục trên báo lần trước đọc được, dùng sức phá cửa, như thế chắc sẽ nổi danh sớm. Cái tên họ mã này thật biết chọn địa điểm. Dương Thần lầm bầm tự nói, Suy nghĩ xem có thật sự là nên dùng đến bạo lực không? Tuy nói là mới quen biết cô đồng nghiệp Lưu Minh Ngọc có nửa tháng, nhưng quan hệ cũng khá tốt, tình cảm giữa người với người cũng không phải là dựa vào thời gian dài ngắn, đặc biệt là giữa nam và nữ, có thể tin tưởng nhau thì cũng đáng để vì đối phương mà làm chút chuyện. Ngược lại mà nói, nếu như một cô gái xinh đẹp như vậy bị họ má kia ức hiếp, thì Dương Thần chắc là sẽ khó chịu hơn cả việc phải ăn mấy con ruồi sống nữa. Đang lúc đau đầu, thì nghe thấy cách đó không xa về phía đông của góc hành lang có tiếng mở cửa. Cô ả xinh đẹp vừa dẫn Lưu Minh Ngọc đến đang cười duyên bước ra, chương 64, thái độ chưa tốt. Dương thần rất cảm kích người phụ nữ kia, thật sự là rất biết đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, đang buồn giàu không biết phải làm sao, cô ấy liền chỉ ra con đường tốt nhất. Thấy người phụ nữ kia rời khỏi cánh cửa trong phòng, rồi cúi đầu đi về cửa thang máy, Dương thần cũng giả bộ vẻ mặt thoải mái tự tại, Tiểu thư được những lợi ích gì rồi? Cô gái xinh đẹp bước chân dừng một chút, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cảnh giác nói. Anh nói cái gì? Vì Dương Thần mới vào công ty quốc tế Ngọc Lôi không lâu nên hiển nhiên người phụ nữ này không biết Dương Thần. Tôi không có ý gì khác, vị tiểu thư này không có công lao thì cũng đã vất vả rồi, chút tiền môi giới kiếm được đó tôi sẽ không lấy, nhưng hy vọng tiểu thư phối hợp giúp tôi gõ cửa phòng bên kia một chút. Dương Thần cười cười đơn thuần. Cô gái nheo mắt, thấp giọng hỏi: "Anh theo dõi tôi, chẳng lẽ không sợ tôi báo cảnh sát sao?" "Tôi lại sợ cô không báo cảnh sát." Dương Thần nói. "Thần kinh." Cô gái định không để ý đến Dương Thần, khẩn trương muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dương Thần tất nhiên sẽ không tha cho cô ta đi, tiện tay tóm cánh tay mềm nhũn của cô gái kéo một cái đã ôm gọn cô trong lòng, thuận thế, hai tay ôm luôn trước ngực cô gái, nắm lấy hai khối thịt hồng hào nở nang. Ngươi, cô gái kinh sợ, chỉ cảm thấy hai bàn tay ôm toàn bộ khuôn ngực, khiến cô càng bị khuất phục. Người đàn ông này vô cùng mạnh, cơ thể cứng như thép, cô không thể này dẫy ra được. Buông tay ra, không tôi sẽ hét lên, tố cáo anh cưỡng bức. Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi, đe dọa nói. Dương thần lơ đánh cười cười, hai tay nắm hai bầu ngực, hơi dùng một chút lực miết vào khiến cô gái khẽ kêu lên một tiếng. Dương Thần cười tà ác. Cảm giác ở tay không tự nhiên, chắc cô vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Cô có thể kêu lên, cũng có thể tố cáo tôi, nhưng mà ngay tại đây tôi sẽ lột hết quần áo, ném cô vào thang máy, dù sao chỗ này cũng không có ai đi ngang qua, không cần nghi ngờ tốc độ lột quần áo của tôi. Cô nghĩ lại đi, đi thang máy xuống tầng 1, sau đó tôi sẽ đưa cô ra đại sảnh, đại sảnh ở tầng 1 sáng trưng, nhiều người qua lại, cô có thể khoe cơ thể mình. Nếu như cô không vui sau đó báo cảnh sát bắt tôi cũng không sao, tôi chỉ lột quần áo của cô, không phải ngồi tù. Cô muốn kiện tôi ra tòa cũng được thôi, cũng chẳng có gì to tát. Tất nhiên, nếu đã làm thì cũng tiện thể chụp ảnh, quay phim một chút, đặt một cái tên tung lên mạng, tên là nữ nhân viên khỏa thân trong khách sạn, tên này không tồi chứ. Sắc mặt cô gái lập tức trắng nhợt, nếu đúng như lời người đàn ông này nói, bản thân mình chắc gì đã được bồi thường, lại còn thân bại danh liệt, khỏi phải làm ăn gì ở xã hội này nữa. Cuối cùng cô tức giận nói. Đừng có đe dọa tôi, tôi không biết anh đang nói gì cả. Còn không buông tôi ra tôi sẽ hét to lên, tôi không tin anh dám làm gì tôi. Doạt, chỉ nghe thấy một tiếng vải bị xé rách, cô gái trợn mắt, há hốc mồm nhìn chiếc váy ngắn bị xé một góc, để lộ chiếc quần tất trắng và phần đùi trắng nõn bên trong. Dương thần có vẻ mờ ám, tiếng nói lại vang lên lần nữa, có phần không kiên nhẫn. Tốt nhất cô đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi, tiếp nữa tôi sẽ xé đến phần ngực. Anh, rốt cuộc anh muốn gì? Cô gái sợ đến mức muốn dùng tay che góc váy rách lại, nhưng hai tay lại bị dương thần khống chế, không thể rộng đậy được. Mắt cô đầy nước, cầu xin nói. Xin anh đừng làm vậy, tôi cũng chỉ là nghe theo người khác. Dương thần cười lạnh nói, hợp tác sớm một chút không phải tốt sao, cô chỉ cần nghe theo tôi, tôi sẽ không làm khó dễ cho cô. Trong phòng khách, Lưu Minh Ngọc ngã ngồi lên chiếc giường mềm, hai tay khó khăn chống xuống đệm mi mắt khó mở ra được nhìn thấy bộ trưởng mã trước mặt đã cởi hết đồ chỉ còn mặc chiếc quần đùi cô cắn răng ép mình tỉnh táo lại một chút tuy rằng trước giờ vẫn đề phòng nhưng cô không ngờ bộ trưởng mã lại thông đồng với người khách hàng vốn cô định gặp hôm nay lừa cô đến nơi này càng phòng bị lại càng không ngờ tới lúc ở trên đường người phụ nữ kia lại tiếp tay cho giặc đưa cô một chai nước khoáng không ngờ là có pha thuốc ngủ Lưu Minh Ngọc cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản, vốn nghĩ chỉ cần đề phòng một mình bộ trưởng mã là được, không ngờ đối phương đã cài một cái bẫy tinh tế vậy, chỉ chờ mình đến chui vào. Vừa nghĩ đến việc lão già béo lùn, bụng to, lông ngực dài bạc trắng này sẽ làm chuyện đổi bại với mình, Lưu Minh Ngọc ngày thường vốn kiên cường cũng không kìm nổi hai mắt ướt nhòe. Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lúc trước Dương Thần hỏi mình địa điểm hẹn, lúc đầu cũng không quá để ý, chỉ tiện tay nhắn tin lại, nhưng việc đến nước này, Lưu Minh Ngọc trước kia chưa từng nghĩ, nay lại kỳ vọng người đàn ông mới quen chưa lâu kia lại có thể đột ngột xuất hiện giống như anh hùng trong phim ảnh. Dù đó là việc hoang đường, không thực tế đến mức nào. Trong đôi mắt bé tí của Bộ trưởng Mã tràn đầy tham lam, dục vọng, lại có phần cuồng nhiệt, nhìn gia nhân trước mặt mặc bộ váy eo eo bó sát thân hình với những đường cong hoàn mỹ, trên môi lộ ra nét cười hài lòng vì gian kế đã thực hiện được. Lưu Minh Ngọc à, Lưu Minh Ngọc, Cô cho là cô giả bộ làm một khuê nữ thì ta sẽ không làm gì được à? Lão mã ta trên đời này không có cô gái nào không chơi được. Hôm nay hãy để ta vui vẻ hưởng thụ, ta mang cả camera đến, đợi lát nữa cởi hết đồ cho cô rồi sẽ thu lại. Bộ trưởng Mã đi lên trước, nhìn Lưu Minh Ngọc đã buồn ngủ, cười nham hiểm nói. Đợi cô tỉnh lại sẽ cho cô từ từ thưởng thức, rồi nghĩ lại có nên hầu hạ ta cho tốt không. Trong mắt Lưu Minh Ngọc hiện lên một tia tuyệt vọng thống khổ không cam lòng, nhưng cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ của thuốc, mềm nhũn ra trên giường, nỉ non vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Bộ trưởng Mã Động đậy ngón trỏ, đang muốn trồm lên lột bỏ hết những thứ trói buộc báu vật xinh đẹp này thì lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Bộ trưởng Mã không vui, nhíu mày, rút tay lại, đi tới chỗ mắt mèo trên cửa nhìn qua, nhìn thấy gương mặt phụ nữ diễm lệ quen thuộc liền thở phào. Cửa phòng mở ra một nửa, bộ trưởng mã vẻ mặt gian tà, cười nói. Sao thế, tiểu hồ ly lẳng lơ này, không phải là ghen, muốn vui vẻ một chút mới chịu đi hả? Cô gái nụ cười cứng ngắc, không nói nửa câu, giống như ăn phải mướp đắng vậy. Nhưng từ bên người cô một bóng dáng đàn ông từ từ đi ra. Là mày, bộ trưởng mã dùng mình. Lão nhận ra ngay đây là gã thanh niên đã làm lão không chịu nổi ở hành lang công ty hôm trước, đã phá hỏng chuyện tốt của lão vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến điểm mấu chốt này, Bộ trưởng Mã phản ứng rất nhanh, lập tức giữ chặt cửa. Chát! Dương thần một tay đẩy mạnh cửa, hắn đột nhiên đẩy làm cho thân hình mập mạp của Bộ trưởng Mã bị đẩy ngã vào phòng, mông ngồi lên tấm thảm. Thái độ này không tốt, Bộ trưởng Mã. Dương thần cười đầy thâm ý, kéo cô gái xinh đẹp vào phòng, đồng thời thuận tay kéo cửa lại. Chương 65, nghệ thuật nhiếp ảnh vĩ đại. Mông bị ăn một phát đạp đau điếng, ngã ngồi xuống đất, bộ trưởng Mã Kinh sợ đứng lên, việc này vốn phải vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được, chỉ cần chụp một bộ ảnh Lưu Minh Ngọc cởi hết đồ, quay lại một cái video, một trong những báu vật đáng giá nhất công ty này đã trở thành của mình. Thế nhưng, tại sao đột nhiên lại xuất hiện kẻ chọc gậy bánh xe? Người định làm gì, ai cho phép ngươi vào đây? Bộ trưởng Mã cẩn thận rút lui, hung tợn nói. Dương thần liếc mắt nhìn Lưu Minh Ngọc đang hôn mê bất tỉnh trên giường, lòng thầm nhủ may mà mình tới kịp bộ trưởng mã thấy dương thần không nói lời nào chậm rãi vơ quần áo chính mình vừa cởi ra đi về hướng cửa phòng dương thần hứng thú nhìn mọi thứ trong phòng được bố trí tốt đẹp bộ trưởng mã xem ra là một tay già đời không chỉ mang theo những đồ dùng phục vụ cho chuyện phòng the còn đem theo cả máy quay dựng sẵn trên chân máy trên giường đặt cả máy ảnh kỹ thuật số thật là vô cùng chuyên nghiệp thấy bộ trưởng mã lén lút đi tới cửa dương thần cười tay chắn ngang người bộ trưởng Mã. Cha, bộ trưởng Mã, cho hay này còn chưa bắt đầu, ông là vai nam chính không thể bỏ đi được. Cho, cho hay gì? Bộ trưởng Mã lắp bắp hỏi. Dương thần bĩu môi, tay chỉ vào chiếc máy quay nói. Lúc trước ông muốn quay cái gì, giờ có thể quay lại rồi. Bộ trưởng Mã ngẩn người, ngay sau đó vui mừng nói. Hay là tiểu tử ngươi cũng muốn cùng cô gái họ lưu này vui vẻ? Được, chỉ cần ngươi không nói ra ngoài, cùng lắm chúng ta cùng vui chơi với cô ấy. Vừa nói, trong mắt hắn vừa lóe lên tia lửa, hắn nghĩ kỹ rồi, nếu sự việc đã bại lộ, kéo theo Dương Thần cùng làm cũng là ý không tồi. Cảm ơn ý tốt của Bộ trưởng Mã, nhưng mà tôi không muốn tham gia vào cái nghệ thuật nhiếp ảnh vĩ đại này, hơn nữa diễn viên chính cũng không phải Lưu Minh Ngọc, là cô ta." Dương Thần cười quái dị nói. Nói xong, Dương Thần chỉ cô gái Diễm Lệ đang kinh sợ trên giường. Tôi nghĩ bộ trưởng Mã và vị tiểu thư này cũng là chỗ quen thuộc, quay phim lại khẳng định sẽ vô cùng hấp dẫn, tạo ra cảnh vô cùng oanh liệt đó. Bộ trưởng Mã mặt biến sắc, bừng tỉnh nói. Người muốn uy hiếp ta? Không, 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 tôi chỉ muốn giữ hình ảnh bộ trưởng Mã mạnh mẽ làm kỷ niệm. Còn việc uy hiếp hay không, còn phải xem sau này bộ trưởng Mã có đụng chạm tới tôi không, hoặc là có đụng chạm đến đồng nghiệp nữ của tôi hay không đã dương thần cười nói vẻ vô hại không được tốt nhất là ngươi hãy biến khỏi đây ngay ta có người quen làm luật cẩn thận ta cho người chát không đợi bộ trưởng mã nói xong dương thần tắt một phát vào mặt hắn bộ trưởng mã đột nhiên bị đánh chỉ cảm thấy một vùng đau rát tay ôm lấy mặt hai mắt mở to không tin nổi chỉ vào dương thần run giọng nói ngươi ngươi dám đánh ta chát, một cái tát mạnh hơn lên má phải của lão, dấu tay đỏ hồng hiện lên. Tôi không có thời gian nói nhiều với ông, từ giờ trở đi, ông không làm theo ý tôi làm gì đó với cô kia, tôi sẽ vẫn đánh ông, đánh đến khi ông làm theo mới thôi. Ngươi là đồ thô bỉ. Chát, chát, bộ trưởng mã vừa định mở miệng, lại hai cái tát nổ đom đóm mắt, lửa giận bốc lên, hắn kêu một tiếng, hùa tay lên định đánh lại vào mặt dương thần, nhưng gã đàn ông quanh năm chìm đắm trong tử sắc thì làm gì có sức mạnh gì, vừa mới nhấc tay, dương thần đã nhanh như chớp tát vào mặt hắn một cái nữa. Chát! Lần này tát rất mạnh, bộ trưởng mã cả người ngã ngồi xuống đất, nửa khuôn mặt sưng lên. Bộ trưởng mã đau chảy nước mắt, sợ hãi rút vào góc tường. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta thực sự có người quen làm luật đó. Ông có ô dù hay không tôi không cần biết, nhưng nếu ông không ngoan ngoãn cởi quần áo, tôi sẽ giúp các người cười. Dương thần cười như không nói. Cô gái xinh đẹp trên giường đã bị dọa cho sợ chết khiếp, nhìn bộ mặt thường ngày vinh váo hất hàm sai khiến của bộ trưởng mã bị đánh cho đến nỗi cha mẹ không nhận ra được, liền run rẩy trên giường, sợ hãi nhìn Dương thần. Bộ trưởng mã trên trán đổ mồ hôi lạnh, muốn phản kháng nhưng đánh không lại, trốn không thoát, trong lòng tuyệt vọng. Xem ra bộ trưởng mã không chịu phối hợp rồi. Dương thần bước từng bước đến gần, duỗi hai tay như định làm gì đó. bộ trưởng mã đột nhiên hô to một tiếng, dừng lại, khó khăn nuốt nước miếng nói: tôi tôi nghe lời anh, nhưng anh phải hứa tôi không làm gì lưu minh ngọc, anh không được uy hiếp tôi. dương thần thở dài, đột nhiên đá mạnh vào đùi bộ trưởng mã một cái. á, bộ trưởng mã kêu đau một tiếng, cảm thấy đùi mình giống như bị rùi đâm vào. ông không có tư cách ra điều kiện với tôi, cũng không có tư cách nghi ngờ tôi. Tôi hỏi ông, làm hay không làm? Dương Thần mặt không chút cảm xúc hỏi, "Làm, làm." Bộ trưởng Mã cả đời chưa từng bị đối xử thế này, kiểu vụ Oan giá họa mới chỉ gặp trên TV, không ngờ mình lại phải nếm mùi, rốt cục gã cũng hiểu những người trong phim vì sao không chịu nổi sẽ nhận tội, mùi vị này thật khó chịu. Không đợi Dương Thần ra lệnh, Bộ trưởng Mã từ dưới đất đi đến chỗ cô gái xinh đẹp trên giường, tức giận quát, "Tiện nhân, mau cởi quần áo ra." nhưng, nhưng, trong mắt cô gái ngân ngấn nước, có vẻ không cam lòng chịu nhục nhã. Bộ trưởng Mã, tôi không muốn. Chát, lần này đến lượt bộ trưởng Mã cho cô gái một bà tai, khuôn mặt béo thô lỗ méo mó lại. Bảo cởi thì cởi, trước mặt ta mà còn giả bộ làm trinh nữ. Cô gái nước mắt chảy ròng ròng, không thể không khuất phục, bắt đầu cởi áo, cởi thắt lưng, vừa cởi vừa khóc nức nở. Da thịt trắng như phấn, cặp đùi đẹp vừa tròn vừa thon dài, Mông hơi nở, từng phần dần dần lộ ra trên chiếc giường trải ga trắng nõn. Nếu đem cô vào những quán ăn đêm, đây đích thực là hàng cao cấp. Đợi cô gái cởi hết, chỉ còn mặc chiếc áo ngực và chiếc váy ngắn, Dương Thần cũng đã để máy quay chĩa vào đôi nam nữ, hưng phấn xem biểu diễn đêm xuân. Bộ trưởng Mã vẫn thường quay phim người khác, lần này chính mình lại bị quay, cảm thấy không quen lắm, nhưng nghĩ đến đòn hiểm của Dương Thần, sợ không chịu nổi, lão bèn ôm cô gái bắt đầu hôn khắp nơi. Cô gái mới đầu còn rơi lệ, nhưng sau khi bị bộ trưởng mã hôn một số chỗ nhạy cảm, liền hứng tình, nghĩ đến dù sao mình cũng là đã là người của lão già này, chẳng có gì là có thể diệt, không có thể diệt. Sau lần này chắc chắn quan hệ của cô và bộ trưởng Mã sẽ càng chặt chẽ hơn, sau này nói không chừng còn có thể sẽ được yêu đãi gì đó. Nghĩ vậy, cô gái dần dần cũng cam lòng. Vì hai người đều ở trước ống kính máy quay, bên cạnh lại có một thanh niên trẻ đứng bảng quan, lại trong tình huống bị ngược đãi này, trong lòng hai người tự nhiên nảy sinh ra vô vàn tàn niệm, càng ôm càng hôn triền miên lại càng cảm thấy khoái cảm khác thường, còn hơn cả lúc hai người vụng trộm. Audio điện tử võ tấn bền chương 66, nhìn thì đã làm sao? Bộ trưởng mã cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, bất chấp ở đây đang bị quay phim lại, cái miệng to bắt đầu gặm cắn bừa bãi trên cơ thể cô gái trẻ, hai tay cũng dùng sức nắm lấy cặp ngực mềm mại, sau đó lại dùng sức kéo bỏ cái vật làm bằng đăng ten màu đen còn trên người cô cô gái cũng hứng tình bắt đầu phối hợp không ngừng hôn bộ trưởng mã đôi tay ngọc thon dài vuốt phe tấm lưng béo tốt của hắn dương thần nhìn hai người này tập trung như thế trong lòng cũng có lửa đốt tuy vậy cũng không thể điên cuồng cùng vào cuộc người đẹp trước mắt cũng có thể xem là mỹ nữ nhưng so với những người phụ nữ bên cạnh mình còn kém xa huống chi hắn cũng không phải người tùy tiện bộ trưởng mã không nên lãng phí đạo cụ đã mang đến, mấy thứ đồ này cũng không rẻ, không nên lãng phí. Dương thần cười bí hiểm nói. Bộ trưởng mã nhấc đầu ra khỏi bộ ngực chật trội của cô gái kia, mặt đỏ rực, trong mắt đầy lửa, không để ý vẻ mặt tươi cười không tốt đẹp gì của Dương thần, nhanh chóng lấy ra mấy món đồ chơi trong ngăn kéo, cũng không quản là cái gì, bắt đầu cùng cô gái kia dùng. Ôi, ôi, cô gái trước kia đã từng được dùng qua, nhưng lần này lại vô cùng kịch liệt, không ngăn được nước mắt chảy ròng, nhưng cũng không ngăn cản mà lại phối hợp hết sức với bộ trưởng Mã Điên cuồng hành động, cái tiếng nước nở kia cũng trở nên vô cùng kỳ quái, quyến rũ. Phần tiếp theo của cuộc chiến ngày càng kịch liệt, khi bộ trưởng Mã vào phần chính của vở kịch, bắt đầu dốc sức trinh phạt ngang dọc trên người cô gái, đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Màn kịch dạo đầu hai người đã diễn đầy đủ, trên chiếc giường đơn tràn ngập dấu vết của hai người điên cuồng, vị tanh hôi tràn ngập trong không khí. Dương Thần cũng đã xem rất hứng khởi, còn không ngừng đề nghị. Bộ trưởng Mã, đừng chỉ làm một động tác, thay đổi vị trí hiệu quả quay phim sẽ tốt hơn đó. Trong chốt lát, phòng khách đã thật sự biết thành một phòng quay phim. Dương Thần ngoài chỉ đạo động tác, thỉnh thoảng còn lấy máy ảnh chụp lại vài tấm ảnh đặc sắc, góc chụp cũng không ngừng thay đổi, không ngừng ấn nút chụp, so với lúc làm việc trên công ty hắn, chuyên nghiệp, hơn nhiều, Đáng tiếc Bộ trưởng Mã trình độ tác chiến thực tế so với khả năng diễn trò còn quá chênh lệch, chưa quá 5, 6 phút, Bộ trưởng Mã liền rút vũ khí ngã nằm úp sấp lên tấm lưng trắng bóng của cô gái, thở hồn hển như chó nhật, khó mà nhúc nhích nổi. Cô gái không được thỏa mãn, vặn vẹo cái mông to muốn chấm dứt màn diễn này. Bộ trưởng Mã hàm hồ mắng một tiếng, cũng không biết đang mắng cô gái cái gì, rồi cầm vài cái dụng cụ kỳ quái lên, làm một động tác khiến cho cô gái kia lên đến đỉnh đợi hai người đều dừng lại mới ý thức được đã làm những gì nhìn thấy dương thần hài lòng lấy ra tấm thẻ nhớ sd trong máy họ không giấu được vẻ tuyệt vọng anh anh sẽ giữ lời hứa không truyền việc này ra ngoài chứ bộ trưởng mã cẩn thận hỏi lấy tay che miệng giọng rất nhỏ chỉ cần ông ngoan ngoãn một chút tôi nhất định không rảnh để chơi với ông bộ trưởng mã nhẹ nhàng thở ra nhưng để yên tâm hơn nói thêm lần sau có cơ hội nhất định tôi sẽ để bạn anh với phòng nhân sự và các cấp cao, để anh sớm thăng chức. Dương thần cười nói, những thứ đó không quan trọng, nhưng tôi nghĩ tốt nhất ông nên mang người phụ nữ của ông mau rời khỏi đây, tôi không muốn gặp lại ông. Cả đống thiết bị này ông cũng cầm về đi. Bộ trưởng mã lập tức run rẩy, vơ vội nắm quần áo bị ném dưới đất mặc vào, đồng thời dục cô gái đang nằm mềm nhũn trên giường cũng mặc quần áo. Đợi hai người họ khoác túi lên, mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi cửa giống như chạy thoát thân, Dương Thần không quên nhắc nhở để tiền thuê phòng lại một chút tôi đi trả phòng. Bộ trưởng Mã Lào đảo vội vàng rút ra mấy tờ tiền lớn đặt lên giường, mới gượng cười cùng cô gái kia đẩy cửa chạy ra, dường như không muốn ở lại thêm một giây nào. Hai người vừa mới đi khỏi, Dương Thần thu dọn đơn giản mấy đồ vật trong phòng mới ngồi xuống đầu giường nơi Lưu Minh Ngọc đang ngủ, khẽ cười nói: Minh Ngọc tỷ chị đừng giả bộ ngủ nữa, mặt đã đỏ thế này rồi, ai không biết lại tưởng chị sốt cao. Lưu Minh Ngọc chậm rãi mở mắt ra, vì thẹn thùng nên hàng mi có chút run rẩy, một khuôn mặt hiền lành, vô cùng xinh đẹp, khiến người khác bị hấp dẫn không thương tiếc. Cô chậm rãi bò dậy, cả người bùn rùn không còn sức lực tựa đầu vào thành giường, ngượng ngùng nhìn Dương Thần, nhưng đầu nhỏ giọng hỏi. Anh sớm đã biết tôi tỉnh rồi. Cảnh lúc nãy chắc chắn không thích hợp để tỉnh lại, cho nên tôi bắt bọn họ làm nhanh lên sợ làm chị bị nghẹn mất dương thần trả lời chi tiết lưu minh ngọc cắn cắn đôi môi như cánh hoa thản nhiên cười anh thật đúng là người xấu bọn họ sắp bị anh đùa cho đến chết rồi giống như giết heo vậy tôi không chơi bọn họ bọn họ sẽ nghĩ cách chơi lại chị tôi nghĩ chị sẽ không vô tư đến mức quên mình vì người khác chứ gì mà quên mình vì người khác đừng nói linh tinh Lưu Minh Ngọc hờn dỗi lường Dương Thần một cái, nói. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh, tôi đã chịu chấp nhận số phận rồi, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện. Đối với Lưu Minh Ngọc mà nói, tất cả những việc trước mắt thay đổi quá đột nhiên, Dương Thần xuất hiện giống như đem cô từ đáy vực sâu kéo lên thiên đường. Nếu không phải tôi luyện trên thương trường mấy năm nay, cô đã sớm không kìm nổi mà khóc lớn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, lòng cảm kích của cô đối với Dương Thần càng sâu đậm hơn dương thần nhún vai không có gì nhưng tôi rất tò mò lưu minh ngọc chỉ có cảm tưởng gì với cảnh quay lúc nãy nhìn dương thần lộ vẻ mặt quái dị lưu minh ngọc chỉ thấy tim đập thình thịch có chút cảm giác kỳ lạ cúi thấp đầu xuống vuốt vuốt mái tóc dài còn dối tôi chỉ nhìn một chút không biết gì cả nhưng tôi nhớ rõ bọn họ bắt đầu hôn nhau không lâu chỉ còn mở mắt ra minh ngọc tỷ lẽ nào đã quên rồi Lưu Minh Ngọc rốt cuộc không chịu nổi cái đề tài ám muội này, chồng người lên hai tay đập vào sau lưng Dương Thần mấy cái, nhưng má lúm đồng tiền ửng đỏ nói. Đúng vậy, tôi nhìn rồi, nhìn rồi thì đã sao, không phải là đồ lưu manh là anh hại tôi sao? Minh Ngọc tỷ, chị phải làm rõ, người hại chị là bộ trưởng mã, tôi chỉ là đặc biệt quan tâm đến cứu chị thôi. Dương Thần ra vẻ chính nghĩa nói. Biết rõ tôi đã tỉnh còn bắt bọn họ làm, làm mấy chuyện hạ lưu, chắc chắn anh có ý đồ xấu lưu minh ngọc oán trách nhưng lập tức đôi mắt đẹp đảo một cái hỏi dù sao anh cũng kết hôn rồi thật là không đàng hoàng không phải anh và bà xã cũng chơi như vậy chứ dương thần nghẹn lời nghĩ đến việc cùng lâm nhược khê chơi mấy trò chơi kích thích này bỗng dùng mình vậy không phải là đem thắt tiểu huynh đệ của chính mình đi sao cuối cùng xấu hổ cười khổ vài tiếng chuyện này đừng nói nữa chị minh ngọc chị thu dọn đi Chúng ta nên về công ty thôi." Lưu Minh Ngọc cũng không tiếp tục nữa, cau mày, gật đầu nói. "Chỗ này mùi kinh quá, chúng ta mau đi thôi." Lúc hai người đi ra từ khách sạn Lưu Vân, đã là lúc ăn trưa, Lưu Minh Ngọc tuy có phần kinh sợ, nhưng cũng có phần vui mừng, cô nhìn đồng hồ do dự nói với Dương Thần. "Dương Thần, tôi phải cảm ơn anh, tôi mời anh ăn trưa, thế nào?" "Đương nhiên là được, nhưng mà tôi ăn nhiều lắm, chị Minh Ngọc có mang đủ tiền không?" Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần đồng ý, vui mừng lườm hắn một cái nói. Anh cứ ăn no, ăn ngon là được. chương 67, nguyên nhân chưa nhận ra. Ngồi vào xe của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc có chút bất ngờ. Thật không ngờ, anh hàng ngày đi mua đồ ăn sáng cho chị em trong văn phòng đều là đi BMW, thật khó tin anh lại lại thiếu ra nhà giàu. Dương Thần cũng không chút ngượng ngùng nói. Tôi cũng không phải thiếu ra gì, xe này thật ra là của bà xã tôi. Minh Ngọc tỷ, chỉ có thể coi như tôi là công tử bột được bà vợ giàu có nuôi. Lưu Minh Ngọc cười, anh không phải công tử bột, hơn nữa, so với công tử bột anh còn hữu dụng hơn nhiều. Trong khi hai người nói đùa, Dương Thần khởi động xe chạy ra đường rồi mới hỏi. Minh Ngọc tỷ, đám video và ảnh vừa chụp, chị tính xử lý thế nào? Lưu Minh Ngọc trầm mặc một lát, nói, anh cứ giữ đi, không thì đem vứt đi. Chị không cần à? cần cũng chẳng làm gì, tôi nghĩ sau chuyện này, bộ trưởng Mã sẽ không dám làm gì đâu. Tôi chỉ là nhân viên bình thường trong xí nghiệp, tôi không nghĩ là có thể gây ra phiền toái như vậy, chỉ cần không ai đến cố ý làm tổn thương tôi là được rồi." Trong giọng cô có phần bất đắc dĩ, nhưng những lời này rất thật lòng. Dương Thần cũng đoán được như vậy, không bất ngờ gật gật đầu, cũng không nói tiếp chủ đề này nữa, liền hỏi: "Vậy xin hỏi quý cô xinh đẹp, bữa trưa coi như là cảm ơn tôi?" chúng ta đi ăn ở đâu đây lưu minh ngọc có chút khó nghĩ sờ sờ chán nói đi đường danh thắng đi ở đó có mấy nhà hàng không tồi nhìn chị có vẻ rất mệt có phải là buồn ngủ không dương thần chú ý động tác nhỏ của lưu minh ngọc ừ có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng lưu minh ngọc cũng không che giấu gì cô cũng thực sự thấy buồn ngủ dương thần nhíu nhíu mày nói vậy đừng đi ăn vội tôi đưa chị về nhà nghỉ ngơi trước nhé Cảm ơn. Lưu Minh Ngọc trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, đột nhiên phát hiện ra người đàn ông bên cạnh lại có một mặt khác, rất cẩn thận, săn sóc chu đáo. Cứ đi ăn đi, tôi chỉ hơi buồn ngủ, nhưng tôi cũng đói bụng nữa. Theo ý Lưu Minh Ngọc, hai người nhanh chóng đi vào một cửa hàng Quảng Đông, có vẻ là một quán ăn trong chuỗi nhà hàng gia đình, tuy không cao cấp lắm nhưng cũng phù hợp với thói quen dùng bữa của cuộc sống nhộn nhịp của thành phố. Hai người mới ngồi xuống chưa lâu, đồ ăn đã nhanh chóng được mang lên dương thần sáng sớm chưa ăn sáng no đã giúp lưu minh ngọc giải quyết chuyện rắc rối kia giờ bụng đã đói đến mức không chịu được bắt đầu ăn ngấu nghiến anh không chú ý hình tượng một chút à giống như là ba năm rồi chưa ăn cơm vậy lưu minh ngọc không kìm nổi cười nói mấy cái hình tượng này nọ chỉ dành cho trai gái mới yêu thôi tôi cũng đã kết hôn rồi hình tượng không đáng tiền dương thần vừa nhai một miệng thức ăn to vừa nói Hai người đang nói chuyện phiếm, đằng sau lưng Lưu Minh Ngọc đột nhiên đi đến mấy người cả nam cả nữ, người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn, sau lưng là hai gã đàn ông mặc vest có vẻ như là vệ sĩ. Trùng hợp quá, không ngờ Lưu Minh Ngọc tiểu thư cũng hẹn đàn ông đến nơi này ăn cơm. Người phụ nữ nghiền ngẫm liếc mắt nhìn hai người nói. Lưu Minh Ngọc có chút khác thường, nhưng lại lập tức tươi cười như hoa, đứng lên nói. Vương tiểu thư không phải cũng vậy sao? hơn nữa lại còn đi cùng hai vị này nữa bọn họ chỉ là trợ thủ của tôi chúng tôi vừa mới bàn xong công việc ở một công ty gần đây nên cùng vào đây ăn cơm thôi không biết xưng hô thế nào với bạn trai của lưu tiểu thư dương thần có chút không nỡ buông bắt xuống cười nói tôi họ dương dương thần vương duyệt rất vui được biết anh vương duyệt vươn tay vẻ mặt tự tin tươi cười dương thần nhẹ nhàng bắt tay vương duyệt rồi lại ngồi xuống cầm bát bắt đầu ăn tiếp vương duyệt ánh mắt khinh miệt cười lạnh nói không biết lưu tiểu thư và dương tiên sinh là quan hệ gì hay dương tiên sinh là trợ thủ đắc lực lưu tiểu thư mới tìm được lưu minh ngọc không chịu lùi bước cười quyến rũ nói dương thần chỉ là đồng nghiệp của tôi chúng tôi đi làm chút việc nếu nói là trợ thủ đắc lực e là không được đắc lực như hai trợ thủ của vương tiểu thư hơn nữa họ thân hình to lớn, chắc chắn có thể làm vương tiểu thư vừa lòng. Hai người phụ nữ đối chọi gay gắt, ánh mắt nhìn nhau sắc như dao, khiến Dương Thần đang ăn cơm có cảm giác nhiệt độ trong không khí giảm đi vài độ. Lưu tiểu thư khách khí rồi, tôi thấy Dương tiên sinh ăn được như vậy, chắc chắn là rất khỏe, giúp Lưu tiểu thư làm việc chắc chắn có thể bỏ sức lực rất lớn. Đúng rồi, Dương tiểu thư đói như vậy, chắc là đã hao phí rất nhiều công sức rồi. Xem ra Lưu tiểu thư cần Dương tiên sinh làm rất nhiều việc rồi." Vương Duyệt làm vẻ mặt nghi ngờ. Một người ăn khỏe sức cũng không bằng hai người, hai người cũng có thể làm một số việc một người không làm được, cô nói xem có phải không Vương tiểu thư." Lưu Minh Ngọc cũng không keo kiệt chút nào đáp trả ngay. Các cô đấu võ mồm thì cứ đấu, nhắc đến tôi làm gì? Giữa ban ngày một cô gái lưu manh như vậy, thế giới này thật khó sống, Dương Thần không ngừng oán hận vì cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt này mà cảm thấy dối rắm Vương Tiểu Thư, thứ lỗi tôi nói thẳng, cô rất giống một diễn viên điện ảnh mà tôi hâm mộ. Dương Thần ngẩng đầu, thật thà nói. Không có cô gái nào không thích được người khác khen ngợi, đặc biệt là các cô gái trẻ như vậy. Vương Duyệt cũng có chút ít tiếng tăm về nhan sắc, nghe Dương Thần nói vậy, Vương Duyệt lộ ra vẻ kiêu căng, làm bộ như không có gì, nói. Ồ, là ai vậy? Dương Tiên Sinh cũng đánh giá tôi cao quá rồi, tôi so ra còn không bằng tiểu thư Lưu Minh Ngọc danh tiếng về sắc đẹp đã lan xa. Dương thần rất cẩn thận nhìn Vương Duyệt vài lần, thì thảo khen. Thật sự là càng nhìn càng giống, tôi thường xuyên xem phim của cô diễn viên ấy, tôi nhớ rõ tên cô ấy là Tùng Đảo Phong, không biết Vương Tiểu Thư đã nghe qua chưa. Vương Duyệt vừa mới đắc ý, nghe xong lập tức mặt biến sắc, tức giận hừ lạnh một tiếng. Dương Tiên Sinh nói thực hay đùa vậy, đó là diễn viên nào, tôi thật sự không biết không biết cũng là chuyện thường. Dương thần thở dài nói. Tôi cũng khá quen thuộc với vị tùng đảo đại tỷ kia, vừa nhìn vương tiểu thư tuy cảm thấy khá giống, nhưng trong chốc lát không nhận ra. Tôi cố gắng tìm nguyên nhân, giờ đã tổng kết ra rồi, chủ yếu là bởi vì có mặc quần áo nên tôi không nhận ra. Vương duyệt sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nổi giận đùng đùng, không ngừng rậm chân, chừng mắt nhìn dương thần, sau đó nhanh chóng cùng hai gã trợ thủ rời khỏi nhà hàng lưu minh ngọc ngồi cạnh không kìm nổi che miệng cười thành tiếng anh thật là xấu tính không ngờ lại đánh đồng vương duyệt với đào hát nhật bản xem ra đêm nay cô ta không thể ngủ được rồi là do cô ta tự chuốc lấy không có việc gì đến quấy giày tôi ăn cơm làm gì dương thần oán giận nói cô ta là nhân viên quan hệ xã hội của công ty khác rất thường gặp tôi rất nhiều khách hàng trong tay cô ta bị tôi cướp đi cho nên cứ nhìn thấy tôi là cô ta phải cái ẩm ý vài câu Dương thần hứng chí nói. Chẳng trách công trạng của Minh Ngọc Tỷ năm nào cũng đứng đầu, xinh đẹp đúng là phương pháp độc nhất vô nhị. Lưu Minh Ngọc cũng không phủ nhận, vuốt lại mái tóc mềm mại, cười nói. Nghề này chính là như vậy, nhưng anh cũng đừng hiểu sai, kỳ thực cùng những công ty lớn đàm phán, nhiều nhất cũng chỉ là bị ngắm nhìn soi xét, nếu muốn động thủ thật sự, không cần chúng ta ngăn cản, cấp trên của công ty đối phương sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Trừ phi bọn họ không muốn làm việc nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không dám làm bậy những công ty lớn rất coi trọng danh dự và những bình luận trong giới doanh nghiệp kỳ thực những người ngoài có rất nhiều thành kiến với người làm về quan hệ xã hội nhưng đó là chuyện chẳng có cách nào khác giống như vương duyệt bị tôi cướp mối làm ăn nói với người khác tôi không phục vụ đặc biệt làm sao họ tin được dương thần gật gật đầu cười gian nói đúng rồi hóa ra chị minh ngọc cũng biết chị tùng đảo xem ra cũng có nghiên cứu về phương diện này những việc này, một cây làm chẳng nên non, có nam không có nữ sao làm được, phụ nữ cái gì cũng không biết sao làm đàn ông có hứng được. Phụ nữ biết việc này có gì không ổn. Lưu Minh Ngọc không chút xấu hổ đáp lời. Dương Thần không biết nói gì khác, giơ một ngón cái lên với Lưu Minh Ngọc, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Chương 68, người tùy tiện. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lưu Minh Ngọc đúng là vẫn còn buồn ngủ, kết quả là Dương Thần đưa cô về nhà trọ rồi mới trở về công ty quốc tế Ngọc Lôi lúc trở lại phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội không ít nữ đồng nghiệp mặt mang vẻ quái dị nhìn mình mỉm cười dương thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả bèn hỏi trương thái vốn hoạt bát trương thái mọi người làm sao vậy trương thái đang cầm gói kẹo kêu kêu ăn vặt dáng người đầy đặn không chỉ do trời sinh việc bồi bổ sau này cũng là một cách nhưng phải làm vừa đủ chỗ cần béo thì béo một chút chỗ cần gầy thì không thể béo lên tất nhiên trương thiếu phụ làm rất xuất sắc anh đi đâu thế Trương Thái hỏi lại: "Ra ngoài làm chút việc?" Dương Thần còn chưa to gan đến mức đem việc quay chụp bộ phim nhỏ nói ra. Trương Thái buông kẹo đứng dậy, bộ ngực như ngọn núi nhỏ đối diện ngực của Dương Thần, khuôn mặt tròn tròn xinh đẹp ngẩng lên, đôi mắt to ngập nước khiến Dương Thần chột dạ. "Làm việc gì, làm cùng với ai hả đồng chí Tiểu Dương?" "Ồ." Dương Thần ngửi được mùi nước hoa coco trên người Trương Thái, nhìn khuôn mặt trắng, nõn mịn màng trước mặt, rất muốn cắn cho mấy phát từ từ nói. Đi một mình, làm chút việc nhỏ. Trương Thái bật cười, hờn dỗi lườm Dương Thần một cái. Còn giả vợ à, Minh Ngọc Tỷ vừa gọi điện đến xin phép, nói là anh đưa chị ấy về. Cái cô lưu Minh Ngọc này thật là không biết phối hợp, trong lòng Dương Thần hơi oán hận, chỉ xấu hổ cười cười, đi về chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất đẩy bàn làm việc, chiếc ghế quay bị đẩy đến bên cạnh Dương Thần, sắc mặt cô mở ám hỏi han. Anh và Minh Ngọc tỷ đã làm gì? Không phải Minh Ngọc tỷ bị đẩy ngã chứ? Mấy cô gái này thật đúng là to gan, Dương Thần lại có thêm nhận thức mới. Cho tới giờ đều là mình đùa giỡn với phụ nữ, sau khi vào công ty quốc tế Ngọc Lôi lại ngược lại, thường xuyên bị nhóm phụ nữ này đùa giỡn, Dương Thần cũng thấy kỳ quặc, rốt cuộc cũng hiểu được lẽ phải, chính quyền sinh ra từ nòng súng, lại càng nguy khốn, nghĩ đến, người không biết xấu hổ là vô địch. Kết quả là một bàn tay dương thần lặng lẽ vuốt ve lên đùi Triệu Hồng Yến, lại chậm rãi kéo dài đến dưới chiếc váy ngắn màu đen của cô. Triệu Hồng Yến hôm nay mặc chiếc quần tất lưới ô vuông đen rất dạn dĩ, những đường cong hỗn loạn của da thịt trắng nõn dưới chân lộ ra, bị phân cách từng tảng từng tảng một, đôi chân ngọc dẫm lên đôi xăng đan cao gót cũng màu đen, lộ ra những chiếc móng chân được sơn màu hồng nhìn rất huyễn hoặc, rất hợp với khí chất của người phụ nữ. Trang phục của thành phần tri thức ở thành thị vừa hay làm lộ ra nét xinh đẹp, phong tình của cô gái văn phòng, mãnh liệt tấn công thị giác, hoàn toàn không có quý bà công sở trong phim của quốc đảo nào đó có thể so sánh được. Đột nhiên cảm nhận được dấu tay của Dương Thần ở trên đùi mình, Triệu Hồng Yến cả người đầu tiên là cứng đờ, sau đó một bàn tay vội vàng tóm lấy cổ tay Dương Thần. Dương Thần, anh muốn chết à? Giữa trốn đông người bị nhìn thấy thì sao? Ai bảo chị hỏi lộ liễu như vậy? Tôi không háo sắc một chút làm sao xứng đáng với phán đoán của chị về tôi. Huống hồ chị lại ăn mặc mê người như vậy, chẳng lẽ không phải để đàn ông thưởng thức. Dương Thần sắc mặt thản nhiên, dường như không xảy ra chuyện gì, chỉ là cùng Triệu Hồng Yến bàn chúc chính sự. Hơn nữa nghe cách chị nói, dường như chỉ cần không bị ai thấy là tôi có thể tùy tiện sờ soạng rồi. Triệu Hồng Yến chưa từng gặp qua cảnh này trong văn phòng, cả khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, khiến vẻ dịu dàng, quyến rũ càng lớn, cô lườm Dương Thần một cái như có ý khiêu khích. Anh đừng có làm bậy tôi đã có chồng, chúng ta quan hệ tốt thế nào cũng chỉ là đồng nghiệp, tôi không phải loại người mà anh nghĩ. Tôi cũng vậy, cũng có vợ rồi, cũng không phải người tùy tiện. Tôi chỉ sợ lúc tùy tiện anh không phải là người. Dương thần nhớn mày nói. Thật không may là chị nói đúng. Nói xong, tay Dương thần mạnh mẽ phá khỏi hàng phòng thủ bằng tay yếu ớt của Triệu Hồng Yến, lại tiến thẳng lần nữa đến khi bàn tay to tìm được chỗ bắp đùi của cô. Anh, anh đừng như vậy. Triệu Hồng Yến có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy hơi nóng từ bàn tay chạy dọc theo da đùi đến phía dưới bụng, nhưng cô không lập tức nhanh chân chạy đi mà lại vội vàng dùng hai tay kéo váy xuống, chỉ đủ để người khác không nhận ra sự khác thường. Bắp đùi ấm áp, mềm mại khiến Dương Thần có sự hưởng thụ tuyệt hảo, vì căng thẳng nên Triệu Hồng Yến kẹp đùi rất chặt, còn hơi run rẩy. Mấy ngón tay Dương Thần thậm chí đã chạm đến chiếc quần lót lụa của Triệu Hồng Yến, hơi vuốt ve, còn cảm giác có vài sợi lông, Dương Thần biết đó là gì khóe miệng lộ ra nụ cười gian tà. Triệu Hồng Yến lại ngượng ngùng gục đầu xuống, yếu ớt rên gì. Đừng, đừng như vậy mà, mau rút ra đi. Chị bảo tôi rút tay ra, nhưng lúc trước lại không tự tránh đi, cũng không gạt tay tôi khỏi đùi. Giờ tôi chạm đến chỗ ấy, chị lại kéo váy xuống để không ai nhìn thấy. Dương thần không biến sắc, chậm rãi tiến đến gần chiếc khuyên tai trong suốt của Triệu Hồng Yến, thổi một luồng khí nóng lên tai cô. Triệu Hồng Yến giật mình một cái, mặt đỏ bừng đến tận tai, may là hai người quay lưng về phía những người khác trong văn phòng, cho nên không ai thấy điều gì khác thường. Phụ nữ luôn dè dặt, nhưng thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao. Sóng dương thần dường như có sự mê hoặc, triệu hồng yến hơi dương mắt như làn sóng xuân nhẹ nhẹ, lườm dương thần một cái. Để anh được thể còn làm nhục người khác, cẩn thận tôi kêu to lên thật, kêu anh dâm tặc quấy giày tôi. Dương thần không trả lời, chỉ hơi động đậy ngón tay dưới váy, khi ngón tay đã chạm đến chỗ mẫn cảm nào đó, yên lặng vẽ một vòng tròn nhỏ lên đó. Á. À, triệu Hồng Yến rên khẽ một tiếng, vội vàng che đôi môi anh đào của chính mình lại, chỉ cảm thấy chỗ ngón tay Dương Thần có sự kích thích mãnh liệt, suýt nữa không nhịn được kêu lên thành tiếng. Ở trong văn phòng xung quanh toàn là đồng nghiệp, lại có gã đàn ông trẻ tuổi tay chạm vào chỗ bí mật nhất của mình, ngón tay còn nhẹ nhàng cử động, chính mình lại không ngăn cản, còn làm vẻ che giấu sự tình. Triệu Hồng Yến đến giờ vẫn không nghĩ mình lại có một mặt như vậy, nhưng sự kích thích kỳ lạ lúc này lại khiến cô muốn ngừng mà không được, chấp nhận tình hình như vậy. Rất nhanh, Triệu Hồng Yến liền cảm nhận được giữa hai chân có chút ẩm ướt, làm ẩm ướt cả chiếc quần nhỏ. Cứ như vậy, Triệu Hồng Yến cảm giác chính mình sẽ không chịu nổi mà kịch liệt, sảng khoái bày ra ngay trong phòng làm việc, ngay trước mặt mọi người. Reng, Reng. Đột nhiên, điện thoại trên bàn của Triệu Hồng Yến vang lên giống như một hồi chuông cảnh báo khiến cho triệu hồng yến đang ngây ngô hốt hoảng đem ghế xoay về chỗ ngồi nghe điện thoại tay dương thần cũng theo khe đào nguyên đó rút ra nhưng đầu ngón tay còn lưu lại vết dinh dính triệu hồng yến thở gấp sau khi nghe điện thoại xong mới tức giận quay người lại hung hăng chừng mắt nhìn dương thần đều tại anh còn cả buổi chiều bên trong tôi đều ẩm hết khó chịu chết đi được ai ngờ chị nhiều nước như vậy dương thần cười tra sát ngón tay vài cái. Triệu Hồng Yến lập tức không tức giận nữa, quay người đi không thèm để ý đến Dương Thần nữa. Cô quả muốn tìm cái hở để chui xuống, sự việc hôm nay quả là rất mất mặt, nhưng cũng chỉ có cô biết, lúc này trong lòng cô ngoài ngượng ngùng, hối hận, lại còn có một vị ngọt gì đó trước nay chưa từng có. Đùa giỡn xong bà chị đồng nghiệp, Dương Thần trong lòng cũng sảng khoái lên nhiều, đang chuẩn bị mở máy tính chơi trò mà hắn cho là có chỉ số thông minh cao thì điện thoại của hắn rung lên. Cuộc điện thoại gần nhất hắn nhận không phải chuyện tốt, khi Dương Thần nhận cuộc điện thoại này, hắn mới biết những cú điện thoại trước đây nhận đều chẳng là chuyện gì lớn, sao? Điện thoại là do Vú Vương gọi, giọng điệu bà run rẩy kinh hoàng, lại có lẫn tiếng khóc. Cậu, cậu chủ, tiểu thư, tiểu thư bị bắt trói rồi. chương 69, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Nhược Khê bị trói đi, cô ấy không phải đang ở trong viện tĩnh dưỡng sao? Vú Vương, Vú nói rõ xem nào, có chuyện gì xảy ra vậy? Dương thần sau khi bị chấn động đã bình tĩnh lại. Tôi vừa mới nhận được điện thoại lão ra gọi tới, nói rằng cậu chủ phải đến kho hàng số 84 ở phía đông cảng Trung Hải. Tiểu thư và mặc tiểu thư đều bị bắt đi, còn, còn không cho chúng ta báo cảnh sát, bằng không sẽ. Nói đến đoạn sau, Vũ Vương đã khóc không thành tiếng. Vũ Vương, Vũ đã xác nhận lại chưa? Xác nhận rồi. Vũ Vương nói, các y tá ở bệnh viện cũng đều sốt ruột, mặc tiểu thư cùng tiểu thư đi tản bộ ở trong vườn mãi không thấy trở về. Hiện giờ tôi đã dặn phía bệnh viện tạm thời giữ bí mật, nhưng mà giấy không bọc được lửa, phải làm gì bây giờ? Không ngờ hai người phụ nữ bên cạnh mình lại xảy ra chuyện, Dương Thần chỉ biết hối hận đã không đánh cho Lâm Khôn một trận phát điên luôn. Người này vẫn còn có một ưu điểm, đó là ý chí rất kiên quyết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vũ Vương, Vũ đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này, ở nhà chờ tin tức của tôi dương thần trấn an vú vương vài câu rồi ngắt điện thoại dương thần cảm thấy kỳ quái về lý thì theo như thủ đoạn của lâm khôn không thể bắt cóc hai cô gái còn sống còn đi lại ngay trong vườn ở bệnh viện lại còn bắt đến chỗ cảng trung hải tất nhiên chuyện này làm được phải có cao thủ giúp đỡ nhưng việc lần trước hứa trí hoành làm đã làm tổn hại đến lâm nhược khê hắn sẽ không thể ra tay giúp lâm khôn như vậy thì là ai làm Tuy biết Lâm Khôn có ý đồ dụ mình đến để trả thù, tạm thời sẽ không làm tổn hại gì hai người phụ nữ kia, nhưng chỉ sợ hắn làm gì đó với họ, Dương Thần vẫn quyết định nhanh chóng hành động. Các cô gái trong văn phòng ánh mắt kinh ngạc, Dương Thần vừa trở về không bao lâu giờ lại chạy như bay ra khỏi văn phòng, khiến các cô ngơ ngác nhìn nhau. Cảng Trung Hải là một trong những hải cảng lớn nhất hoa hạ, chiếm diện tích đất rộng rãi, không tự thể nghiệm sẽ không cảm nhận được sự rộng lớn ở đây, giống như cả trăm sân bóng ghép thành một vùng rộng lớn không ít bến tàu kho hàng đã đến giai đoạn xuống cấp đặc biệt là mùa ế hàng ít hàng vận chuyển trên biển rất nhiều nơi để chống cả ngày không thấy một bóng người biển rộng mênh mông xanh thẳm trong tiếng sóng hải cảng lại càng có vẻ vô cùng lạnh lẽo tiến vào khu vựa phía sau hải cảng chiếc xe có thể chạy như bay trên mặt đất bằng phẳng nếu ở xa nhìn lại chiếc xe trắng giống như một quả tên lửa xẹt qua ven bờ hải cảng Dương thần quan sát hết sức chăm chú, vừa dẫm chân ga vừa nhìn số hiệu của các kho hàng ven đường, lái xe về phía đông gần 10 phút mới tìm được kho hàng in số 84, màu đỏ thật to. Cả kho hàng nhìn có vẻ lâu năm không được tu sửa, cửa sắt loang lổ mở rộng, ở cửa đất đá, vôi phấn, vật liệu bỏ đi chất đống, bừa bãi không chịu nổi. Càng đến gần mục tiêu, Dương thần lại càng có vẻ bình tĩnh. Nói thật, cụm từ, bắt cóc, này trước kia vẫn là hắn làm với người khác, không ngờ giờ lại có người đến bắt cóc người phụ nữ của hắn, mặc dù vị tiểu thư lạnh như băng nào đó không nghĩ vậy, nhưng điều đó cũng đủ khiến Dương Thần dở khóc dở cười. Từ từ đóng cửa xe, Dương Thần liếc mắt nhìn quét qua kho hàng một cái, không khỏi nhíu mày. Tuy rằng rất khó bị phát hiện, nhưng sự nhạy bén giúp Dương Thần có thể đoán ra, ở vài góc bí mật trong kho hàng đã bố trí sẵn mấy người chuyên nghiệp làm trinh sát, góc độ vừa phải có thể quan sát từng chi tiết trong kho hàng, nếu hắn đoán không nhầm trong tay họ còn có súng cỡ chung. Đó là một đội quân chuyên nghiệp cấp quốc tế, Dương Thần cảm thấy việc này bắt đầu trở nên rất thú vị, thậm chí có phần hưng phấn khác thường. Sau khi đi vào cửa lớn của kho hàng, có thể ngửi được mùi mục nát, cũ kỹ, trước mặt là nền kho trống trải, ánh nắng chiều vào từ ô cửa sổ khiến kho hàng có vẻ đục ngầu bởi bụi đất bay trong không khí. Ở một góc kho hàng, Dương Thần nhìn thấy hai bóng dáng yếu đuối đang bị trói chỉ thấy Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni lúc này đang cùng ngồi trên một chiếc ghế, một chiếc dây da trói tay chân hai người lên ghế, họ quay lưng vào nhau, không nhìn thấy lẫn nhau được. Trước mặt họ, một đám thanh niên mặc áo ngắn tay trông rất mạnh mẽ súng lại, có khôi ngô, có gầy gò, nhưng phần lớn nước da ngăm đen, chắc chắn là do nhiều năm phơi nắng. Điều khiến Dương Thần chú ý chính là lúc nhìn thấy hắn, đám thanh niên này chẳng lộ ra vẻ gì, dường như không để tâm đến hắn, vẫn nói chuyện với nhau như trước, Việc khiến Dương Thần càng nhìn ngẫm hơn là trên tay trên lưng bọn đều cầm vũ khí, gần như tất cả đều là AK47, M16 và súng trường hỏa lực khá mạnh. Đám súng ống đó vốn không có gì đặc biệt, nhưng lại xuất hiện ở Hoa Hạ, nếu là ở nước ngoài như nước Mỹ, dù có người cầm M16 đi khắp phố Dương Thần cũng chẳng thèm để mắt tới, nhưng một đám người cầm súng ở đây thì thật khó thấy, thật quá kỳ lạ. Dương Thần rất rõ ràng, cái tổ chức ngoan cố tự xưng là người bảo vệ Hoa Hạ cũng không phải là thổi phồng, muốn thoát khỏi tai mắt bọn họ, đến Trung Hải bắt cóc người khác, đích xác là năng lực rất lớn. Ngay lúc Dương Thần còn đang nghĩ ngợi, Lâm Khôn đang cười nịnh đám thanh niên rốt cục đã phát hiện ra, trên khuôn mặt đó lộ ra vẻ thù hận, nhe răng cười độc ác. Lâm Tiên Sinh, người này chính là người ông muốn bắt sao. Một gã mặc áo trắng không có tay, quần dài dần di quân dụng, người thanh niên tóc ngắn này có vẻ là thủ lĩnh, trên tay cầm một khẩu xa ưng chỉ có quân nhân hùng mạnh thật sự mới có thể sử dụng, cũng là người duy nhất cầm súng lục trong cả đám người, gã dùng tiếng Anh hỏi Lâm Khôn. Dương thần lúc này đã đến gần, nghe thấy khẩu âm tiếng Anh không khỏi ngẩn ra, đó là khẩu âm Việt Nam, hóa ra đó là người Việt Nam. Đúng vậy, Long tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể bắt được hắn, tôi muốn tự tay tiến hắn xuống địa ngục. Lâm Khôn hung tợn nói. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni ngồi trên hai chiếc ghế cũng đã nhìn thấy Dương Thần đi tới. Lâm Nhược Khê thần sắc phức tạp nhìn Dương Thần, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, tuyệt vọng, còn Mạc Thiện Ni lại có vẻ quật cường xem lẫn kinh ngạc, dường như không tin Dương Thần sẽ vì hai người họ mà đơn thương độc mã tiến đến. Người đàn ông họ long cao lớn liếc mắt một cái đánh giá Dương Thần, mặt không chút thay đổi nói. Lâm tiên sinh, tôi không thể không nói, ông thuê chúng tôi thật không đáng giá, nếu chỉ là xử lý người này, chỉ cần một người anh em thủ hạ của tôi là đủ. Vài người thanh niên cường tráng dùng súng đại hán tươi cười vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên là rất đồng ý với thủ lĩnh của mình. Lâm Khôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Không, Long Tiên Sinh, chờ ta xử lý tiểu tử này rồi sẽ lấy lại cổ phần thuộc về ta từ đám tiện nhân kia, số tiền tôi đưa các anh không đáng gì cả." Nói xong, trên mặt toát lên dục vọng cuồng nhiệt, nhìn về góc Lâm Nhược Khê. Thực ra, Mấy năm nay lãng phí vô độ đã khiến số cổ phần ở công ty quốc tế Ngọc Lôi của Trần Khôn vốn là 30% hiện giờ 1% cũng không có. Lão không ngừng mang cổ phần của chính mình đi bán cho các cổ đông khác, khiến lão dần dần đi vào đường chết. Giờ lão đã bán sạch cổ phần còn lại của mình, liều chết một phen. Lâm Nhược Khê không sợ hãi, nhìn Lâm Khôn, giống như không có chút dao động tình cảm nào, thản nhiên nói: "Lâm Khôn, ông thật khiến tôi thất vọng." Cô ý thức được người đàn ông này đã không có đường quay đầu lại, cho nên gọi thẳng họ tên chứ không xưng hô bố con. Chỉ là không ngờ, trong tình cảnh gai gâu này, người kia lại không có liên quan gì đến tất cả đám đàn ông kia, không ngờ hắn lại thản nhiên đến đối mặt với hết thảy hậu quả xấu vốn không nên dáng xuống người hắn. Lâm nhược khê ái náy nhìn Dương Thần, tuy rằng người đàn ông này cho cô ấn tượng không tốt, nhưng hắn có thể vì cô mà một mình đến đây, Lâm nhược khê nói không cảm động thì là giả. Lâm Khôn, ông không phải đàn ông, sao ông có thể đối xử với con gái mình như vậy? Mạc Thiện Ni tính tình mạnh mẽ, lúc này rốt cục không kìm nổi chửi ầm lên. Lâm Khôn cười to vài tiếng, mắt lộ ra vẻ tà ác nhìn Mạc Thiện Ni. Cái đầu nha đầu thối này, ta sớm đã thấy ngươi không vừa mắt, đợi mọi việc xử lý xong xuôi, ta sẽ dạy dỗ ngươi cẩn thận. Trước kia bà lão đó nếu không che chở cho ngươi, ta đã ném ngươi lên giường vài trăm lần rồi. Ngươi nghĩ ngươi là cái gì? chỉ là một con chó cái lâm ra nuôi thôi. Đồ vô sỉ, đê tiện, hạ lưu. Mạc Thiện Ni khuôn mặt tức giận đỏ bừng lên, giấy ruộng, muốn thoát thân, nhưng cách chó chuyên nghiệp khiến cố gắng của cô đều là vô ích. Dương thần thấy ánh mắt áy náy của Lâm Nhược Khê nhìn mình, lại thấy nữ thủ trưởng xấu tính Mạc Thiện Ni dũng cảm phản kháng, trong lòng không khỏi có cảm nhận tốt đẹp về hai người phụ nữ này. Một người làm rõ sai trái, biết cảm ơn, một người lại dũng cảm không sợ cường quyền. Đáng tiếc, trong dòng sông lịch sử nhân loại, phụ nữ luôn sắm vai nhân vật yếu đuối, trên thế giới sinh ra chủ nghĩa nữ quyền, chính là bởi vì phụ nữ không được đãi ngộ bình đẳng, mà nguyên nhân trực tiếp nhất là phụ nữ thật sự không thể chống lại đàn ông. Tình huống trước mắt là như vậy, hai người phụ nữ bất luận trên thương trường có hào quang rực rỡ thế nào, bất luận đã đánh bại bao nhiêu đàn ông, nhưng khi gặp thủ đoạn nguyên thủy, thô tục nhất này, họ ngoài việc đấu võ mồm ra cũng chẳng thể làm gì được có lẽ đây là một trong những điều kiện để nhân loại sản sinh ra hậu thế. Nếu như phụ nữ cũng cường tráng, khỏe mạnh như đàn ông, vậy thì đàn ông làm thế nào? Người đàn ông cường tráng họ long hình như không hiểu tiếng chung, không để ý nhiều đến cuộc cãi nhau của Lâm Khôn và hai cô gái, gã nhìn Dương Thần, thấy Dương Thần không hề sợ hãi, lại có chút tán thưởng bước lên, nói bằng tiếng Anh. Tuy anh sắp xuống địa ngục, nhưng anh cũng là người dũng cảm, tôi sẽ cho anh được toàn thây dương thần mỉm cười kỳ quái có phần thích thú đánh giá gã đàn ông kia mở miệng nói một câu khiến lâm khôn và hai cô gái nghe không hiểu anh họ long tên là gì gã đàn ông to lớn giật mình nhíu mày dùng ngôn ngữ y hệt nói mày biết nói tiếng việt nam à long toản hoàng là gì của anh dương thần tiếp tục cười hỏi nếu như dương thần biết nói tiếng việt làm cho gã kia ngạc nhiên thì đến khi hắn tiếp tục dùng tiếng Việt nói ra cái tên, Long Toản Hoàng, gã kia dường như bị chấn động. Mày rốt cuộc là ai? Gã đàn ông sắc mặt nghiêm trọng hỏi, chương 70, đừng sùng bái ta quá. Vì nói tiếng Việt Nam thì chỉ có người Việt ở đó mới nghe hiểu được, nên Dương Thần cũng không cần kiêng rẻ nói. Tìm chỗ nào bí mật chút, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Ánh mắt tên kia bỗng lóe lên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ra vẻ như chờ Dương Thần dẫn đường. Lâm Khôn như thể lạc vào sương mù, vội vàng hỏi. Long tiên sinh, vậy là sao? Tôi mới là khách hàng, cuối cùng là thế nào vậy? Tại sao anh không ra tay bắt người? Tôi đã trả tiền rồi mà. Đừng quấy giày ta. Người đàn ông họ Long đưa tay lên, trong nháy mắt họng súng đã chĩa về phía Lâm Khôn, ánh mắt âm u sâu thẳm, cất giọng lạnh lẽo. Chúng ta đồng ý cho người thuê, còn làm như thế nào là quyền của chúng ta? Lâm Khôn bị dọa cho sợ đến ngồi thụp xuống, run rẩy không dám nói câu gì nữa. Dương thần cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Khôn, dẫn người đàn ông đến một góc khác, khi đã chắc chắn những người ở gần đều không nhìn thấy rõ tình hình bên trong mới quay người hỏi bằng tiếng Việt. Tại sao giao xa lại đến hoa hạ, lẽ nào các người không sợ, viêm hoàng thiết lữ, hay sao? Nghe đến, giao xa, viêm hoàng thiết lữ, đồng tử của người thanh niên co rúm lại, khẩu súng trong tay liền nhắm ngay đầu dương thần, giọng khàn khàn hỏi. Ngươi rốt cục là ai? Vì sao biết chúng ta? Viêm hoàng thiết lữ có quan hệ gì đến ngươi? Dương thần lắc đầu cười khổ. Nếu ta là người của viêm hoàng thiết lữ, bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây sao? Vậy ngươi là ai? Người đàn ông không dám thả lỏng, người trước mặt gây cho gã một áp lực rất kỳ dị, càng nhìn hắn gã càng có cảm giác khác lạ. Dương thần ngẫm nghĩ một chút, hơi do dự rồi cho tay vào túi áo túi áo bé tí đương nhiên chẳng thể đựng được vũ khí, nên gã kia cũng không vì sợ bị uy hiếp mà nổ súng, chỉ là gã đang chờ đợi xem Dương Thần sẽ lấy ra cái gì. Biết vật này không? Dương Thần lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, loại nhẫn thường hay dùng trong hôn lễ. Chiếc nhẫn nhìn qua là nhẫn bạch kim, nhưng vì đã lâu nên có vẻ không sáng lắm, chẳng có bất kỳ một viên đá quý nào đính lên, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn kim loại. Có điều hoa văn trên mặt chiếc nhẫn như ngọc sáng bóng, chạm khắc kỳ lạ phức tạp khiến cho người ta hoa hết mắt. Lúc mới nhìn qua chiếc nhẫn gã kia chỉ có cảm giác hơi quen quen, nhưng khi gã nhìn thấy ký tự la tinh khắc trên mặt nhẫn thì lập tức co rúm người lại, cảm giác như không thể thở được nữa. Gã đã từng đọc qua tài liệu về chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn mà theo các bang phái truyền tai nhau thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là cả đời này bọn họ không thể nhìn thấy chiếc nhẫn này thì bọn họ vẫn phải cố gắng nhớ, đặc biệt là ký tự Latin khác trên mặt nhẫn, đây là ký tự Latin cổ từ thời đế chế La Mã, là loại ngôn ngữ từ lâu đã biến mất trong thế giới này. Nhưng trong dòng chữ thần bí ấy, có một từ đơn giản, cũng có thể là một cái tên mà có lẽ bọn họ suốt đời không bao giờ dám quên. Bởi vì chiếc nhẫn có khắc từ ấy, không phải ai cũng có thể giữ được nó. Trong một vài lĩnh vực nhất định nó có thể đạt được đến sự tượng trưng cho mức quyền lực tối cao, cũng là đức tin mà trong sâu thẳm linh hồn bọn họ luôn tôn sùng dương thần nhìn thấy vẻ kinh hãi của người đàn ông họ long kia biết rằng ông ta đã hiểu rõ lại cho chiếc nhẫn vào túi áo như cũ ai mà lại tin được một vật khiến cả thế giới thất điên bát đảo kia hằng ngày chỉ nằm yên trong túi quần nào đó của một người đàn ông được rồi đừng có làm cái vẻ mặt này nữa tôi không tin nhóm giao xa của tôi toàn là những tên ngốc dương thần thân thiện vỗ vỗ đôi vai vạm vỡ của người đàn ông toàn thân người đàn ông run lên vừa mới lấy lại tinh thần nhìn thấy ánh nhìn đầy thiện ý của Dương Thần nhưng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng như trời rét tháng chạp, lạnh như thời tiết ở hai đỉnh cực, nghĩ về những sự tích liên quan đến người đàn ông đó. Mồ hôi cứ vã ra như tắm chảy ròng ròng, đôi chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, thậm chí còn sấp mặt xuống nền xi măng. Thuộc, thuộc hạ Long Toản Y, bái kiến đại vương. Long Toản Y cất giọng run run đầy thành kính. Dương Thần nhíu mày. Anh tên Long Toản Y, như thế thì Long Toản Hoàng là anh trai của anh sao? Đúng thế, thưa đại vương. Long Toản Y vẫn giữ tư thế phục phục, không dám ngẩng đâu, cung kính trả lời câu hỏi. Dương thần chỉ đành biết than thở. Anh đứng lên đi, đây là nước hoa hạ, không phải ở trong vương quốc của ta, anh không cần phải hành lễ nhiều như thế. Long Toản Y thấy Dương thần hình như không hề có ý trách cứ, cẩn thận bò dậy, lùi lại ba bước rồi mới dám đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn Dương Thần đã hoàn toàn thay đổi, một cặp mắt hung giữ lại ngập tràn sự sùng kính tôn thờ đến điên cuồng. Hắn là người đó thật sao? Một người vẫn tồn tại mà huynh trưởng nói luôn tôn thờ, không ngờ thật sự lại đang xuất hiện trước mắt mình. Đúng rồi. Dương Thần đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nói. Tôi không thích ngôi xương hô đại vương đâu, nếu anh không ngại đổi ngôi xương hô, thì anh cứ gọi tên tôi là được rồi. Vâng, Dương Thần Đại Nhân. Long Toàn Y tự hào gọi lớn, dường như đối với anh ta được gọi cái tên kia là một điều vô cùng vinh dự thấy long toản y đã rõ thân phận thật của mình dương thần cũng không nói nhiều lời nữa hỏi trực tiếp anh ta tại sao hội giao xa lại xuất hiện ở đây cho dù tôi chưa từng ra lệnh không được vào nước hoa hạ nhưng anh trai long toản hoàng của anh nổi tiếng là người cẩn thận chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng mắc sai lầm này long toản y cung kính trả lời bẩm đại nhân phạm vi hoạt động của giao xã hội chúng ta chỉ hạn chế trong một vài vùng biển hoặc xung quanh hoa hạ, làm công việc vận tải, không hề khiến cho viêm hoàng thiết lữ quá chú ý. Lần này đồng ý để Lâm Khôn thuê, cũng chỉ vì công việc mà anh ta làm, phạm vi hoạt động nhỏ, không mấy nguy hiểm, nên sau khi suy xét, chúng tôi đã nhận nhiệm vụ. Ông ta đủ tiền thuê các anh sao? Dương Thần Hiếu kỳ hỏi. Nghe nói tiền mà ông ta có được là do bán số cổ phiếu mà ông ta nắm giữ, Long Toản Y đáp: "Vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này." Vừa nói xong từ "nhiệm vụ đơn giản" thì Long Toản Y liền cảm thấy không đúng, nhiệm vụ này sao có thể lại đơn giản được? Người mà anh ta phải đối phó chính là người đàn ông đang ở trước mặt mình. Long Toản Y lập tức muốn thay đổi lời vừa mới nói ra, không biết nên nói như thế nào, chỉ biết lúng túng không nói nên lời, vẻ mặt bối rối. Tất nhiên Dương Thần không để ý đến điều đó. Trong lòng đang nghĩ về việc Lâm Khôn đột nhiên bán hết chỗ cổ phiếu ít ỏi của mình trong Quốc tế Ngọc Lôi, mới có tiền thuê quân thì không khỏi buồn cười, hắn ta còn cố sống cố chết đối phó với người của ta, nhưng lại là thủ hạ của ta thì thật chẳng khác nào gậy ông lại đập lưng ông. "Long toàn y, anh dẫn theo mấy người anh em đi đi, việc này tôi sẽ giải quyết nốt." Dương Thần nói. "Đại nhân, có cần chúng tôi ra tay giết Lâm Khôn không? Nếu như đại nhân đích thân ra tay thì sẽ chỉ làm bẩn tay đại nhân mà thôi." ánh mắt long toản y lộ vẻ hung dữ, trong lòng anh ta lúc này chỉ muốn đánh lâm khôn tơi tả. Tên ngu ngốc này, suýt chút nữa thì biến ta thành trò cười để cho lũ lính đánh thuê tấn công rồi. Muốn đưa thần chết xuống âm ti, là trò đùa hay sao? Âm ti là nơi để các người yên nghỉ mới phải đấy. Dương thần lắc đầu, anh đi trói lâm khôn lại, đánh ngất rồi ném vào một góc, xong rồi thì anh có thể đi, việc còn lại tôi sẽ xử lý. Các anh chờ đợi ở đây càng lâu, thì càng dễ khiến viêm hoàng thiết lữ tức giận. Tuân lệnh, thưa đại nhân. Long toàn Y không nói thêm gì nữa, phục tùng chính là bản năng của anh ta, huống hồ lại là mệnh lệnh của thủ lĩnh cao nhất. Lâm Khôn đang bị lâm vào cảnh sứt đầu mẻ chán ngay trên chính đất của mình, gã vô cùng tức giận, lũ ngốc đánh thuê thiên sát, ta đã tốn tiền để trả cho các ngươi mà còn dí họng súng vào đầu chủ nhân, nếu không cầu xin bọn chúng thì dù ta có đánh cũng đánh không lại bọn chúng, chỉ hận không thể chém cho bọn chúng mấy đao lúc này nhìn thấy long toản y bước tới mặt không chút biểu cảm thì liền đổi nét mặt tươi cười nói anh long bắt được cái thằng chết tiệt đấy chưa long toản y không đáp nói bằng tiếng việt với mấy tên thủ hạ vài câu hai tên thủ hạ gật đầu nghiêm túc vài tên xông lên cầm dây thừng trói lâm khôn lại trong mắt mấy người đó chút sức lực yếu ớt của lâm khôn không hề có khả năng kháng cự khi đã trói lâm khôn lại thành một rúm thì thẳng tay ném gã xuống đất sự ngu ngốc của mày đã khiến mày bị rơi vào lò lửa âm ti rồi. Lâm Toản y tiến về phía trước, nói câu này bằng tiếng Anh, rồi lại đá cho Lâm Khôn một cước bất tỉnh nhân sự. Xử lý xong, Long Toản y huyết sáo, trong nháy mắt hơn 10 tên lính đánh thuê đeo súng đạn thật từ kho hàng khắp tứ phía nhanh chóng xuất hiện, chào nghiêm chỉnh theo nghi thức quân đội. Long Toản y ra lệnh, tất cả đều nhất loạt hô vang khẩu hiệu có điều chỉ có bọn họ mới hiểu được khẩu hiệu đó có nghĩa là gì. Ngay sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của lâm nhược khê và mạc thiện ni những gã đàn ông vừa mới bắt cóc các cô rời khỏi kho hàng nhanh như gió trong thoáng chốc đã chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa vào ngay lúc các cô không hiểu chuyện gì thì dương thần xuất hiện nhẹ nhàng như lúc biến mất nụ cười trên môi còn biểu lộ đôi chút đắc ý dương thần tất cả chuyện này là như thế nào mạc thiện ni không thể kìm được câu hỏi này vừa mới đây còn ở trong tình cảnh tuyệt vọng sao bỗng nhiên lại thay đổi hết thế này Tôi nói này Mạc Tiểu Thư, cứ để tôi tháo dây chói cho các cô rồi tôi sẽ từ từ kể cho, cô không sợ đau, nhưng tôi lại sợ vợ tôi bị thương mất. Dương thần xót xa nhìn Lâm Nhược Khê, đôi tay thành thạo lần dở những vòng dây chói. Lâm Nhược Khê nhìn Dương thần bằng ánh mắt có phần quái dị, nói nhỏ. Anh còn làm nhanh hơn mấy tên buộc dây chói đấy. Dương thần ngạc nhiên, cười bối rối, trong lòng hiểu đó là điều tất nhiên, đây là nghề của anh mà. Tháo xong dây chói, Lâm Nhược Khê đứng dậy, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt pha chút kỳ lạ, dù sao những điều vừa xảy ra trước mắt thật thần kỳ, người này sao có thể làm được việc như thế chứ? Tôi biết hai người đang có nhiều nghi vấn lắm, nhưng có phiền phức thì cứ lên xe trước đã, tôi đưa hai cô tới bệnh viện, rồi tôi sẽ từ từ kể lại cho hai người. Dương Thần nói. Vậy còn ông ta? Lâm Nhược Khê cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn mặt đất hoa lên. Dương Thần nói thành thật cô có chắc là mình cần một tấm lòng đồng cảm không? Lâm Nhược Khê ngẩn người nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì lộ ra một vẻ hoàn toàn thản nhiên lắc đầu nói. Đi thôi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 71, chiều này hơi độc. Ba người nhanh chóng lên xe của Dương Thần quay lại bệnh viện, Dương Thần còn gọi điện cho Vú Vương để bà yên tâm. Bà Vương mừng rỡ đến phát khóc và nói muốn đến thăm tiểu thư ngay ngồi trong xe, Mạc Kiện Ni không ngừng hỏi Dương Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Nhược Khê với tính cách trầm lặng, tuy với nét mặt không quan tâm lắm, nhưng rõ ràng là đang rất tò mò, không ngừng liếc nhìn Dương Thần. Nói thật, cảm giác của cô bây giờ đối ông chồng của cô đã dần dần thay đổi từ khinh ghét, coi thường đến có vài phần thiện cảm, đặc biệt là những biểu hiện bất ngờ gần đây, đã làm cho Lâm Nhược Khê từ bé đến giờ mới là lần đầu tiên muốn đi tìm hiểu đối phương là con người như thế nào nhưng nếu nói là kiểu người cô ấy thích thì vẫn còn kém xa với cái kiểu sống không có chí tiến thủ thì càng làm cho một con người chăm chỉ như lâm nhược khê coi thường dương thần không muốn phiền phức với sự tra hỏi của mạc thiện nhi liền bịa ra một một lý do hắn chỉ nói trên đường đến đây hắn đã gọi cho đội đặc nhiệm đồn trú ở trung hải để dọa bọn tội phạm nếu chúng không nhanh chóng chạy trốn thì sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở chỗ lâm khôn lừa bọn chúng rằng ở đây không có cảnh sát đặc nhiệm nên ông ta mới là người xấu Cuối cùng, đối phương đã nhận tiền rồi nên chọn cách rút lui, cũng chẳng thèm để ý đến ba người bọn họ. Nói như vậy đến lừa đứa trẻ ba tuổi cũng không xong, nhưng Dương Thần vẫn cố tình làm vậy, cuối cùng Mạc Thiện Ni cũng chẳng làm gì được, ngồi trong xe thở dài, không thèm để ý đến Dương Thần. Trên thực tế, nếu không phải nghĩ đến Dương Thần bất chấp sự an nguy của bản thân, đáp ứng yêu cầu của lũ người đó, dựa vào một mình hắn đi cứu mấy người họ, bọn họ cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Dương Thần, nhất định sẽ làm cho ra nhẽ. Lâm Nhược Khê không hỏi gì khác, đột nhiên chen ngang hỏi Dương Thần một câu. Vừa nãy anh dùng tiếng gì nói chuyện với người đó vậy? À, tiếng Việt Nam. Dương Thần biết cái này không thể giấu được. Mạc Thiện Ni không kìm nổi, ném ánh mắt kỳ quái về phía Dương Thần. Anh biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật, giờ lại biết cả tiếng Việt Nam sao? Có gì lạ sao? thật ra anh còn biết cả tiếng Thái Lan nữa, hai thứ tiếng này rất giống nhau. Dương thần nhìn ánh mắt của Mạc Thiên Ni, hơi chút chờ chẽn hiểu nó thành sự ngưỡng mộ của cô ta, trả lời có phần đắc ý. Lâm Nhược Khê nhúc nhích thân người, nếu chỉ nói đến ngôn ngữ, thì cái anh chàng này quả thực là một thiên tài, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng liền hỏi. Tại sao anh lại học tiếng Việt Nam? Dương thần nhếch miệng cười. Thích thì học được thôi. Chấm chấm, sau khi đưa Lâm Nhược Khê về bệnh viện nằm viện xong, Dương Thần cũng không ở lại lâu, những việc còn lại giao cho Mạc Hiện Ni và Vú Vương lo liệu. May mắn là không có ai báo cảnh sát, tránh được bao rắc rối. Dương Thần vừa rời khỏi bệnh viện, liền gọi một cuộc điện thoại, điện thoại vừa kêu đã có người nghe, đầu bên kia đầy những âm thanh hỗn tạp nhưng rất quen tai. Ngài Dương, người mà ngài muốn bắt đã được giải về rồi, đợi ngài đến đích thân xử lý. Là ở Trần Công, ô không, bây giờ đổi tên là Trương Công Quán rồi, đúng không? Dương thần vừa cười vừa nói. Trương Hổ ở đầu bên kia cười hà hà và trả lời. Nhờ cả vào ngài Dương và cô Sắc Phi đứng đằng sau giúp đỡ, nếu không thì Trương Hổ tôi làm gì có ngày hôm nay? Dương thần không khách khí nói. Trương Hổ giờ ta qua chỗ ngươi, trước khi ta đến, ngươi có thể bắt đầu cho thằng mọi con đấy nếm ít mùi đau khổ, nhưng nhớ rõ, không được để gã chết. Còn cái khác tùy ngươi, ta cần gã, làm cho gã không thể gây phiền phức cho người khác được nữa. Vâng, Ngài Dương, việc này Ngài cứ yên tâm giao cho tôi. Trong giọng nói của Trương Hổ lộ ra vẻ thâm độc. Vừa dập điện thoại, Dương Thần liền chậm rãi lái xe đến Trương Công Quán, đây cũng là cách cho Trương Hổ chút ít thời gian dạy dỗ Lâm Khôn. Nếu theo ý của Dương Thần, thì lấy luôn mạng của Lâm không. Nhưng vì đã quyết định rửa tay gác kiếm quay trở về cuộc sống đời thường, thì lấy mạng của chính bố vợ mình, có nói kiểu gì cũng không phải đạo, hơn nữa, tuy Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn thất vọng về cha của mình, nhưng nếu cô ấy biết Dương Thần giết cha của mình, có lẽ cả đời này cô ấy sẽ khó mà tha thứ cho hắn. Tình cảm của con người là không thể phủ nhận, giống như bản thân Dương Thần với Lâm Nhược Khê trước kia là hai người xa lạ, nhưng hiện giờ lại không thể không quan tâm đến nhau. Dương Thần tìm một chỗ rộng rãi để đỗ xe, sau đó lưỡng thững đi đến trương công quán, phải đi đến 30 phút mới tới nơi, bọn gác cửa vừa nhìn thấy Dương Thần liền cúi người cung kính chào. Dương thần nhìn thấy từ ánh mắt của bọn họ ánh lên vài phần sợ hãi, hồi tưởng về lúc bản thân mới bắt đầu lập nghiệp, cái ký ức đó cứ như ngày hôm qua ấy. Ngài Dương, cái giọng nói khàn khàn thân thuộc của Trương Hổ từ phía cửa lớn vọng lại, Dương thần nhìn thấy anh ta mang theo bốn, năm người vệ sĩ lực lưỡng đi về phía mình, trên mình mặc áo sơ mi màu trắng, tay đeo đồng hồ vàng. Trông cái con người cậu cần thô lỗ này cũng có vài nét của đại ca Giang Hồ. Xem ra dạo này sống thoải mái đó nhỉ dương thần nói một cách đầy bớn cợt trương hổ mặt đỏ bừng nói ha ha đó đều là do tài năng lãnh đạo của cô sắc phi chứ người thô lỗ như tôi và đám anh em toàn là loại vai u thịt bắp thì hiểu cái gì dương thần hỏi trương hổ một cách đầy nghi ngờ sắc phi với anh có quan hệ thân thiết ghê trương hổ sửng sốt liền mỉm cười trả lời tôi biết ngài dương đang lo lắng cái gì vài thằng nhãi của hội tây minh được cử theo dõi tôi đều bị tôi qua mặt tôi với cô sắc phi liên lạc trao đổi với nhau rất kín kẽ tối qua tôi cùng với hội trưởng tư đồ còn uống rượu với nhau ý của ông ấy có vẻ rất cảm ơn tôi vì đã thủ tiêu xong trần đức hải ồ tư đồ minh trạch không nghi ngờ gì chứ dương thần không tin đường đường là đại ca của các bang hội khu tây lại ngốc nghếch đến vậy trương hổ đầy hưng phấn nói cô sắc phi vài ngày này đang diễn trò rất hay người của hội hồng kinh và người của tôi giao đấu tranh giành địa bàn hy sinh vài thằng, cuối cùng địa bàn bị tôi đoạt được. Thực ra địa bàn đó đều được tôi và cô Sắc Phi bàn tính sẵn, đánh nhau chỉ qua chỉ là tung hỏa mù thôi. Sau khi chấp nhận hy sinh vài thằng nhãi nhép, Từ Đồ Minh đã chính thức để tôi tham gia vào các cuộc họp của các đại ca trong hội Tây Minh. Người không được coi thường, vẫn chưa đến lúc kết thúc, chẳng ai biết kết quả như thế nào. Dương Thần nhận thấy sự tình không đơn giản như vậy, nên nhắc nhở vài câu. Trương Hổ gật đầu đồng ý nhưng khi nhìn vào ánh mắt Dương Thần, anh ta lại lại thấy đầy sự tự tin từ ánh mắt ấy, kể cả tư đồ minh không thực sự tin tưởng anh ta thì cũng có đáng kể gì. Có người đàn ông trước mặt này, chỉ cần trong lúc nước sôi lửa bỏng, xông vào hang cọp thủ tiêu ông ta, cái kiểu này cũng chẳng khác với lúc đơn thương độc mã hạ gục Trần Đức Hải là mấy. Dương Thần cơ bản cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Hổ, chỉ có điều không thèm nói, bản thân hắn tuy không sợ ra tay, nhưng nếu ra tay, sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối, hoặc không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng hiện tại không thể tiếp tục kéo dài đây cũng là lý do hàng ngày dương thần không tùy tiện ra tay là như vậy cái thằng cha lâm khôn ở đâu dương thần hỏi trương hổ mới nhớ đến cái ông già lâm khôn đáng thương đó chỉ tay về căn nhà kho phía xa ở đằng kia cô em tôi nghe nói đây là việc ngài dương muốn làm lên sung phong đi vào đó rồi em gái ngươi Dương thần mới nghĩ lại cái cô gái đáng thương tối hôm đó ngây ngô nói với hắn, sao không chạy trốn. Xem ra khi anh trai cô gái đó trở thành đại ca ở đây thì cuộc sống cũng trở lên thú vị hơn. Trương Hổ cười một cách đầy nham hiểm nói. Ngài Dương có lẽ không biết, cái cô em gái tôi còn lắm trò hơn cái thằng anh nó. Nó nghe thấy Ngài Dương nói chỉ cần không chết người, làm cái gì cũng được, lập tức xông vào cái căn phòng đó. Dương thần tin lời Trương Hổ nói, vì khi bản thân nhìn thấy Trương Anh bị trói chặt trên giường chịu đủ cho hành hạ của lũ người bất nhân đó, thì tâm lý bị ảnh hưởng là điều tất nhiên, cô ấy cũng sẽ dùng những trò tra tấn biến thái ấy áp dụng vào người khác. Trương Hổ dẫn lối cho Dương Thần đến cái căn phòng tối tăm đó, chưa bước vào, Dương Thần đã nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ căn phòng đó, tiếng la hét đó đích thị là của Lâm Khôn, nghe ra rất là đau khổ, ai oán. Trong căn phòng u ám đó không có mấy ánh sáng lọt vào, chỉ có mấy cái đèn tóc đỏ không thể chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn đó. Không khí nồng nặc mùi cháy khét, bốn bề vứt đầy đồ dùng gia đình phế thải và vài thứ giống như rèm cửa. Cảnh tượng hiện ra lúc Dương Thần bước vào phòng, đừng nói đến bản thân hắn, mà người đi cùng hắn Trương Hổ cũng toàn thân nổi da gà. Chỉ nhìn thấy khoảng nền đất nhỏ toàn bộ quần áo hàng hiệu của Lâm không bị lột bỏ, đến cái quần cũng không biết bị vứt ở phương nào, cuộc sống ăn chơi đã cho hắn ta một thân hình béo trắng, ụp ịch hai tay của hắn ta bị trói chặt sau phía cây cột, không thể động đậy, đôi chân bị trói chặt với nhau, chỉ có thể co lên co lên duỗi xuống. Nếu chỉ nhìn thấy cảnh này, thì mọi người sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, nhưng ở đằng sau lại có một chàng thanh niên gầy gò và cũng để trần toàn thân, ôm chặt lấy eo của lâm không, và đang thực hiện một số động tác mà nam giới không nên làm với nam giới, thở hồn hền, phát ra tiếng rên khản đặc. Lâm khôn cuối cùng lại bị người con trai đó hãm hiếp, chẳng trách ông ta không ngừng gào thét như một thằng điên, trước giờ chỉ biết trêu đùa người khác, giờ đây lại bị người khác bấn cợt, thật là không dễ chịu gì. Dương Thần khi còn ở nước ngoài cũng đã gặp cảnh tượng này không ít, nhưng Dương Thần chưa từng thấy đôi nào xấu như đôi này, mà trước mặt hắn lại diễn sống động như thế này. Ngài Dương, thế nào, chiêu này của tôi được không? Trương Anh, chiêu này hơi bị độc đấy." Trương Anh e hèm đáp, "Dám động đến ngài Dương?" Thế này là còn nhẹ chán, nếu không phải không được giết ông ta thì tôi còn nhiều trò độc hơn. Dương Thần cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ Hồ Ly Tinh này, đành cười trừ, nhưng đột nhiên hắn thấy, người thanh niên còn lại sao thấy quen mặt quá. Chương 72, người chồng vĩ đại. Người đó là Trần Phong. Dương Thần cuối cùng cũng nhận ra cái anh chàng tội nghiệp đó là ai, không ở đó lại là anh ta. Trần Phong bây giờ với lần cuối cùng Dương Thần gặp anh ta quả thật có thể gọi là khác nhau một trời một vực. Vốn dĩ có đôi mặt dài, gầy, tóc xoăn tít, hai má hóp, toàn thân chỗ nào cũng thấy hình xăm. Càng làm người khác không thể nhận ra là Trần Phong với nét mặt dở dở điên điên, ngờ nghịch, nếu nói đó là người thì thà nói là giống động vật không lý trí mang dáng vẻ con người còn hơn. Trước kia là công tử nhà họ Trần, nay thân tàn ma dại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật là ông trời muốn trêu ngươi. Tuy nhiên Dương Thần không có ý thương hại hắn ta, nếu có quả báo, thì Trần Phong ra nông nỗi này cũng là quả báo trước kia hắn ta hay bắt nạt chèn ép người khác. Trương Anh nhìn Trần Phong với con mắt đầy thù hận, chính hắn ta đã hại đời cô, cô chẳng có lý do gì mà không căm ghét hắn ta cả. Đúng vậy, nhưng hắn ta bây giờ không còn là Trần Phong nữa, hắn ta chỉ là một con chó mà tôi nuôi mà thôi. Trương Anh nói xong, đột nhiên kéo sợi dây thừng trong tay một cái. Trần Phong vừa đang hưng phấn với Lâm Khôn, đột nhiên khàn khàn hét và bị kéo ngã xuống sàn nhà, sau đó giống như một con chó nhanh chóng bỏ về cạnh gót chân của Trương Anh, thẻ lưỡi liếm ngón chân của cô ấy bị thỏ ra ngoài khi đeo dép. Lúc này Dương Thần mới chú ý, trên cổ Trần Phong bị quấn một chiếc vòng cổ dành cho vật nuôi, dây thừng bị Trương Anh cầm trong tay. Mọi hành động của Trần Phong không còn lý trí, rõ ràng là phải chịu đựng quá nhiều hành hạ dẫn đến dở dở điên điên mỗi lần nhìn thấy thằng xúc sinh này là tôi muốn rút súng bắn vỡ sọ nó ra nhưng em gái tôi không cho trương hổ nói một cách giận dữ xiết hắn ta thì dễ dàng cho hắn ta quá em muốn hành hạ hắn ta ngày xưa hắn ta hành hạ em bây giờ em muốn có thằng đàn ông khác hành hạ hắn ta mỗi buổi tối em đều cho phép những anh chị em ngày xưa bị hắn ta bắt nạt hành hạ hắn ta đợi đến lúc mọi người chán hắn ta rồi lúc đó giết hắn ta vẫn chưa muộn trương anh hỏi một cách rất tự nhiên ngài dương có còn muốn con chó của em đi phục vụ lão già kia nữa không dương thần nhìn lâm khôn đau đến nỗi ngất đi mặt không biểu cảm nói mọi người tự lo liệu vẫn là câu nói đó chỉ cần không chết còn cái khác không thành vấn đề nói xong dương thần xoay người rời khỏi căn phòng đó hắn không còn tâm trạng để nhìn lại những gì đang xảy ra trong căn phòng đó cho dù là lâm khôn hay trần phong cái kết của chúng như thế nào đã không còn quan trọng với hắn nữa rồi nhưng mọi việc trên thế gian này không bao giờ ngờ được đúng lúc dương thần lái xe quay lại bệnh viện thì nhận được điện thoại của trương hổ thông báo cho anh ta một tin mà khi nghe xong anh ta đờ người ra lâm khôn phát điên rồi lâm khôn tuy rất nhiều lần bị hãm hại trả thù không thành bị vứt vào thùng rác bị bọn lính đánh thuê bắt cóc, việc không thành lại còn hại đến thân. Ngoài ra còn phải đền cả cổ phần của quốc tế Ngọc Lôi, đối với người chẳng còn gì như Lâm Khôn bất mãn với đời, này lại bị cái thằng xúc sinh Trần Phong lấy đi nốt cái lòng tự tôn của thằng con trai. Vốn là con cháu nhà quyền quý, tự do tự tại cả nửa đời người, nay lại có kết cục bi thảm như vậy. Phát điên có lẽ đối với Lâm Khôn mà nói lại là một kiểu giải thoát. Dương thần chỉ ra lệnh cho Trương Hổ đưa Lâm Khôn vào viện tâm thần Trung Hải, còn các việc khác, Trương Hổ biết phải làm gì. Đúng lúc Dương Thần đang thương cảm vì việc Lâm Khôn phát điên, thì bỗng nhiên có điện thoại của Mạc Thiện Ni gọi đến, cái cô xếp nữ xinh đẹp này từ trước đến này thường không nể nang Dương Thần, kể cả lần này anh ta cứu cô ấy, nhưng cô ta vẫn tỏ thái độ cứ như Dương Thần đang nợ tiền cô ta vậy, làm cho Dương Thần cũng chẳng biết làm gì hơn. Này, người đẹp mà có gì giận dò? Dương Thần thều thào nói. Ở đầu bên kia, Mạc Nhiên Ni có chút tức giận. Làm sao, nghe giọng của anh, nghe vẻ nói chuyện với tôi rất tủi thân lắm hay sao? Không tủi thân, được sủng ái quá nên sợ, cái người đẹp này đang yên đang lành thì lại thích gây sự. Ở đầu bên kia Mạc Thiên Ni nấc lên một tiếng. Tôi nói cho anh biết, hôm nay bổn tiểu thư này muốn mời anh ăn tối, đừng có nghĩ người tâm địa người khác xấu. Dương Thần rất hoài nghi, hỏi một cách đầy cảnh giác. Cô Mạc không phải muốn tôi đi đòi nợ ở chỗ nào đó mà có ăn tối đó chứ? dương thần ngươi chết đi bồn tiểu thư tỏ lòng nhân từ muốn mời anh đi ăn tối vì anh đã cứu ta anh nghĩ ta là loại con gái thích gây sự không biết nghĩ sao thì vốn dĩ là vậy dương thần nghĩ trong bụng nhưng lại bị mắc ở miệng dù sao cũng chẳng có lý do gì để từ chối bụng anh ta cũng đang cồn cào vậy anh đến bãi đỗ xe công ty tôi lái xe đưa anh đi mạc thiện ni nói xong liền cúp điện thoại bụng dương thần đang đói cồn cào nhấn chân ga tăng tốc độ chẳng mấy chốc là đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm quốc tế Ngọc Lôi. Bây giờ là giờ tan ca, chẳng còn mấy xe ở trong bãi đỗ nữa. Chiếc Audi A4 màu đỏ của Mạc Thiện Ni cực kỳ nổi bật đỗ ở một góc khuất, chủ nhân của chiếc xe đó đang chăm chú nhìn đồng hồ đợi dương thần. Mạc Thiện Ni đã thay đổi quần áo, với váy ren hoa văn màu đen, ôm vừa cái eo thon nhỏ, bờ vai thẳng tắp, đôi chân dài trắng nõn nà, chân đi đôi giày cao gót đính thủy tinh óng ả, mái tóc buông sóng rất hợp với vóc dáng khuôn mặt có thoa ít phấn trang điểm càng lộ rõ vẻ cuốn hút, gợi cảm, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người phương Đông. Nếu không hiểu rõ những thủ đoạn của người đẹp này, chắc Dương Thần cũng giống như những người con trai khác, bị hút hồn bởi vẻ quyến rũ của Mạc Nhiên Ni. Lên xe, Mạc Thiện Nhi không nói nhiều, nhìn thấy Dương Thần đi tới, liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Đợi Dương Thần ngồi vào trong xe xong, Mạc Thiên Ni mở nhạc, chiếc iPod nhỏ nhắn kết nối với bộ khuếch tàn ox, âm thanh du dương của bài hát mộng tỉnh thời gian đang lan tỏa trong xe. Mạc Thiện Ni cũng không chủ động nói chuyện với Dương Thần, tập trung lái xe. Sau khi xe chạy lên đường cao tốc, Dương Thần bất giác phát hiện trong iPod của Mạc Thiên Ni toàn là những bản tình ca bất hủ nổi tiếng, thậm chí là một số bản nhạc nổi tiếng của nhóm rock The Beatle. Xem ra cô cũng rất hoài niệm. Dương Thần vô tình nói. Không ngờ một người con gái thành phố lại có khiếu thưởng thức đến vậy mạc thiện ni liếc dương thần một cái và nói cái mới thường dễ bị lãng quên nhưng những thứ không bị lãng quên thì đáng để hoài niệm nói xong liền ngập ngừng một lát rồi lại nói với kẻ thô lỗ như anh thì có nói anh cũng chẳng hiểu tôi hiểu dương thần rất thành thật nói hai năm trước tôi thấy ở hollywood jessica alba rất xinh đẹp lại vừa quyến rũ nhưng đến lúc cô ấy có thai thì tôi mới phát hiện cái cô marilyn monroe chết cách đấy rất lâu rồi càng có sức hấp dẫn hơn. Mạc Thiện Ni suýt chút nữa thì nghẹn sặc, nếu không phải vì chân đang bận đạp chân ga, thì cô đã đạp Dương Thần một cái bay ra khỏi xe. Không gian đột nhiên trở lên yên lặng, trong xe chỉ có âm thanh của nhạc rock in lần tạo lên những tiết tấu thoải mái. Khi xe dừng hẳn, Mạc Thiện Ni mới nói, Đến rồi, xuống xe. Dương Thần thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ bản thân có phải đang hoa mắt, rồi chỉ tay về phía bảng hiệu trang trí đầy ánh đèn và nói: "Cô chắc đây là chỗ chúng ta ăn tối?" "Không được sao?" Mạc Hiện ni nét mặt hầm hầm nói. Dương Thần lắc đầu nói: "Tôi chỉ lấy làm lạ là làm sao cô lại đến chỗ này ăn tối, tôi cứ nghĩ cô sẽ đưa tôi đến chỗ nào sang trọng lịch sự, ví dụ như nhà hàng Pháp chẳng hạn, như vậy sẽ xứng đáng với thân phận của cô hơn." "Tôi thích ăn ở quán cóc và còn thích ăn đồ ăn vỉa hè nữa cơ, thật không may là anh đoán nhầm rồi." Mạc Thiện Ni chừng mắt nhìn Dương Thần và nói. Xuống xe, quán cóc thì quán cóc, Dương Thần tất nhiên là không quan trọng, chỉ cần có người trả tiền là được, vì anh ta không mang theo tiền. Dọc theo con đường cạnh bờ sông ở khu ngoại ô Trung Hải, buôn bán theo hình thức quán cóc cực kỳ phát triển và đầy tiềm năng. Trải dài hết tầm mắt là đủ các loại dù bạt dùng đủ loại kích cột tre hoặc gậy sắt to nhỏ đỡ lấy. Ánh đèn đầy màu sắc của biển hiệu làm hiện rõ tên của cái quán này lên, phía bên ngoài người qua lại không ngớt, Thứ làm cho Dương Thần cảm thấy bất ngờ là đại đa số khách đến khu vực Trung Hải này lại là tầng lớp nhân viên văn phòng. Rất nhiều còn mặc cả đồng phục vest công sở đến, có những người vì sợ nóng lên cầm ca vát, áo vest trên tay, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Lúc này, gió từ ngoài bờ sông thổi vào phần nào làm dịu mát cái không khí nóng nực, do đó có phần dễ chịu hơn, làm cho không khí ở đây trở nên thoải mái hơn nhiều. Nhưng mùi vị của hoa quả và rau xanh tạo cho nơi này có nét thôn quê nổi bật, đó có thể là cái mà người ở thành phố đang tìm kiếm. Bất kể người đông đến thế nào, chỉ cần người đẹp mặc thiện ni mặc váy đen với hoa gen đi trong đám đông vẫn cứ thật nổi bật. Nếu không phải lúc hai con mắt chừng chừng nhìn người khác, thì mặc thiện ni quả thật là một cô gái đẹp mê hồn, tướng mạo đoan chính, quyến rũ, bước đi nhẹ nhàng, dáng người thắt đáy lưng ong, bờ vai thẳng tắp càng làm cho cô ta trở lên quyến rũ xinh đẹp. Dương thần đi cùng người con gái đẹp như vậy, không ít người con trai ném cho hắn ánh mắt ghen tị. Cô thường tới nơi này. Dương thần không biết rằng tại thành phố Trung Hải lại có một nơi như thế này, có cảm giác mới mẻ lên ngó trước nghiêng sau hỏi. Mạc Thiện Ni gật đầu. Lâu rồi không đến. Có nhiều quán thế này, biết chọn quán nào. Dương thần hoa mắt vì có quá nhiều quán ăn ở đây, tuy có phần giống nhau nhưng về trình độ nấu ăn xem ra cũng có phần khác biệt. Mạc Thiện Ni liếc mắt nhìn anh ta, nói cứ đi theo tôi là được rồi. Dương thần không nhiều lời, anh ta phát hiện từ lúc Mạc Thiện Ni đến nơi này, cô ta trở nên cực kỳ yên lặng, cũng không phải là không nói chuyện bình thường. Nét mặt như đang nghĩ về cái gì đó, hay đang tìm lại ký ức gì đó. Đi được khoảng 7-8 phút, Mạc Thiện Ni dẫn Dương Thần đến một quán gọi là Xuyên Hương, không cần hỏi thì cũng biết quán này có hương vị đặc biệt riêng. Trong quán chỉ có một người phụ nữ với mái đầu hoa dâm, thân hình bầu bính, nhìn thấy mạc thiện nhi liền chạy lại và nở một nụ cười thân thiện nói thiện nhi lâu rồi không đến nhớ cô quá trời mạc thiện nhi cũng nở một nụ cười ấm áp pha lẫn chân thành chạy lại ôm lấy người phụ nữ đó cũng chẳng thèm để ý đến khắp người bà ta toàn mùi dầu mỡ dì hương lâu nay bận không hôm nay còn dẫn bạn đến ăn cơm tiện thể có thời gian đến thăm gì mạc thiện nhi cầm tay dì hương và nói Dì Hương liếc nhìn Dương Thần lúc này đang đứng sau Mạc Thiên Nhi, và lộ một nụ cười đầy ẩn ý, với vẻ mặt làm ra vẻ đã biết rõ sự việc, rồi nói. Đây là bạn trai con hả, cái gì mà mời bạn ăn cơm không ăn cơm, có bạn trai rồi sao không nói với dì Hương một câu. Mạc Thiên Nhi mặt đỏ bừng, liền nhanh chóng xua tay phản đối. Không phải đâu dì Hương, anh ấy là chồng của bạn thân con, đồng thời cũng là đồng nghiệp, hôm nay anh ấy giúp đỡ con, nên con mới mời anh ấy ăn tối đấy. Thì ra là vậy. Dì Hương cười chứa thẹn, chào hỏi Dương Thần. Bạn của Thiện Nhi, đừng khách khí, mời ngồi, cậu lần đầu đến đây, để gì làm cái gì cho cậu ăn, không tính tiền. Dương Thần cảm ơn Dì Hương, và cùng Mạc Thiện Nhi tìm chỗ ngồi, sau đó Dì Hương mang trà đến 12 người uống, rồi đi vào bếp bắt đầu làm việc. Cô rất thân với bà chủ ở đây, họ hàng nhà cô. Dương Thần tò mò hỏi. Mạc Thiện Nhi uống ngụm trà rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, nói. Dì Hương là người cùng quê với tôi, vài năm trước khi tôi vừa đến Trung Hải, mọi thứ đều lạ, may mà có gì chăm sóc và giúp đỡ. Thì ra cô là người tứ xuyên. Dương thần có vẻ ngạc nhiên. Lần trước tại bệnh viện, cô nói cô quen nhược khê quen nhau được vài năm rồi, vậy năm 13-14 tuổi cô đã một mình đến Trung Hải rồi. Sao, có gì kỳ lạ sao? Mạc Thiên Ni hỏi ngược lại. Dương thần lắc đầu nói. Tôi chỉ là khâm phục, một cô bé 13-14 tuổi một mình đến một nơi rộng lớn như thế này, mà lại còn có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, mà nhưng bố mẹ cô đâu mà để cô một mình đến đây. Ánh mắt của Mạc Thiện Ni có chút gì đó u buồn, Lý Nhí nói. Nhà của tôi ở trên núi, rất nghèo, mỗi năm chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng bậc thang sống qua ngày. Ba tôi mất vì bệnh tật năm tôi 13 tuổi, thậm chí tôi đến lúc ba tôi mất, tôi vẫn không biết ông mất về bệnh gì, mẹ tôi một mình nuôi tôi quá vất vả, lên tái giá với một người đàn ông cùng thôn. Dương thần chẳng biết nói gì, không ngờ một cô gái xinh đẹp quyến rũ như Mạc Thiện Ni lại có một quá khứ buồn như vậy. Cô không đồng ý cho mẹ cô tái giá nên đã một mình bỏ đi. Im lặng một hồi lâu, rồi Dương thần mới hỏi. Không phải. Mạc Thiện Ni lấp liếm, lấy tay lau nước mắt. Nói tóm lại, là tôi có lý do đi khỏi nơi đó, hơn nữa ở đó chẳng có trường học, tôi không muốn lãng phí cả đời mình ở đó. Dương thần nhìn thấy đôi mắt của Mạc Thiện Ni hoen đỏ, ngân ngấn nước mắt. chương 73, tôi có thể ôm anh không? Sao, không nói được gì à? Có phải tự cảm thấy mình có lỗi không? Mạc Thiện Ni hỏi dồn dập Tôi không tranh cãi với cô, tùy cô nghĩ, huống hồ chuyện kết hôn không phải là ý muốn của tôi. Có một số việc không phải chỉ cần nói rằng ba câu là có thể rõ ràng. Dương thần cười thản nhiên. Mạc Hiện Ni lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn để anh bước vào đó mới nói với anh như vậy. Anh rõ ràng không ngu ngốc, thậm chí còn thông minh hơn rất nhiều so với những người khác. Anh biết nhiều ngoại ngữ như vậy thì có thể thấy ngay được là tại sao không thể làm tốt được việc đó. Giống như những người đàn ông trẻ tuổi khác đấu đá nhau tại nơi làm việc. Chẳng lẽ cả đời này anh cứ bám váy đàn bà như thế sao? Chỉ sợ nhược khê vạch áo anh cho người khác xem lưng thôi kiểu gì cũng có một ngày sẽ không cần anh nữa rồi lúc đó anh sẽ làm thế nào bám váy đàn bà cũng không sao dương thần gật đầu hàm ý tôi bây giờ không phải là đang lái xe của vợ sống ở nhà của vợ cảm thấy không tồi chút nào nếu như thật sự có một ngày cô ấy không cần tôi bên cạnh nữa thì tôi sẽ trở về bán thịt dê xiên nướng anh mạc thiện ni tức sôi máu mình tận tình khuyên bảo anh ta vậy mà anh ta lại coi đó là một điều hiển nhiên thở một hơi thật sâu, Mạc Thiện Ni mới có cảm giác ngực mình được lưu thông chút máu, nhưng khuôn mặt trước mắt cô càng nhìn càng không thể chấp nhận được. Cô liền chuyển hướng sang bên hương tẩu hô. Hương tẩu, cho tôi hai chai rượu trắng nữa, loại mạnh ý. Hương tẩu đích thân xuống bếp, nghe xong liền cười một tiếng. Rượu trắng, không phải là rượu cao lương sao? Dương thần không biết nhiều về cách hủ rượu truyền thống ở trong nước. Đúng vậy, không uống rượu, tôi sẽ bị một tên vô lại như anh làm cho tức chết. Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn Dương Thần. Khương Tẩu hiển nhiên biết Mạc Thiện Ni biết ăn cay, cũng biết uống rượu, vì thế bưng lên vài món ăn, bất luận là hải sản hay rau xanh đều cho thêm ớt vào. Hơn nữa hai chai rượu trắng không nhãn mát gì nhìn là biết rẻ, nhưng lại là rượu mạnh. Biết uống rượu không? Mạc Thiện Ni sau khi mở một chai, Dương mắt nhìn Dương Thần hỏi dương thần ngửi mùi hương rượu bay ra là đã cảm thấy hơi chóng mặt rượu tây anh đã uống qua nhiều rượu vang cũng thường xuyên uống nhưng thứ rượu cao lương cay nồng này thì anh rất ít khi đụng vào gặp phải dáng bộ ta đây biết uống của cô nàng xinh đẹp mạc thiện ni này anh đành cười một cách đau khổ nói tôi uống một chút thôi không quen đúng là không phải đàn ông mạc thiện ni cười khẩy rót một ít vào trong ly thủy tinh của dương thần hương tẩu chào mời khách nói vài câu với Mạc Thiện Ni thì lại bận ra ngoài tiếp khách, chỉ còn lại hai người ngồi ở một góc, ăn các món cay của Tứ Xuyên, uống rượu cao lương. Đêm đến, những ngọn đèn cạnh bờ sông quanh co khúc khuỷu. Trên bầu trời, ánh trăng sáng lung linh chiếu xuống mặt nước, những chùm sao tô điểm, mặt sông gợn sóng, giống như một giải ngân hà dưới trần gian. Gió lạnh phảng phất, những tiếng ồn ào náo động cũng không chói tai. Dương thần ăn vài món cay, nhấp chút rượu cho đỡ bỏng lưỡi, Dần dần cảm thấy quanh mình không khí náo nhiệt sôi nổi, mà trong lòng chính mình lại thấy thật dễ chịu khác thường, thế là như có một chút ưu tư. Đây chẳng phải là cuộc sống mà bản thân mình hướng tới hay sao? Có rượu, có thịt, có đủ các thể loại người qua lại xung quanh, có thể cảm nhận thấy gió đang thổi, bóng cây đang lắc lư, thấy tiếng nước chảy, thấy tiếng côn trùng kêu. Tất cả những thứ này đều hiện lên thật tuyệt đẹp, làm cho con người ta phải hướng tới. Hồi lâu, Dương Thần định thần lại, nhìn về phía Mạc Thiện Ni ngồi đối diện, không khỏi sửng sốt. Mạc Thiện Ni đã uống cạn một bình rượu trắng, ít cũng phải đến nửa lít, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên ửng hồng, làn da mịn màng dưới ánh sáng của ngọn đèn càng làm da cô hồng hào khác lạ, làm mê hoặc lòng người. Đôi mắt của người đẹp như mặt hồ đầy nước lóng lánh, lặng lặng nhìn thức ăn trên bàn, lại không động đến đũa, chỉ có một tay giữ lấy ly rượu, giống như là đang ngẩn người ra. Cũng đã khá nhiều rồi, cô trước kia đều uống nhiều như vậy sao? dương thần cảm thấy đối với một người phụ nữ uống hết nửa lít rượu trắng đã là quá nhiều rồi. mạc thiện ni vẻ mặt ngây thơ nhìn dương thần một cái, hiển nhiên là đã có chút men say, lắc đầu. trước đây không có ai có thể đến đây cùng tôi, một người không thể uống nhiều như vậy. cô không có bạn? dương thần tò mò hỏi. mạc thiện ni bật cười, như một đóa hoa nở rộ. Anh thấy bạn của trưởng phòng quan hệ công cộng quốc tế sẽ có người thích đến quán ăn bẩn thỉu này để ăn cơm. Dương Thần im lặng, đích xác dựa vào thân phận hiện tại của Mạc Hiện Nhi, những người kết giao với cô không biết liệu có phải là bạn thực sự không. Những người như vậy làm sao có thể tự dưng đến nơi ồn ào tạp nham này để ăn cơm chứ? Sẽ chỉ làm mất giá trị của bản thân và cảm thấy mất mặt mà thôi. Nói như vậy, tôi rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên cùng cô đến đây ăn cơm dương thần tự diễu hơn nữa là người đàn ông đầu tiên tôi mời riêng đến mạc thiện ni cười khẽ nói những người đàn ông khác muốn mời tôi đi ăn cơm tôi đều từ chối may mà là quán cơm nếu không ở chỗ khác bị người ta nhìn thấy tôi đã trở thành kẻ thù của cánh đàn ông rồi dương thần nói không tốt sao tôi thấy những đồ ăn ở đây so với những khách sạn năm sao kia ngon hơn nhiều mạc thiện ni nhe răng cười rất vui vẻ Dương thần gật gật đầu, tuy rằng có cay chút, nhưng đồ ăn ở đây mang hương vị của cuộc sống, là thứ mà hắn thích. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Mạc Thiện Ni ở trên bàn rung lên, cô từ từ cầm điện thoại lên xem số gọi đến, nụ cười trên mặt tắt ngấm, tiếp đến, cô bấm trả lời. Mẹ, vâng, con biết rồi, con sẽ đi, vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe. Sau khi bình thản gác máy điện thoại, Mạc Thiện Ni vứt điện thoại xuống, cầm chén rượu lên, uống cạn chỗ rượu còn lại ở trong chén dương thần vừa xem cảnh tượng đó liền nghi ngờ hỏi điện thoại của mẹ cô mạc thiện ni nhìn hắn gật gật đầu anh không nghe thấy sao có việc gì gấp à không phải có cần giúp đỡ không không cần sắc mặt của cô xem ra không được tốt lắm anh phiền phức vậy mạc thiện ni không giữ nổi bình tĩnh cho mày dương thần cười gượng gạo tôi ăn no rồi còn cô Ăn no rồi thì đi thôi. Mạc Thiện Ni đứng dậy, cầm vài thứ mang theo mình rồi rời khỏi chỗ. Cho dù Hương Tẩu lại chối từ, nhưng Mạc Thiện Ni vẫn được tiền, còn dúi cho Hương Tẩu vài đồng một trăm, nói là cho mấy đứa nhỏ của Hương Tẩu mua vài thứ lặt vặt. Dường như biết tính bướng bỉnh của Mạc Thiện Ni, cuối cùng Hương Tẩu không thể đùn đẩy được nữa đành phải nhận lấy. Hai người trở lại bãi đỗ xe, trên đường đi Mạc Thiện Ni dường như có chút gì đó không yên lòng, không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía trước khi đi đến bãi đỗ xe, trông cô như một viên pha lê hiện lên cô đơn giữa màn đêm yên tĩnh. Đột nhiên, Mạc Hiện Nhi xoay người, nhìn chầm chầm vào dương thần. Trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sao vậy? Dương thần luôn cảm thấy Mạc Hiện Nhi bất thường, có thể tâm tư của người phụ nữ chính bản thân cũng không thể đoán ra, đành đi cạnh cô không lên tiếng. Tôi có thể ôm anh không? Cái gì? Trả lời câu hỏi của Dương Thần, mạc thiện ni tiến lên mở rộng hai cánh tay muốn một cái ôm dương thần không có ý sẽ từ chối để né tránh khi cánh tay mịn màng nhưng lạnh lẽo của mạc thiện ni quàng vào cổ hắn mùi rượu bay ra hòa với mùi thơm ngọt ngào của cơ thể từ ngực của dương thần trở xuống có thể cảm nhận rõ được hai bầu ngực căng tròn đẫy đà mà mềm mại của mạc thiện ni hơi một chút do so dự dương thần thở dài giơ hai tay đầy cảm thông ôm lấy tấm lưng ngọc ngà của mạc thiện ni vuốt nhẹ nhàng trong bóng đêm hai người như một đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau. Cái ôm ngọt ngào giữa một vùng ngoại ô bốn bể vắng lặng, hưởng thụ thời khắc hiếm có của hai người. Thực ra cô có việc gì có thể nói ra, nói không chừng tôi có thể giúp được cô, giống như ngày hôm nay chẳng hạn. Dương thần nói. Mạc Thiện Ni dựa vào ngực Dương thần, vuốt nhẹ, nói ấp úng. Đừng nói bất cứ điều gì, cũng đừng hỏi gì cả, hãy để tôi ôm như thế này một lúc thôi, một lúc thôi dường như cái ôm này rất lâu, nhưng khi hai người tách nhau ra, lại cảm thấy chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Mạc Thiện Ni vén vài sợi tóc trên mặt, có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Dương Thần. Cảm ơn anh, chúng ta về thôi. Người đẹp nhào vào ôm, tôi phải là người được hời mới đúng chứ. Tôi biết anh sẽ không có ý nghĩ đó. Thiện Ni cố ý nhìn xuống phía dưới Dương Thần. Trừ phi anh bất lực. Dương Thần đưa mặt ra, thời buổi này làm một người đàn ông trong sạch cũng khó, người phụ nữ này xấu thật, không ngờ còn để ý đến sự biến đổi sinh lý của mình. Sau khi ngồi nhờ xe của Mạc Thiện Ni về đến quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần và Mạc Thiện Ni tạm biệt nhau, sau đó cô lại mở xe cửa xe của mình, nhanh chóng tới bệnh viện. Mặc dù nói Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn hết hy vọng với người bố Lâm Khôn, nhưng khi biết tin Lâm Khôn bị điên vẫn phải nói với cô. Khi đến được bệnh viện đã là 10 giờ đêm, trên đường ngoài những y tá phải trực đêm ở bệnh viện ra, căn bản là không có bóng người nào. Đi đến trước của phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, vốn tưởng rằng Lâm Nhược Khê vẫn chưa ngủ, nhưng khi đẩy cửa vào thì biết mình đã đoán sai. Chiếc đèn bàn đặt trên một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường vẫn sáng, nhưng Lâm Nhược Khê nằm trên giường đã ngủ rất say xưa, nghiêng người nằm trên chiếc đệm, trong tay vẫn còn cầm quyển sách liên quan đến kinh tế thị trường trên người mặc chiếc áo ngủ nam có đường kẻ sọc màu lam rộng thùng thình mái tóc rủ xuống che mất nửa khuôn mặt lộ ra vẻ đẹp yếu mềm mà thường ngày không thấy được rất khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ còn trẻ như vậy lại là một vị tổng giám đốc công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh trên đôi vai gầy yếu đó lại phải gánh vác trọng trách to lớn của hàng trăm hàng vạn nhân viên các nơi trên thế giới nghĩ một lúc dương thần liền cảm thấy khâm phục người vợ của mình cảm thấy không khí trong phòng có chút lạnh lẽo Dương Thần thấy Lâm Nhược khê ngủ khi đọc sách, nửa thân trên ở bên ngoài chăn, không khỏi lo lắng cho cô không biết lại cảm lạnh phát sốt lần nữa. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần đi nhẹ nhẹ đến cạnh giường, không phát ra tiếng động, từ từ dùng tay đỡ đầu Lâm Nhược khê lên, giúp chiếc gối cao ở bên dưới ra, sau đó để Lâm Nhược thần gối lên chiếc gối đó ngủ. Tiếp đó lại kéo chiếc chăn lên đến bả vai của Lâm Nhược thần, kẹp chăn lại cẩn thận, đảm bảo không có khe hở nào để gió lùa vào. Đúng lúc này, Lâm Nhược Khê chợt mở mắt, nhìn Dương Thần một cách khó hiểu. E rằng chỉ nhìn lẳng lặng như vậy nhưng Dương Thần vẫn có thể cảm nhận thấy, đôi mắt đó sâu và trong suốt như vậy, không khỏi khiến bản thân giật mình tại chỗ. chương 74, vị khách không muốn gặp. Thực ra, từ lúc Dương Thần bước vào cửa, Lâm Nhược Khê đã chú ý đến. Bởi vì, còn trẻ nhưng đã phải gánh vác trọng trách của công ty mà bà nội giao phó, vì vậy thường quên ăn quên ngủ, lo lắng bộn bề cho công việc, điện thoại mở máy liên tục 24 giờ, giấc ngủ của Lâm Nhược Khê cũng không được sâu. Cử chỉ ân cần dịu dàng của Dương Thần khiến cô không muốn tỉnh dậy. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với sự chăm sóc chu đáo của người đàn ông này, nhưng lại cảm thấy cứ giả vờ ngủ như vậy cũng không ổn, chính bản thân cuối cùng vẫn phải đối mặt với tất cả những thứ này. Ê, làm em thức giấc rồi. Dương Thần định thần lại, không biết làm thế nào, cử chỉ đã nhẹ nhàng như vậy rồi, không ngờ vẫn làm cô tỉnh giấc lâm nhược khê lẳng lặng nhìn dương thần một hồi chớp mắt vài cái nhẹ nhàng hỏi thiện ni mời anh ăn cơm đấy cô ấy thế nào rồi cái gì thế nào dương thần buồn bực tại sao câu nói đầu tiên lại là mạc thiện ni cô ấy hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm lâm nhược khê nói đương nhiên sẽ không tốt dương thần ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nói bị trói buộc tâm trạng còn có thể vui được nữa sao đấy là chuyện khác Lâm Nhược Khê khẳng định. Dương Thần nhíu mày, nhớ lại khi ăn cơm Mạc Hiện Ni có nhận một cuộc điện thoại. Là chuyện trong nhà cô ấy. Anh chỉ biết cô ấy có người nhà đến, tâm trạng cô ấy không tốt. Chính xác là không tốt, nhưng hiện tại chắc là không sao. Dương Thần sẽ không nói trước mặt vợ rằng, bởi vì tôi người chồng của em đã ôm cô ấy, cho dù người phụ nữ lạnh lùng này không để ý gì cả. Sau khi Lâm Nhược Khê, ừ, một tiếng, lại nhắm mắt lại tỏ ý rất rõ ràng rằng, em muốn đi ngủ, anh đi đi. Dương thần cười khổ, việc của bản thân vẫn chưa nói, vì thế liền bảo. Anh còn chuyện này muốn nói với em, em nghe rồi cũng đừng quá kích động, có liên quan đến Lâm Khôn. Lâm Nhược Khê lại mở mắt, nhưng không nói gì, nhìn Dương Thần. Ông ấy điên rồi, có thể không chịu nổi thất bại của những việc này, đã vào bệnh viện tâm thần rồi. Dương Thần nói dứt khoát. Lâm Nhược Khê rõ ràng bị chấn động mạnh, nhưng sau đó lại trở mình không đối mặt với Dương Thần nữa, nói. Em biết rồi, anh đi đi. Dương Thần biết cô cần bình tâm một chút, cho nên cũng ngay lập tức rồi khỏi phòng bệnh. Vài ngày sau, cuộc sống của Dương Thần trở nên bình lặng nhưng thoải mái. Mỗi buổi sáng, vẫn như trước đem cơm đến cho các nữ nhân viên trong văn phòng. Sau khi trải qua một thời gian có chút u tối, quan hệ của ba người phụ nữ Lưu Minh Ngọc, Trương Thái cùng với Triệu Hồng Yến ngày càng trở nên thân thiết hơn, thỉnh thoảng lại đùa giỡn, xóa sạch mọi dấu vết mờ ám, trêu ba người phụ nữ hớn dỗi đến mức muốn đánh người, cũng là một việc vui lớn ngoài trò chơi điện tử của Dương Thần. Trưởng phòng Mã Yên phận không đến quấy rầy các nhân viên nữ phòng quan hệ xã hội nữa. Theo như những gì Lưu Minh Ngọc nói, lão này đã nộp đơn từ chức cho ban giám đốc công ty, tìm một dịp giao ban để nghỉ ngơi. Mạc Hiện Nhi cũng khôi phục lại công việc bình thường, ngoài công việc của bản thân ra, cô còn kiêm luôn chức vụ phó tổng giám đốc công ty. Hóa ra vị trí phó tổng giám đốc này chẳng có ai, bởi vì dưới cái khí chất thương trường lớn mạnh của Lâm Nhược Khê, căn bản là không cần phó chủ tịch gì cả, thậm chí là trợ lý. Nhưng Lâm Nhược Khê bị bệnh, công ty có rất nhiều việc khó có thể quyết đoán được, kết quả là Lâm Nhược Khê ở trong bệnh viện đưa ra hàng loạt các chỉ thị, để cho rất nhiều quyết định thường ngày của công ty đều do Mạc Hiện Nhi chỉ đạo, đồng thời để cho thư ký tổng giám đốc Ngô Nguyệt cũng chính là người phụ nữ lạnh lùng ở sân bay đó giúp đỡ giải quyết. Tuy rằng Mạc Thiện Ni còn trẻ, nhưng có rất nhiều nguyên lão của công ty đều rất rõ không ít mối quan hệ của cô với Tổng Giám đốc cũ và Tổng Giám đốc đương nhiệm. Quốc tế ngọc lôi có thể nói là tài sản tư hữu của Lâm Gia. Lời nói của Lâm Nhược Khe từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra rất có chữ tín, đồng thời Ban Giám đốc hiểu rất rõ những thành tích to lớn trong công việc của Mạc Thiện Ni nên không có ai phản đối gì. Khoảng thời gian này xảy ra chuyện khá thú vị sau khi các nhân viên trong công ty bàn bạc thương lượng với nhau liền kéo quân tới bệnh viện thăm Lâm Nhược Khê. Đây là việc ngoài dữ liệu của Dương Thần, bởi vì cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày của Lâm Nhược Khê căn bản là chẳng có nhân viên nào trong công ty dám chủ động đến nói chuyện với cô. Nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê vừa mới nhập viện các nhân viên đều quan tâm nhiệt tình đến thăm hỏi như vậy. Đàn oanh oanh yến yến này của phòng quan hệ xã hội cũng chuẩn bị không ít sự chọn lựa kỹ càng, những món quà bổ dưỡng đều mang đến bệnh bệnh viện còn mua cả một bó to khang nãi hình. trong đó có một nữ nhân viên trong phòng quan hệ xã hội mang theo một máy ảnh đến bệnh viện để chụp một tấm ảnh thực về lâm nhược khê đang nằm trên giường bệnh. trong tấm ảnh đó, một lâm nhược khê không trang điểm phấn son, mặt mộc cầm trong tay quyển sách, ánh mắt trong veo nhìn các nhân viên đến thăm mình. từ sâu bên trong tỏa ra một vẻ đẹp tự nhiên, khiến cho các nhân viên nữ có khả năng tiềm tàng, theo đuổi các ngôi sao cũng phải trầm trồ ước ao ngưỡng mộ tổng giám đốc không trang điểm mà vẫn có vẻ đẹp hoàn mỹ đến như vậy, thậm chí không trang điểm còn xinh đẹp hơn. Lúc này, Dương Thần mới để ý thấy nữ tổng giám đốc xinh đẹp này, người phát tiền lương cho người khác nhận được sự hoan nghênh. Đương nhiên, ngoài những nhân viên trong công ty ra, những người trong giới doanh nghiệp Trung Hải cũng nhân cơ hội này đến thăm cô, hóa ra còn muốn lâm nhược khê đang ủ rũ nằm dưỡng bệnh lấy lại được tinh thần uống thuốc đồng y, đồng thời nói vài câu với những người vẻ mặt tươi cười mà ngày ngày cố gắng tránh này. Do quan hệ vợ chồng cần phải hết sức khiên tốn nên thời gian dương thần đến bệnh viện cũng ít đi nhiều. Đúng tuần thứ hai, vào đêm hôm đưa sách cho Lâm Nhược Khê, dương thần đã đụng ngay phải một vị khách có thế nào đi nữa cũng không muốn gặp chút nào. Đi vào trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê là người dương thần đã có duyên gặp hai lần, đồng thời là nữ cảnh sát trưởng để lại những ký ức chẳng vui vẻ gì thái nghiên nhưng thái nghiên giờ phút này đang mặc thường phục, trên người là chiếc áo phong kiện lý duy tư màu trắng, bó sát người, ngắn tay. Vòng một đẩy đà và vòng eo thon thả đã làm tôn nên vẻ đặc biệt rất dễ khiến người khác chú ý. Phía dưới là chiếc quần jean màu nhạt, dưới đôi chân dài, trắng nõn nà, không có một chút sẹo nào là đôi giày Nike màu hồng, thêm vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt oai hùng làm mê hồn người, kết hợp với dáng người thon thả hoàn toàn nhìn không ra thân phận cục trưởng cục cảnh sát khu Tây giống như một người đẹp đô thị. Khi Thái Nghiên xuất hiện ở trong phòng, Dương Thần Hoài Nghi bản thân rằng có phải mình nhìn nhầm không, nhưng ngay lúc đó nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đó từng nét đều rất hài hòa, nụ cười hàm chứa một điều gì đó sâu sắc, Dương Thần mới tin rằng không gặp phải quỷ trong đêm. Khách quý, cục trưởng Thái không ngờ lại đến. Dương Thần cười nghênh đón. Tôi biết anh thực ra không muốn chào đón tôi, nhưng tôi đến đây để thăm nhược khê. Thái Nghiên nhìn Dương Thần một cái, lập tức đi đến cạnh giường Lâm Nhược Khê, có chút đau lòng nhìn Lâm Nhược Khê. Nói với cô rồi, đừng liều mạng như thế, là cô không biết quý trọng bản thân. Lâm Nhược Khê hiển nhiên cũng rất thân với Thái Nhiên, bởi vì cô rất hiếm khi lộ ra nụ cười cả. Chỉ vào thứ đồ trên tay của Thái Nhiên nói. Đó là quà cho tôi sao? Trong tay của Thái Nhiên cũng cầm một món quà đến, nhưng không phải là hoa quả, không phải hoa tươi, không phải là cái gì khoa trương như nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch hay nấm linh chi vân điền giã. Đó là một hộp viên gạo nếp. Đúng vậy, cái sở thích ăn vặt này của cô tôi còn lạ gì nữa. Từ nhỏ cô đã thích ăn cái này, vì thế tôi cũng không mang cái khác đến. Thái Nhiên nói. Cảm ơn. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói. Thái Nhiên bĩu môi, giả vờ giận dữ nói. Không cần cảm ơn, thực ra trước đó tôi không có ý định đến đây. Cô thật chẳng có lương tâm, kết hôn cũng không thông báo cho người chị em này một tiếng, uổng công chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ." Lâm Nhược Khê cúi đầu không nói được gì, đành chọn cách im lặng. Thái Nghiên dường như hiểu tính khí của cô, cô nói: "Nhưng tôi vẫn thực sự không ngờ rằng hôm đó cô khiến luật sư Trương đến cục của chúng tôi, người đàn ông đi theo lại trở thành chồng của cô. Khi nào các người bắt đầu qua lại vậy? Tại sao tôi một chút cũng không biết?" Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục không nói gì thực ra cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa. Thái Nghiên biết rằng đề tài này chẳng thể tiếp tục được nữa, bất đắc dĩ bĩu môi. Được rồi, người như cô từ nhỏ đã như vậy, một khi gặp phải vấn đề nan giải thì sẽ không nói thẳng. Hôm nay tôi đến, thực ra còn có một việc muốn nói với cô, ông nội cô nói rất nhớ cô, bảo cô hãy giữ gìn sức khỏe. Nghe đến hai chữ ông nội, Lâm Nhược Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh lùng, nói: "Không cần ông ấy quan tâm làm gì." hơn nữa tôi sớm đã không có ông nội rồi. Thực ra Lâm Gia Gia có nỗi khổ riêng. Thái Nhiên cười chua xót, cố giải thích. Nhiên nhiên, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Lâm Nhược Khê quay đầu đi. Dương Thần bên cạnh nghe hai người nói chuyện, có chút khó hiểu rồi. Không ngờ Lâm Nhược Khê còn có ông nội, tại sao trước đó không thấy cô nhắc đến nửa chữ. Hơn nữa, Thái Nhiên và cô đã quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ giữa hai gia đình này nhất định không bình thường, đồng thời thái nhiên còn biết sự tình của ông nội lâm nhược khê hiển nhiên thái nhiên biết không ít tin tức bí mật chỉ có điều nhìn thấy bộ dạng của lâm nhược khê có vẻ như chẳng yêu mến gì người ông nội đó thậm chí còn bài xích quyết liệt theo lý thuyết thì bà nội cô mẹ cô đều đã qua đời bố cô là lâm khôn cũng đã bị điên nếu như có một người ông nội vậy người ông nội đó chính là người thân duy nhất còn sót lại nhưng tại sao cô lại ghét ông nội như vậy thái nhiên thấy lâm nhược khê tâm trạng không tốt thở dài đành phải từ bỏ, chuyển lời hỏi thăm của một số người bề trên trong nhà, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Dương Thần đứng ở cửa, Thái Nhiên nhìn nói: "Chồng của Nhược Khê, tiến tôi một đoạn được không?" Biết là không có chuyện gì tốt đẹp ở đây, Dương Thần trong lòng bàn kế sách, ngoài miệng thì cười nói: "Đương nhiên rồi, Thái cục trưởng, mời." Sau khi cùng Thái Nhiên đi đến cửa sau, Dương Thần tính toán tìm một cái cớ để trốn nhưng thái nghiên lại gọi hắn lại nói thẳng vào vấn đề dương thần tôi muốn hỏi anh một câu thái cục trưởng muốn điều tra người bị tình nghi sao dương thần cười miễn cưỡng sắc mặt thái nghiên nghiêm nghị không giống nói đùa đúng thì thế nào buổi tối hôm đó việc trần công quán nhà trần đức hải là do anh làm trần đức hải trần công quán là cái gì vậy dương thần một mực phủ nhận làm bộ như không biết không cần giả bộ Hôm đó, thời điểm anh đi qua đấy vừa khớp với thời điểm rời khỏi sau khi gây án. Hơn nữa, dựa vào báo cáo của trinh sát viên cục chúng tôi, diện mạo của hung thủ giết người thậm chí giống hệt anh. Cục trưởng Thái, tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì. Dương thần buông lỏng. Cô nói phải có chứng cứ. Tôi là một công dân tốt tuân theo pháp luật. Thái Nhiên hừ một tiếng. Đừng có đánh chống lảng nữa. Anh không thừa nhận cũng không sao, sẽ có một ngày tôi tìm ra chứng cứ tiến anh vào nhà giam. Còn về việc tại sao anh kết hôn với Lâm Nhược Khê, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như anh dám làm việc gì quá đáng với Nhược Khê thì hãy cẩn thận cái đầu của anh đấy, cho dù tôi không xử lý anh, nếu như anh làm hại đến Nhược Khê thì ngay cả chết, nhất định anh cũng không biết chết thế nào đâu. Dương Thần nuốt cái ực, khoan thai cười nói. Không cần phải nói quá việc lấy vợ lại khủng khiếp như vậy chứ. Tôi thừa nhận vợ tôi xinh đẹp hơn những người khác nhưng ai bảo tâm hồn tôi lại hiền lành tốt bụng chứ. Không biết xấu hổ, thái Nhiên trừng mắt nhìn Dương Thần, xoay người bước nhanh bỏ đi. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm lo lắng sau này làm thế nào nhờ vả được nữ cảnh sát xinh đẹp này. Từ từ bước trở lại phòng bệnh định chào tạm biệt Lâm Nhược Khê, nhưng vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. chương 75, chồng ơi, em sợ, hộp viên gạo nếp đã được mở ra. Lâm Nhược Khê từ bên trong rút ra một viên màu trắng, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy, cắn từng miếng từng miếng, giống như một chú thỏ trắng bé nhỏ đang gặm cà rốt làm cảm động lòng người. Thấy Dương Thần bước vào phòng, má lúm đồng tiền của Lâm Nhược Khê ửng hồng, trong miệng vẫn đang còn nhấm nháp viên gạo nếp, chớp chớp mắt, nói ngượng ngùng: "Em tưởng anh đi rồi. Anh không nỡ bỏ đi, nếu không thì đã không nhìn thấy cảnh tượng vợ anh ăn viên gạo nếp vô cùng đáng yêu thế này." Dương Thần cười khoái trá, Mặt lâm nhược khê đỏ bừng lên, nhưng vẫn không nỡ bỏ viên gạo nếp đang ăn dở, không để ý đến dương thần nữa, tiếp tục cắn những miếng thơm ngon. Thực ra người phụ nữ lạnh lùng này cũng có mặt rất đáng yêu. Trước đó phát hiện ra cô thích xem phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc, bây giờ lại phát hiện ra cô thích ăn viên gạo nếp, ăn lại rất giống trẻ con. Có lẽ dưới vẻ bề ngoài lạnh như băng, Lâm Nhược Khê lại có một tâm hồn trẻ thơ hơn so với những phụ nữ cùng tuổi. Sau khi đợi đi ra ngoài phòng bệnh, Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc liền gọi điện thoại cho Sắc Phi. Đã vài ngày rồi không liên lạc với người phụ nữ xinh đẹp này. Thứ nhất là do có quá nhiều việc xảy ra, thứ hai là biết Sắc Phi gần đây đều đã sắp xếp công việc bận rộn hết cả rồi, bắt đầu hồi tưởng lại người phụ nữ có suy nghĩ thấu đáo đó. Sau khi điện thoại rung ba hồi thì nhấc máy, giọng nói của Sắc Phi vẫn dễ thương như trước. Chồng yêu, cuối cùng cũng nhớ ra là gọi điện cho em à. Lời nói có vài phần nũng nịu và trách móc hơi bận một chút, hơn nữa tôi biết là em cũng bận. Sau khi nghe xong giọng nói đó, trong lòng Dương Thần dạo rực hẳn lên, cười nói. Có ở nhà không, tối nay tôi đến gặp em. Cứ nhất thiết phải vào ban đêm à, ban ngày không thể gặp em được hay sao? Ừm, em mờ, à, ban ngày tôi phải đi làm, nhưng cuối tuần sau tôi sẽ đến gặp em vào ban ngày. Dương Thần nói chắc chắn. Sắc Phi vui vẻ mỉm cười. Em không ở nhà nhưng nếu chồng yêu muốn thì có thể đến hộp đêm tạp ni địch ở Thành Nam. Nếu như đến đúng lúc thì có thể có trò hay để xem đấy. Tuy không biết Sắc Phi nói trò hay ở đây là gì, nhưng Dương Thần vẫn đồng ý, mau chóng lái xe đến tạp ni địch ở Thành Nam. Trên thực tế, hộp đêm này cũng được coi là nổi tiếng ở khu Tây, nhưng bởi vì nhiều năm vẫn không đổi mới nên làm ăn kinh doanh dần dần giảm sút. Hơn nữa, cơ sở an ninh không theo kịp, dần dần trở thành một trong những hộp đêm lộn xộn nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là vị trí của hộp đêm này ở vào điểm giao nhau giữa thế lực của hai bang hội lớn ở khu Tây hiện nay là hội Tây Minh và hội Hồng Kinh, hiện giờ là địa bàn của Tây Minh hội. Vậy nguyên nhân sắc phi xuất hiện ở đây chỉ có một, đó chính là cướp địa bàn. Khi đến cổng hộp đêm tạp ni địch, Dương Thần chợt sững người, bởi vì từ trước cổng hộp đêm đã thấy bóng dáng quen thuộc của Sắc Phi đang dẫn đầu một tốp những người đàn ông cùng mặc trang phục màu đen đi ra mà bên cạnh Sắc Phi lại có một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu trắng, giọng hơi nịnh nọt nói cái gì đó, vẻ mặt Sắc Phi thản nhiên, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Đi thẳng đến bãi đỗ xe, nhìn thấy bóng dáng của Dương Thần mới nói với người kia điều gì đó, rồi một mình đi đến chỗ Dương Thần. Trên người là bộ âu phục nữ màu đen được cắt khéo léo, bên dưới là chiếc quần dài màu trắng bó sát, rất hiếm thấy ở địa bàn nổi lên kiểu tóc dài. Sắc Phi trong bóng đêm thướt tha đi tới giống như một đóa hoa hồng đen cao sang trò hay đâu? Dương thần hỏi. Sắc phi cười tươi như hoa, xem ra tâm trạng rất tốt, cũng không trả lời, đi đến ôm trầm lấy cổ của Dương thần, đặt đôi môi màu đỏ tươi của mình lên trên đó. Dương thần đương nhiên sẽ không từ chối màn gặp mặt ngọt ngào này. Hôn lấy hai làn môi tươi như cánh hoa, sau đó đưa đầu lưỡi sâu vào bên trong rồi quấn chặt lấy lưỡi của sắc phi, vị ngọt của dòng nước chảy bên trong tuôn ra không ngừng. Hôn đến nỗi lồng ngực người đẹp thở dồn dập, Dương thần mới từ từ buông lỏng hai tay, lướt nhẹ nụ hôn lên trán của sắc phi. Cho hay mà em nói không phải là nụ hôn này chứ. Dương thần vuốt ve khuôn mặt mịn màng của sắc phi, mỉm cười hỏi. Không thích sao, chỉ là có chút khác biệt so với tôi nghĩ thôi, tôi tưởng sẽ có cảnh hay. Dương thần thẳng thắn nói. Sắc phi hơi cười mỉm, chớp chớp mắt, nói. Chồng yêu à, anh đến muộn rồi, cảnh hay đã kết thúc 10 phút trước rồi vậy mà em còn gọi tôi đến xem dương thần trợn mắt lên ánh mắt vô tội của sắc phi lộ ra vẻ hoan ước người ta muốn anh lái xe đến đón em về anh từ trước đến nay chưa từng đến đón em một ả xã hội đen cũng nũng nịu giống một nữ sinh nhỏ tuổi đòi bạn trai phải lái xe đưa về dương thần cảm thấy cảnh này thật nực cười nhưng cũng vì ước nguyện nhỏ nhoi của sắc phi mà làm một việc có chút xấu hổ với bản thân cũng chẳng sao được rồi đừng làm bộ làm dáng nữa ngoan ngoãn lên xe đi trên đường nói tiếp dương thần vỗ vỗ vào cặp mông căng tròn đầy đặn của sắc phi sắc phi lập tức gõ nhẹ dương thần một cái vào đầu ngượng ngùng nói đừng như vậy chứ các thuộc hạ của em vẫn đang nhìn đấy đừng ở trước mặt họ mà vỗ vào mông em như thế hứ như vậy thì đã sao dương thần cười mặc kệ tôi vỗ vào mông người phụ nữ của tôi liên quan gì đến chuyện của họ chứ thuộc hạ nào của em không phục tôi sẽ giết hắn. Đừng nói bừa. Sắc Phi nghe thấy Dương Thần nói câu, người phụ nữ của tôi thì trong lòng liền cảm thấy vui sướng. Nhưng vẫn kiêu ngạo lườm Dương Thần một cái, rồi nhanh chóng bước vào trong xe. Trong đêm khuya, xe trên đường hồi tử dường như chẳng có chiếc nào, bên cạnh con đường vắng vẻ là hai hàng cây rậm rạp tối tăm, thì thoảng lại có một quán ăn đêm nho nhỏ nằm ở chỗ đất trống. Dương Thần cũng không vội, vừa lái xe vừa trò chuyện với Sắc Phi. Sắc Phi kể lại chuyện vừa mới xảy ra ở hộp đêm Tạp Ni Địch. Người đàn ông mặc đồ trắng vừa nãy nói chuyện với em chính là giám đốc của Tạp Ni Địch. Bởi vì tiền mà hội Tây Minh đầu tư vào nơi đó quá ít, bọn họ đã quá nghèo, vì thế vài ngày trước gã chủ động liên lạc với em, hy vọng có thể nhờ vào sự giúp đỡ của hội Hồng Kinh chúng em. Em bắt gã giao ra hai tiểu đầu mục chính mà hội Tây Minh xếp ở vị trí bên cạnh gã. Một người là Tứ Nhãn Lang, một người là Hoa Điêu. Chỉ cần gã giao hai người đó cho em thì em sẽ tin gã, hơn nữa sẽ đầu tư vào tập ni địch, đồng thời sẽ phái người phủ địa bàn của gã. Gã đồng ý. Thực ra gã bắt buộc phải đồng ý. Người mà trước kia phụ trách tài chính cho gã trong hội Tây Minh không phải ai khác, chính là Trần Đức Hải kẻ bị anh giết. Kẻ thay thế vị trí của Trần Đức Hải bây giờ là Trương Hổ, nhưng Trương Hổ sau khi em ra chỉ thị cho hắn, lại xem nhẹ một số người đầu tư vào một nhóm người khác mà em đã âm thầm sắp đặt cho gã, đương nhiên tạp ni địch sẽ không còn đường sống. Sắc Phi mỉm cười giống như một tiểu hồ ly xinh đẹp. Dương thần tán thành nói, chiều này thật thực tế, thoạt nhìn bên ngoài, địa bàn của hội Tây Minh không bị thu hẹp, nhưng trên thực tế đợi người của hội Tây Minh lên tiếng phản ứng. Bọn họ không phải thay đổi đồng giá địa bàn, mà là căn bản đều đã mất đi gấp bội, e rằng đã quá muộn tiếc là chỉ giữ được một mình hoa điêu, để tứ nhãn lang chạy mất, lại còn tranh thủ cuống đi mất một món tiền, nhưng ít nhất không để lại máu me. Cho địa bàn ở điểm danh giới này ổn định, bại lộ một chút cũng không sao cả. Sắc Phi nhìn Dương Thần nói. Điều này không chắc. Dương Thần đột nhiên cười một cách kỳ lạ. Có lẽ sẽ là một kết cục tốt đẹp. Cái gì? Sắc Phi nghi hoặc, xe cũng đột nhiên dừng lại bên đường. Em hãy nhìn phía trước xem dương thần chỉ tay ra phía trước cách cửa xe không xa ở chính giữa con đường phía trước là hai chiếc xe pho loại xe bốn bánh này đã thay đổi bề ngoài cao lên khác thường tiếng động cơ gầm rú ánh đèn xe chiếu sáng trưng làm trói cả mắt khiến cho cả con đường sáng như ban ngày là tứ nhãn lang hắn quay trở lại rồi sắc phi nhìn thấy bóng dáng xuất hiện rõ ràng nhất trước mặt cô đó là một người đàn ông gầy gò đeo kính tóc dựng thẳng lên mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, để lộ ra một cơ thể theo tóp, đứng với bảy tám người có thân hình cường tráng hơn y, nhưng đều do y cầm đầu. Tứ nhãn lang không có sở trường đánh nhau, nhưng bộ não lại rất linh hoạt. Xem ra y đã sắp xếp tai mắt để thăm dò động tính bên trong tạp ni địch, phát hiện ra em một mình đơn độc cùng với anh trở về, liền tính toán đến ước hiếp một người phụ nữ yếu đuối như em. Sắc Phi bình tĩnh phân tích. Dương thần hỏi một cách kỳ lạ. Y không biết bản lĩnh của em. Địa vị của y ở Tây Minh Hội chưa đủ khả năng để nhận thức được điều đó, do vậy y cảm thấy những người này có thể cản đường em lại, sau đó một người sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế. Sắc Phi cười nói, y thật là chân chất, nhưng không đáng yêu. Dương Thần đánh giá, Sắc Phi đột nhiên ừm một tiếng, từ ghế phụ nhảy bổ vào trong lòng Dương Thần, nũng nịu. Chồng ơi, em sợ, anh phải bảo vệ em. Nghe thấy câu, chồng ơi, em sợ, đầy sự nịnh nọt dễ thương, dương thần máu sông lên não vỗ vỗ vào cặp mông chắc nịch của sắc phi cười mắng đừng kích thích tôi còn dụ dỗ tôi như vậy lần nữa thì không cần phải đợi đến khi về đến nhà tôi sẽ ngay lập tức thịt em trên xe đấy tốt thôi nhưng chồng ơi anh xem bọn họ dường như muốn xông qua đây đập bể xe của chúng ta sắc phi căm giận nói dương thần thở dài người phụ nữ này càng ngày càng có cảm giác tinh quái bản thân đã làm việc gì một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, không chịu được nhiều sự khiêu khích. Có lẽ là sở thích thật sự, càng khó có thể phản kháng lại. Được rồi, được rồi, đứng lên trước đi. Tôi xuống xe đuổi bọn họ đi để xe tôi đỡ bị đập nát, tôi cũng không có tiền mà sửa. Tứ nhãn lang tự cho rằng không có gì có thể sánh được với vũ khí lợi hại của hắn, cũng không thu được bất kỳ hiệu quả gì. Kết quả là toàn bộ 8 người, bao gồm cả chính y đều bị đánh ngã lăn trên đất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mất đi khả năng hành động. Mà hai chiếc xe dùng để chạy trốn cũng bị người của hội Hồng Kinh đuổi theo phía sau thu về để chuẩn bị tiền cuốn gói, điều này không cần phải nói. Chỉ có điều khi Tứ Nhãn Lang bị người của hội Hồng Kinh cho vào bao tải trở đi thì vẫn chưa hiểu người đàn ông đột nhiên bước xuống từ trong chiếc BMW là ai. Trong hội Hồng Kinh căn bản không có nhân vật này thậm chí toàn thành phố Trung Hải đều chưa nghe nói đến người đàn ông có thể đánh nhau như vậy. Từ Nhãn Lang cảm thấy rất oan ức, y hy vọng đây là một võ đài, có thể ba trận thắng hai, bởi vì y còn có một khẩu súng lục loại 54 cất trong túi quần, trong trận chiến vừa rồi chưa có cơ hội lấy ra. Chỉ tiếc là tính mạng của tám người trong chớp mắt đã được định đoạt, bị nhét vào bao tải, buộc khối chỉ lên, ném xuống biển sâu. Lúc nguy cấp đến tính mạng như thế này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của đôi tình nhân trẻ. Sau khi Sắc Phi gọi điện cho Tiểu Triệu giải quyết ổn thỏa liền mau chóng cùng Dương Thần trở về trong một căn phòng yên tĩnh đằng sau quán rượu Rose. Một đêm điên loạn, Sắc Phi cả gan dụ dỗ, thân thể nóng bỏng mềm mại của cô khiến cho Dương Thần lúc này thèm khát, muốn được thỏa mãn. Cuối cùng, sau 5 tháng 6 lần lên đỉnh, Sắc Phi thực sự không còn lực nữa, đôi chân nuột nà mềm mại vắt vào nhau, nằm ở trên giường lớn thấy dương thần vừa mới thỏa mãn một lần lại có ý muốn tiếp tục, không kiềm chế nổi liền vươn tay ra chộp lấy lưng dương thần, quấn lấy, hờn dỗi hét lên. Người đàn ông không công bằng, sao có thể dai sức hơn so với phụ nữ chứ? Điều này căn bản không phù hợp với khoa học lý luận mà. Em còn biết lý luận, trước khi gặp tôi còn là một tiểu trinh nữ. Dương thần khinh thường nói, dương thần một tay mên mê trước ngực sắc vi làm nó biến đổi thành nhiều hình dáng. Hừ, nhưng em nhìn thấy rất nhiều ảnh trên mạng, người Nhật Bản bọn họ chụp ảnh đều là vài người đàn ông thay phiên nhau liên tục mới có thể chụp lâu như vậy. Thực tế thì làm sao có thể suốt 2 tiếng đồng hồ còn được như vậy được chứ? Sắc Phi hai má ửng hồng thở gấp gáp. Dương Thần trong lòng cười thầm, chính bản thân hắn không chỉ đơn thuần là một người đàn ông bình thường. Trên thực tế, hắn rất mạnh mẽ trên giường, đây chỉ là một trong số những tác dụng phụ mà sự thay đổi cơ thể dẫn đến đây có lẽ là điểm đáng được an ủi về tâm lý nhất nhưng những việc này không nên nói trước mặt sắc phi dương thần chỉ nói cho nên sau này tôi tìm gặp rất nhiều người phụ nữ thì em cũng phải thông cảm cho tôi dẫu sao tôi có năng lực này mà anh đi mà nói với vợ cả của anh em đây không quản nổi anh sắc phi chua chát nói người phụ nữ bé nhỏ lâm nhược khê kia sẽ không quản việc tôi tìm đến vài người phụ nữ dương thần âm thầm nghĩ cảm thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ lại tiếp tục đánh về phía Sắc Phi. Khi sáng sớm thức dậy, Sắc Phi tự nhiên cứ nằm lì trên giường không chịu dậy. Dương thần sau khi ăn mặc chỉnh tề liền vỗ mông bỏ đi. Vừa hay đúng là chủ nhật, Dương thần không cần đi làm, cũng không đi chợ ở khu Tây mua đồ ăn sáng. Sau khi từ quán rượu Rose đi ra, lái xe đi tìm một quán mì sợi sạch sẽ bên đường để ăn một bát mì. Dương thần suy nghĩ xem có nên đi đến bệnh viện thăm Lâm Nhược Khê không, nhưng bỗng nghĩ đến chắc sẽ có rất nhiều thương nhân không quen biết đến thăm, nghĩ một hồi liền bỏ ý định đó. Sau khi đi ra từ quán mì, người qua đường đã đông dần lên. Dương thần định lái xe trở lại biệt thự để xem TV một cách an nhàn, nhưng đột nhiên có người bên cạnh gọi hắn lại. Dương thần, giọng nói trong trẻo, có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Dương thần ngoái đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ xa lạ từ phía đối diện đường đi tới. Thiếu nữ mặc một chiếc áo phông màu vàng sáng và một chiếc quần bò bó sát người, mang một đôi giày thể thao màu xanh, có một mái tóc đen nhánh đến ngang vai, kẹp một chiếc kẹp tóc đáng yêu màu xanh nước biển, tô điểm cho khuôn mặt đáng yêu không chút son phấn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ ngây thơ tự nhiên xinh đẹp. Có thể tưởng tượng ra, không cần đến vài năm, người con gái này sẽ trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ đến mê người. Chúng ta quen nhau. Dương Thần thực sự không nhớ ra được việc có quen một người con gái trẻ như vậy hơn nữa người con gái trước mắt mặc dù tuổi nhỏ nhưng thân hình lại đang trong thời kỳ dậy thì. Cũng là em gái, không thể dễ dàng quên được. Cô gái có cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cười nói. Biết là chú không nhận ra mà, bổn tiểu thư đây có vẻ đẹp trời sinh, thay đổi bề ngoài một chút đã làm chú choáng rồi. Nhìn vẻ mặt kiêu kỳ, Dương Thần cảm thấy có chút quen quen, quan sát cẩn thận, nhìn thấy ở trên mẫu u bàn tay người con gái này có hình xăm con bướm màu tím, đột nhiên nhớ ra người này là ai, đánh mắt lại vài lần, chật chật vài tiếng, nói. Không thể nhận ra được, gái giang hồ cải trang thành học sinh khá giống đấy, giống với Trương Bách Chi vua hài kịch, tại sao cô không buộc thành hai bím tóc. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 75.